Triệu Kiến Quốc kinh ngạc nói, Tử Nhiễm, ý của cháu là phải lấy được những sân bãi mà tập đoàn Tam Hưng để lại mới được à? Đúng, đúng vậy, tạm thời không nói đến mấy tòa văn phòng cao tầng kia. Chỉ tính đến nhà xưởng sản xuất và dụng cụ thiết bị của tập đoàn Tam Hưng thì mới có thể chịu tải được nhu cầu của cả thị trường. Hơn nữa có được toàn bộ tập đoàn Tam Hưng thì càng tiện hơn. Một câu nói của Lý Tử Nhiễm thôi đã làm cả nhà họ Triệu im lặng không nói tiếng nào. Bọn họ đều biết, trong trận chiến tranh đoạt vào quãng thời gian trước, tất cả tài sản của tập đoàn Tam Hưng đều đã bị phân chia. Nhà họ Triệu còn chưa có tư cách đoạt lại từ trong tay những dòng tộc thế lực kia. Tiêu Nhược Mai kinh ngạc nói, Tử Nhiễm, tập đoàn Vân Đình coi trọng cháu đến vậy sao? Bác, cháu cũng không biết tại sao lại thế này, tập đoàn Vân Đình rất coi trọng cháu, lần này còn giao nhiệm vụ gian khổ như vậy cho cháu. Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy rất khó hiểu. Phương Tử Tình giúp mình thì cô hiểu được. Nhưng ông chủ của tập đoàn Vân Đình cũng xem trọng mình như vậy sao? Sốt cuộc là vì cái gì? Đến nay cô vẫn không nghĩ ra được. Tiêu Nhược Mai đánh giá lại Lý Tử Nhiễm một lần nữa. Bà ta là người của nhà họ Tiêu, rõ ràng nhà họ Tiêu đã là dòng tộc mạnh nhất thành phố Tô Hàng. Nhưng nhà họ Tiêu có thể đứng trên đỉnh cao của Tô Hàng, hoàn toàn là nhờ vào tập đoàn Vân Đình. Bà ta biết tập đoàn Vân Đình mạnh đến mức nào hơn hẳn bất cứ ai ở đây. Cha mẹ, tương lai của Tử Nhiễm thật sự không thể đánh giá được. Cháu nó được tập đoàn Vân Đình coi trọng như, vậy thì sau này giá trị con người có thể lên đến hàng trăm tỷ, Tiêu Nhược Mai nói. Giá trị con người trăm tỷ, ôi, ngay cả Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc cũng kinh ngạc đến tròng mắt sắp bay ra. Nếu Lý Tử Nhiễm thật sự đạt được trình độ đó, nhà họ Triệu cũng sẽ nhờ vậy mà trở thành dòng tộc quyền quý thật sự. Tập đoàn Vân Đình coi trọng như vậy thì nhà họ Triệu chúng ta phải hỗ trợ giải quyết khó khăn mà Tử Nhiễm gặp phải, Ngô Mộc Lan nói. Cho nên tôi mới ra lệnh cho mọi người dùng hết quan hệ của bản thân, đi giải quyết vấn đề này. Triệu Kiến Quốc hạ lệnh. Nếu như xem Triệu Viễn và Trương Văn Thao là ô dù của nhà họ Triệu. Vậy thì Lý Tử Nhiễm chính là nền tảng phát triển của cả dòng tộc. Vấn đề của cô liên quan đến chuyện nhà họ Triệu có thể trở thành nhà quyền quý hay không. Cho nên đây cũng là chuyện lớn nhất của nhà họ Triệu. Sau khi nhà họ Triệu bàn bạc xong thì mọi người lần lượt đi tìm những dòng tộc lớn để thương lượng về chuyện thuê thiết bị nhà xưởng và văn phòng làm việc. Một trong bốn thế gia lớn nhất của tỉnh thành, nhà họ Âu. Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi đi tới nơi này. Gia chủ Âu Văn Hào ra tiếp đãi hai người. Gia chủ Âu, Trương Văn Thao này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhà họ Triệu muốn thuê toàn bộ tòa nhà văn phòng ngày trước của tập đoàn Tam Hưng, mong rằng ông chấp nhận, ông ra một cái giá đi, Trương Văn Thao cười nói. Cút ra ngoài, nhà họ Triệu có tư cách gì hả, Âu Văn Hào cười lạnh rồi quát. Cuối cùng hai người Trương Văn Thao bị đuổi ra ngoài. Hai người lại tới nhà họ Tào và nhà họ Hạ, cuối cùng cũng bị đuổi ra. Nhà họ Triệu. Không khí thật ngột ngạt, mọi người đều ủ rũ. Vừa đi ra ngoài một vòng, gần như tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Căn bản không giải quyết được chuyện này. Sau khi biết được kết quả, Lý Tử Nhiễm chỉ có thể thở dài. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tử Nhiễm tự mình giải quyết, nhưng chúng ta cũng đã làm đúng một việc. Đó chính là sắp xếp cho bọn họ ly hôn, không thì Diệp Quân Lâm sẽ liên lụy Tử Nhiễm thì sao? Giá trị con người trong tương lai của Tử Nhiễm lên tới trăm tỷ đấy, Ngô Mộc Lan may mắn mà nói. Phía bên kia, Diệp Quân Lâm gọi điện thoại liên lạc với nhà họ Tiêu của Tô Hàng. Các anh mau xây cho xong biệt thự Hoàng gia Vương Phủ, tôi muốn lấy làm phòng cưới. Bản thiết kế thì tôi gửi qua cho các anh đây. Phòng cưới 6 năm trước mà đích thân anh thiết kế, hiện giờ sớm đã bị đập bỏ. Anh không hy vọng bất cứ ai làm bẩn phòng tân hôn của anh. Diệp Quân Lâm muốn mau chóng xây xong, làm phòng cưới mới, hoàn thành giấc mộng với Lý Tử Nhiễm. Từ giờ trở đi, anh nên chuẩn bị vì buổi hôn lễ thế kỷ này. Không cho tôi gặp Tử Nhiễm à? Không có khả năng. Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Trong tập đoàn Vân Đình ở Tô Hàng, Phương Tử Tình nhận được đến tin tức đến từ sếp tổng. Yêu cầu cô ta phái ra một đội ngũ đi đến tỉnh thành hỗ trợ tập đoàn Đông Thiên mở rộng thị trường. Danh sách cũng đã được liệt kê ra, trong đó có Diệp Quân Lâm. Anh phụ trách bảo đảm an toàn của cả đội. Toàn bộ địa chỉ của văn phòng, nhà xưởng và trung tâm nghiên cứu đều đã có sẵn.
là dùng tất cả những gì ban đầu của tập đoàn Tam Hưng. Chỉ cần người chịu bước về phía trước là được. Họ sẽ lấy tốc độ cực nhanh để lắp đầu cái ghế trống trên thị trường của tập đoàn Tam Hưng. Đối với Lý Tử Nhiễm mà nói, hai ngày này là thời gian cực kỳ khó khăn. Một mặt là về chuyện ly hôn với Diệp Quân Lâm. Mặt khác là vì phiền lòng vấn đề công việc. Tập đoàn Vân Đình giao nhiệm vụ này giao cho cô là vì yên tâm tin tưởng cô, nhưng cô vẫn không tiến triển được gì. Cô phiền lòng đến cả đêm không ngủ được. Người nhà họ Triệu đều nhìn thấy tất cả. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc đi qua đi lại. Bọn họ còn sốt ruột hơn cả Lý Tử Nhiễm. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của nhà họ Triệu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả Trương Văn Thao cũng than ngắn thở dài. Cách nào nghĩ ra được cũng đã làm thử rồi, máu chốt là nhà họ Triệu căn bản không có bất kỳ quyền lên tiếng nào trước mặt người ta cả, Triệu Học Thành thở dài. Lý Tử Nhiễm than thở, thật sự không được thì để cháu bỏ cuộc. Cháu không tiếp nhận nổi nhiệm vụ nặng nề như vậy. Không được. Quyết định của Lý Tử Nhiễm bị mọi người trong nhà họ Triệu nhất trí phản đối. Cơ hội ngàn năm một thuở tốt như vậy mà, sao có thể bỏ qua được kia chứ? Đúng vậy, Tử Nhiễm, cháu nhất định phải làm tốt chuyện này. Có bất kỳ khó khăn gì thì mọi người sẽ giúp cháu giải quyết. Nhiệt tình của người trong nhà họ Triệu tăng vọt. Địa điểm đặt văn phòng thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác, còn về nơi sản xuất, trung tâm nghiên cứu và dụng cụ thiết bị thì mọi người chỉ có thể đi cầu xin người ta. Ông sẽ đi thử xem L, Triệu Kiến Quốc nói. Giờ phút này, trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất của tập đoàn Tam Hưng đang bị Thạch Thanh Sơn nắm giữ trong tay. Thạch Thanh Sơn là một người rất thông minh. Tuy rằng ông ta không phát triển sản phẩm điện tử, nhưng ông ta vẫn cướp lấy trung tâm nghiên cứu mà tập đoàn Tam Hưng để lại trước tiên. Ông ta cũng lập tức tiêu tiền ra thuê luôn cả đội ngũ nghiên cứu. Ông ta biết đây là điều quan trọng nhất. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều người muốn có được trung tâm nghiên cứu này. Mục đích của ông ta rất đơn giản, muốn kiếm chắc một khoản cách xù. Trong thời gian này, đã có hơn 20 xí nghiệp tìm đến ông ta. Ông ta còn đang chờ, chờ một cái giá càng cao hơn nữa. Sẽ không thấp hơn 50 triệu. Nhưng ngay vừa rồi, Thạch Thanh Sơn nhận được một mệnh lệnh. Đó là mệnh lệnh đến từ chiến thần Côn Luân. Yêu cầu ông ta không được có bất cứ điều kiện gì mà giao ra trung tâm nghiên cứu. Với phương châm việc đáng làm thì phải làm, Thạch Thanh Sơn lập tức giao ra. Ngay cả đội ngũ kỹ thuật mà ông ta ra giá thuê được cũng tặng kèm theo luôn. Thạch Phật, để tôi nói cho ngài một tin, đám ngu xuẩn nhà họ Triệu dám ép Diệp Tiên Sinh và Lý Tử Nhiễm ly hôn, một tên thuộc hạ báo tin cho Thạch Thanh Sơn. Cái gì? Thạch Thanh Sơn nhảy dựng lên một cái. Nhà họ Triệu điên rồi. Ly hôn, bắt chiến thần Côn Luân ly hôn. Thạch Thanh Sơn vô cùng khiếp sợ, trong mắt của ông ta sắp trợn đến bay ra ngoài. Bởi vậy mới nói, cuối cùng Diệp Tiên Sinh bị đuổi ra ngoài tên thuộc hạ kia cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thạch Thanh Sơn cả giận mà quát lên, đám ngu xuẩn nhà họ Triệu này. Lúc này, hai người Triệu Kiến Quốc và Triệu Học Thành đi vào. Thạch Phật, nghe danh đã lâu, Triệu Kiến Quốc thận trọng mà chào hỏi. Nhưng ông ấy phát hiện ánh mắt Thạch Thanh Sơn nhìn mình có gì đó không đúng. Cứ như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Triệu Kiến Quốc đúng không? Thạch Thanh Sơn cười lạnh nói. Ông ta hận không thể cạy đầu Thạch Thanh Sơn ra nhìn xem bên trong đang chứa cái gì. Là phân hay gì? Ông ấy cả gan dám ép Diệp Quân Lâm ly hôn, còn đuổi anh ra ngoài. Người bình thường dám làm như vậy sao? Thạch Phật mời nói. Trong lòng Triệu Kiến Quốc dâng lên một cảm giác bất ổn. Ông nói xem mình tới làm gì hay, Thạch Thanh Sơn hỏi. Thạch Phật, tôi đại diện cho nhà họ Triệu cầu xin ngài một việc. Có phải toàn bộ trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Tam Hưng nằm trong tay ngài không? Nhà họ Triệu muốn thuê trong thời gian một năm, trước đó con rể nhà tôi là Văn Thao cũng có tới tìm ngài, Triệu Kiến Quốc nói. Chuyện này à, Thạch Thanh Sơn cười nói. Thạch Phật. Nhà họ Triệu bằng lòng trả tiền thuê một năm 10 triệu. Triệu Kiến Quốc đưa ra điều kiện rất hậu hĩnh. Thái độ của nhà họ Triệu thật kiên quyết, họ nhất định phải lấy được, cho dù phải trả cái giá thật đắt. Đây chính là dự án mang tới lợi nhuận 500 triệu thậm chí là cả trăm tỷ. Thạch Thanh Sơn vuốt cằm cười nói, tiền thuê 10 triệu một năm, quả thật không ít. Bất chợt, ông ta lại xoay chuyển đề tài, nói, nhưng ông nghĩ Thạch Thanh Sơn này là người nào? Tôi sẽ để mắt đến 10 triệu hay sao?
Không phải, Thạch Phật, tôi không có ý này, Triệu Kiến Quốc liên tục giải thích. Bịch bịch, ông ấy lập tức quỳ rạp xuống đất. Triệu Kiến Quốc nghiêm túc nói, Thạch Phật, vì thể hiện thành ý, tôi quỳ xuống cầu xin ngài. Cầu xin ngài cho tôi mướn trung tâm nghiên cứu này đi. Về sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa, nghe ngài sai bảo. Thạch Thanh Sơn nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đang quỳ xuống đất, ông ta liên tục cười lạnh. Thật là ngu xuẩn. Nếu ông ấy không đuổi Diệp Quân Lâm đi thì muốn có trung tâm nghiên cứu nào mà không được. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ông thật sự có thành ý, nhưng mà, trung tâm nghiên cứu đã bị người ta lấy đi rồi. Ông đừng nghĩ đến nữa, Thạch Thanh Sơn nói. Cái gì, đã bị người ta lấy đi, trong đầu Triệu Kiến Quốc vang lên một tiếng đùng. Điều này tương đương với chặt đứt hy vọng của nhà họ Triệu và Lý Tử Nhiễm. Đúng, không sai, tất cả những gì tập đoàn Tam Hưng để lại đều bị lấy đi. Ông cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa, Thạch Thanh Sơn nói. Cái gì, bị người ta lấy đi toàn bộ, Triệu Kiến Quốc trợn tròn mắt. Có thể nói cho tôi biết là ai không, Triệu Kiến Quốc run rẩy hỏi. Nói cho ông biết cũng không làm gì được, người đó là người mà không ai trong tỉnh Giang Nam dám trêu vào. Lời này của Thạch Thanh Sơn vừa dứt thì Triệu Kiến Quốc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ấy không lấy được những thứ của tập đoàn Tam Hưng, tương đương với Lý Tử Nhiễm đã hoàn toàn bị phé đi. Đến lúc đó tập đoàn Vân Đình sẽ vứt bỏ cô. Đây chính là dự án ít nhất cũng 500 triệu. Không cam lòng. Rất không cam lòng. Nhưng có cách nào nữa đâu chứ. Ngay cả Thạch Thanh Sơn cũng nói đó là người không thể trêu vào, vậy nhà họ Triệu có thể đụng vào nổi hay sao? Khi Triệu Kiến Quốc về đến nhà, nói tin tức này cho cả nhà họ Triệu thì từ trên xuống dưới chỉ còn một mảnh im lặng. Lý Tử Nhiễm tuyệt vọng. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Muốn có tất cả sản nghiệp mà tập đoàn Tam Hưng để lại, là bởi vì chúng đã hình thành một hệ thống hoàn thiện. Nếu lại đi đào móc những chỗ khác thì hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Bỏ qua. Chỉ có thể bỏ qua. Lý Tử Nhiễm thở dài một tiếng. Thật vất vả cô mới có một cơ hội bộc lộ tài năng. Không ngờ lại là kết quả như vậy. Bọn người Ngô Mộc Lan còn thương tâm hơn cả Lý Tử Nhiễm. Cái này chỉ là một lần khiêu chiến đối với Lý Tử Nhiễm. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chính là mấy trăm triệu đã nằm trong tay rồi mà còn để vụt mát. Trái tim bọn họ như đổ máu. Còn có biện pháp nào khác không? Ngô Mộc Lan thở hổn hển mà hỏi. Đã không có, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không tìm được cái để thay thế. Dự án này của tập đoàn Vân Đình quá lớn, căn bản chịu tải không được, Triệu Quân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô Mộc Lan nhìn lên bầu trời đêm, thở dài, chẳng lẽ nhà họ Triệu không có vận mệnh này sao? Được rồi, bà ngoại ông ngoại, cứ như vậy đi. Ngày mai cháu sẽ từ chối dự án này. Lý Tử Nhiễm đã hoàn toàn bỏ cuộc. Đây là chuyện căn bản không làm được. Không có liên quan gì đến cô có cố gắng hay không. Ai, từ bỏ đi. Tử Nhiễm, cháu cũng đừng nản lòng, sau này còn có cơ, hội, Ngô Mộc Lan khuyên nhủ. Bất kể thế nào, Lý Tử Nhiễm vẫn là nền tảng phát triển trong tương lai của nhà họ Triệu. Ví dụ như, tìm một người chồng tốt cho cô, hai bên bắt tay liên hợp. Như vậy cũng có thể đứng dậy được. Anh có thể giải quyết vấn đề này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Tất cả mọi người cảm thấy rất quen thuộc. Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Quân Lâm đến đây sao? Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Quân Lâm đã đi đến. Mọi người đều kinh ngạc. Anh tới làm gì? Diệp Quân Lâm, cậu tới làm gì? Nơi này liên quan gì đến cậu? Trương Văn Thao bất mãn hỏi. Đúng vậy, ngay từ thời khắc cậu bước ra khỏi cổng nhà họ Triệu thì cậu đã không có tư cách bước vào nơi này nữa. Mau cút ra ngoài cho tôi. Người nhà họ Triệu đều mắng. Mấy tên bảo vệ của nhà họ Triệu đều cản lại trước mặt Diệp Quân Lâm, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ lập tức đuổi anh ra. Thế nào, hối hận, không muốn ly hôn, Trương Văn Thao như mang móc câu mà cười nói. Anh dễ nói nhiều với anh ta làm gì, trực tiếp đuổi ra ngoài đi. Đám con cháu trong nhà họ Triệu muốn ra tay. Từ từ đã, tiếng nói của Ngô Mộc Lan vang lên. Bà ấy đi ra, nhìn vào Diệp Quân Lâm rồi hỏi, vừa rồi anh nói, anh có thể giải quyết vấn đề này. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm nói. Anh có biết nhà họ Triệu gặp phải vấn đề gì không, Ngô Mộc Lan thử thăm dò.
Diệp Quân Lâm cười cười, chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Triệu? Đây là chuyện của Tử Nhiễm, chẳng phải là muốn có được đầy đủ hệ thống mà tập đoàn Tam Hưng để lại sao? Hả? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ngờ Diệp Quân Lâm lại biết. Anh có thể giải quyết, Ngô Mộc Lan hỏi. Đương nhiên. Ha ha. Trương Văn Thao lập tức nở nụ cười. Diệp Quân Lâm, cậu nghĩ chúng tôi ngu ngốc lắm hay sao? Có lẽ cậu không biết, tất cả những gì tập đoàn Tam Hưng để lại đã bị một ông lớn không ai trêu nổi lấy đi. Diệp Quân Lâm khẽ gật đầu rồi nói, đúng, không sai, người đó chính là tôi. Phì. Ha 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 ha. Chỉ thoáng chốc, Trương Văn Thao và tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đều bật cười. Bọn họ nhìn Diệp Quân Lâm như đang nhìn một thằng ngốc. Diệp Quân Lâm, cậu bị ngu hay gì? Anh nghĩ não chúng tôi xảy ra vấn đề, hay là mắt bị mù? Diệp Quân Lâm cũng không để ý tới bọn họ. Anh nhìn Lý Tử Nhiễm mà nói, chuyện này anh đã an bài thỏa đáng rồi, em không cần lo lắng. Lý Tử Nhiễm mỉm cười. Cô vẫn luôn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Được rồi, sáng sớm ngày mai anh sẽ tìm em, chuyện này. Coi như giải quyết xong. Dặn dò xong, Diệp Quân Lâm xoay người muốn rời khỏi. Từ từ đã, chúng tôi cho phép cậu đi hay chưa, Trương Văn Thao và đám con cháu nhà họ Triệu chặn anh lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nhà họ Triệu này là công viên hay sao? Triệu Quân Phi cũng cười lạnh, nói, đúng rồi, không phải cậu nói có thể giải quyết vấn đề này sao? Vậy cậu giải quyết rồi chưa? Nói một câu rồi bỏ đi, lừa gạt ai vậy hả? Nhân phẩm của cái tên này có vấn đề, rõ ràng đã cầm chi phiếu 10 triệu đi. Lại cứ nằng nặc nói là đã ném vào thùng rác. Đúng vậy, tôi chướng mắt nhát là thể loại như vậy đấy. Mọi người cùng lên tiếng chỉ trích Diệp Quân Lâm. Tôi ném chỉ phiếu vào thùng rác rồi, tôi không muốn nói lại lần thứ hai, mặt Diệp Quân Lâm đanh lại. Ha ha, chúng tôi lục hết mấy cái thùng rác, căn bản không tìm được chỉ phiếu. Cậu cứ tiếp tục nói dối đi. Hả, Diệp Quân Lâm sửng sốt. Chẳng lẽ là bị người ta cuốn đi mắt rồi? Đợi lát nữa anh cho người tra thử tài chính lưu động của chỉ phiếu này là biết. Mau để cậu ta đi đi, tôi nhìn thấy hạng người này thì buồn nôn rồi. Ngô Mộc Lan căm ghét mà trừng Diệp Quân Lâm. Cuối cùng Diệp Quân Lâm tiếp tục bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu. Bà cũng muốn xem sáng ngày mai có thể giải quyết chuyện này hay không, Ngô Mộc Lan cười lạnh nói. Ha ha, bà nội đừng nghĩ nhiều nữa, thằng nhãi này chỉ giỏi bốc phét thôi, Trương Văn Thao bật cười. Ngay vào sáng sớm hôm sau, có người lập tức hô lên oai oái, không xong rồi, Thạch Thanh Sơn đến đây. Người nhà họ Tào cũng đến, nhà họ Âu cũng đến luôn. Tiếng gào quá lớn làm tất cả mọi người trong nhà họ Triệu bừng tỉnh. Tất cả bọn họ đều đi xuống xem. Tình hình thế nào? Nghe nói là tới vì chuyện của tập đoàn Tam Hưng. Nghe vậy, từ trên xuống dưới của nhà họ Triệu đều giật mình, cái gì? Chẳng lẽ thật sự bị Diệp Quân Lâm nói trúng rồi? Vấn đề này thật sự được giải quyết. Rất nhanh, đám người Thạch Thanh Sơn đã đi tới. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc vừa muốn ân cần thăm hỏi thì người ta đã trực tiếp đi lướt qua, coi bọn họ như không khí. Làm phiền, cho hỏi cô Lý Tử Nhiễm là người nào, Thạch Thanh Sơn đi đến phía trước, đánh giá một lượt rồi hỏi. Là tôi, Lý Tử Nhiễm trả lời, cô đã ý thức được cái gì đó. Chào cô chủ Lý, bắt đầu từ lúc này. Toàn bộ trung tâm nghiên cứu và đội ngũ nghiên cứu ngày xưa của tập đoàn Tam Hưng đã thuộc về cô. Đây là hợp đồng, xin cô hãy xem cùa. Thạch Thanh Sơn không nói lời vô nghĩa mà trực tiếp đưa hợp đồng cho Lý Tử Nhiễm. Phụt! Thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa Triệu Kiến Quốc đã hộc máu. Thạch Thanh Sơn lại tự mình đến đưa tặng hợp đồng. Hay là ông lớn siêu cấp mà ông ta nhắc đến có quan hệ gì với Lý Tử Nhiễm? Chào cô chủ Lý! Đây là hợp đồng và tài liệu của nơi sản xuất ban đầu thuộc tập đoàn Tam Hưng, cũng thuộc về cô. Chào cô chủ Lý, đây là hợp đồng của tòa nhà văn phòng trước đó của tập đoàn Tam Hưng, cũng đã thuộc về cô. Từng ông lớn đều đưa hợp đồng lên. Hiện tại toàn bộ hệ thống mà tập đoàn Tam Hưng để lại đã thuộc về Lý Tử Nhiễm. Khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Vấn đề thật sự được giải quyết rồi. Đây là sự thật sao? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhìn nhau cười. Ngô Mộc Lan mừng đến chảy nước mắt. Vẻ mặt Triệu Kiến Quốc cũng mang đầy hưng phấn. Lý Tử Nhiễm như lâng lâng bay lên. Tương lai đã không còn giới hạn.
nhà họ Triệu cũng vì thế mà leo lên cao. Nhà họ Triệu sắp bay cao, chúng ta cũng sắp bay cao. Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi hưng phấn nhảy cẳng lên hoan hô. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu đều là một mảnh vui mừng. Chắc chuyện này không liên quan đến Diệp Quân Lâm đâu đúng không, có người đưa ra nghi ngờ. Mọi người đều sửng sốt. Nếu thật sự là do Diệp Quân Lâm làm ra mọi chuyện. Như vậy, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Cả nghĩ thôi mà mọi người cũng không dám nghĩ. Lý Tử Nhiễm hỏi, ông Thạch, có thể nói cho tôi biết là ai làm chuyện này không? Đây cũng là câu mà mọi người muốn hỏi. Họ đều tò mò nhìn về phía Thạch Thanh Sơn. Cô Lý, xin cô đến tòa nhà văn phòng ban đầu của tập đoàn Tam Hưng để xem, Thạch Thanh Sơn trả lời. Được, cảm ơn ngài. Sau đó, Lý Tử Nhiễm lập tức đi đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn Tam Hưng trước. Gần như toàn bộ người nhà họ Triệu đều đi theo, bọn họ muốn xem rốt cuộc người đó là thân thánh phương nào. Khi đi đến trước tòa cao ốc của tập đoàn Tam Hưng, người nhà họ Triệu đều sửng sốt. Ước chừng có đến 4-50 tầng cao ốc, quả thật rất hoành tráng. So với cảnh tượng trước mắt, nhà họ Triệu thật sự như múa rìu qua mắt thợ. Mà nơi này đã thuộc về Lý Tử Nhiễm. Cũng coi như gián tiếp thuộc về nhà họ Triệu. Tất cả mọi người vô cùng phấn khởi. Sau khi đi vào tập đoàn Tam Hưng, ngoài cửa sớm đã có người đứng chờ. Mời giám đốc Lý, người phụ trách nghênh đón Lý Tử Nhiễm. Đoàn người Lý Tử Nhiễm được dẫn dắt đi tới văn phòng của Tổng Giám đốc. Giám đốc Lý, người ấy đang ở bên trong. Mọi người cứ tự đi vào là được rồi. Giờ khắc này, tất cả người nhà họ Triệu đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Người bên trong sẽ là ai? Chẳng lẽ thật sự là Diệp Quân Lâm? Nếu là Diệp Quân Lâm thì nên làm sao bây giờ? Dù sao trước đó bọn họ còn cưỡng ép anh phải ly hôn. Nếu Diệp Quân Lâm là nhân vật này thì nhà họ Triệu sẽ gặp phiền phức to. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc càng nghĩ càng ứa mồ hôi lạnh. Hai người vội lau mồ hôi đi. Trương Văn Thao đã nấp ở phía sau. Theo cảm nhận của Lý Tử Nhiễm, bên trong nhất định là Diệp Quân Lâm. Dù sao tối hôm qua anh đã chạy tới nói như vậy. Khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một người xa lạ trong phòng làm việc. Đó không phải là Diệp Quân Lâm. Xin chào, Giám đốc Lý, tôi là Lục Nam Hiên. Thì ra người nọ là Kỳ Lân. A hai, chào Giám đốc Lục, Lý Tử Nhiễm vừa mừng vừa sợ. Đây chính là nhân vật thần bí đứng thứ hai của tập đoàn Vân Đình. Ngay cả Phương Tử Tình cũng chưa được gặp qua mấy lần. Mà lần này anh ta lại đích thân đến đây. Người nhà họ Triệu cũng có nghe nói đến Lục Nam Hiên. Họ khiếp sợ không thôi. Lục Nam Hiên tự mình đến, chứng minh là anh ta rất coi trọng Lý Tử Nhiễm. Mặt khác, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải Diệp Quân Lâm là tốt rồi. Vừa rồi bọn họ đều sợ hãi. Giám đốc Lý, tôi giao cho cô toàn bộ giai đoạn đầu dự án mở rộng thị trường điện tử. Ông chủ rất xem trọng cô, cố ý phái một đội ngũ đến để hỗ trợ cô, Kỳ Lân nói. Vậy thật sự quá tốt, Lý Tử Nhiễm cười nói. Có tập đoàn Vân Đình làm hậu thuẫn thì cô cũng càng thêm tự tin. Được rồi, đợi lát nữa đội ngũ sẽ gặp mặt cô. Tôi rời đi trước. Kỳ Lân nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, tôi cứ thắc mắc ai sẽ là nhân vật không ai chọc nổi kia, thì ra là ông chủ của tập đoàn Vân Đình. Tử Nhiễm à, cháu phải làm thật tốt, chúng ta ủng hộ cháu 100%. Giờ nhìn lại thì trước kia chúng ta vẫn luôn xem nhẹ tiềm lực của cháu. Tương lai của cháu tuyệt đối là người đứng đầu cả tỉnh Giang Nam này. Người nhà họ Triệu rất hưng phấn. Ngô Mộc Lan vỗ ngực một cái rồi nói, may mắn là bà đã cho cháu và Diệp Quân Lâm ly hôn trước. Lấy thành tựu tương lai của cháu, Diệp Quân Lâm ở bên cạnh cháu thì chỉ là liên lụy mà thôi. Thời gian càng dài thì càng phiền phức. Bà nội mẹ quá sáng suốt. Người nhà họ Triệu không khỏi trầm trồ tán thưởng tầm nhìn của Ngô Mộc Lan. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng vui mừng nói. Cuộc hôn nhân này kết thúc là đúng. Diệp Quân Lâm này căn bản không xứng. Đúng rồi, không phải cậu ta nói chuyện này là do mình giải quyết sao? Cậu ta đâu rồi? Trương Văn Thao đột nhiên nhớ tới Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, người này thật là biết dựng chuyện, còn nói là bản thân giải quyết, mặt gì mà dày quá vậy? Không đợi mọi người nói nhiều. Đội ngũ mà tập đoàn Vân Đình phái tới cũng đã đến nơi.
mọi người lại nhìn thấy Diệp Quân Lâm trong đội ngũ. Hơn nữa lúc biết Diệp Quân Lâm cũng là một thành viên trong đội, người nhà họ Triệu đều sợ ngây người. Khó trách tối hôm qua Diệp Quân Lâm lại tới nhà họ Triệu, cố ý thừa nước đục thả câu. Vấn đề thật sự được giải quyết. Nhưng có liên quan gì đến người này? Đó là nhờ ông chủ lớn của tập đoàn Vân Đình giải quyết. Người nhà họ Triệu còn lo lắng một vấn đề. Nếu vậy, không phải là cho Diệp Quân Lâm cơ hội tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm sao? Chúng tôi không đồng ý. Diệp Quân Lâm nhất định không thể tiếp xúc với Tử Nhiễm, Ngô Mộc Lan từ chối. Thưa bà, thật có lỗi, bà không quyền lợi này. Diệp Quân Lâm được công ty ủy nhiệm, cho dù là giám đốc Lý cũng không có tư cách từ chối. Hả, Ngô Mộc Lan ngây ngắn cả người. Bà ấy cũng không dám làm trái ý của tập đoàn Vân Đình. Vậy tôi muốn hỏi một chút, Diệp Quân Lâm có chức vụ gì? Ngô Mộc Lan hỏi. Anh ta là đội ngũ hậu cần bảo an, đồng thời phụ trách bảo vệ an toàn của chúng tôi. Trương Văn Thao hừ lạnh một tiếng, tức là bảo vệ đúng không? Cũng tương đương vậy. Ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Vốn cho là Diệp Quân Lâm có chức vị quan trọng gì trong đội ngũ. Không ngờ chỉ tương đương với bảo vệ đầu bếp. Thứ rác rưởi này có thể xứng với Lý Tử Nhiễm có giá trị con người lên đến 100 tỷ sao. Anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một thằng công nhân quèn trong tập đoàn Vân Đình. Mà trong tương lai, Lý Tử Nhiễm sẽ thuộc về tầng cao nhất của tỉnh Giang Nam. Giữa hai người căn bản không có bất kỳ ngang hàng nào cả, may mắn là Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm đã ly hôn. Ngô Mộc Lan cảnh cáo Diệp Quân Lâm, tôi cho anh biết, đừng có bất kỳ lui tới gì với Tử Nhiễm. Để tôi biết thì anh không có kết cục tốt đâu. Người nhà họ Triệu đều uy hiếp Diệp Quân Lâm. Họ còn dặn Lý Tử Nhiễm không được gặp mặt Diệp Quân Lâm. Dưới sự trợ giúp của tập đoàn Vân Đình, tập đoàn Đông Thiên thành công bước vào tỉnh thành. Hơn nữa chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, họ đã chuẩn bị xong công tác sắp xếp, trực tiếp bắt đầu dự án. Dưới sự chống đỡ của tài chính và nhân tài hùng mạnh, hình thức ban đầu của sản phẩm điện tử đã được hình thành. Xí nghiệp của nhà họ Triệu cũng được thơm lây không ít. Đám người Ngô Mộc Lan ngày nào cũng mặt mày hồng hào, cười đến không khép miệng lại được. Lớp trẻ của nhà họ Triệu rất có tiền đồ. Nam thì có Triệu Viễn, nữ thì có Lý Tử Nhiễm. Mấy ngày nữa bà sẽ tìm một vị hôn phu xuất chúng cho. Tử Nhiễm, các con cũng hỏi thăm khắp nơi xem, phải là người cực kỳ xuất sắc, bằng không không xứng với Tử Nhiễm nhà ta đâu, Ngô Mộc Lan cười nói. Bà ấy cũng đối xử càng ngày càng tốt với hai vợ chồng Lý Văn Uyên. Điều này làm hai người thật hưng phấn. Sau khi Tử Nhiễm rời khỏi Diệp Quân Lâm, quả nhiên mọi chuyện đều trở nên tốt hơn. Hai người lại cảm thán hôn ly quá đúng. Theo cái nhìn của mọi người, thành phố Kim Lăng xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Tập đoàn Tam Hưng và phe phái của Viên Phù Đồ đã để lại một miếng thịt ngon béo bỡ. Nhưng lại không có một thế lực và dòng tộc nào trong thành phố Kim Lăng động lòng. Họ cứ để mặc cho tập đoàn Đông Thiên này chậm rãi gặm ăn từ từ. Ngôn Tình tổng tài. Ngay lập tức, rất nhiều thế lực dòng tộc ngoài tỉnh bắt đầu tra xét bối cảnh của tập đoàn Đông Thiên. Nhưng họ vận dụng tất cả tài nguyên mà vẫn không điều. Tra ra tập đoàn Đông Thiên có bối cảnh gì? Điểm đặc biệt duy nhất chính là có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vân Đình. Tên tuổi của tập đoàn Vân Đình đã thật sự trở nên nổi bật. Tôi biết tập đoàn Vân Đình mạnh, nhưng mà cũng không thể bá đạo đến mức độc quyền một mình như vậy, đúng không? Đúng thế, mọi người cùng nhau chia sẻ một món hời lớn như vậy không tốt sao? Hừ, tôi thì không tin mình không ăn được cái bánh ngọt thành phố Kim Lăng này. Thì ra trong trận chiến tranh giành thành phố Kim Lăng, các thế lực ngoài tỉnh đều đang âm thầm quan sát. Nhưng bây giờ đã ổn định lại. Tất cả mọi người bắt đầu dục dịch. Ai cũng theo dõi khối bánh ngọt to lớn này. Nhà họ Trương trong tỉnh thành. Từ sau đêm gặp chuyện không may đó, Trương Đông Húc đã ở nhà rất lâu mà không ra khỏi cửa. Phanh! Lúc này, cánh cổng của nhà họ Trương đột nhiên bị người ta đạp mở. Từ bên ngoài xông vào mười mấy người mặc áo đen cùng một màu. Hành động này làm mọi người trong nhà họ Trương hoảng sợ. Các người là ai? Cha của Trương Đông Húc là Trương Nghiệp Phi lạnh lùng mà hỏi. Đối phương vẫn chưa trả lời. Một chiếc Rolls Royce Phantom đột nhiên tiền vào từ phía sau. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe. Anh ta mặc bộ Âu phục màu lam, tay thì đang mân mê một chuỗi Phật châu,
có đeo cặp kính râm màu đen. Có hai người đứng bên cạnh anh ta, một đen một trắng, hai người đều lạnh như khối băng. Hai người đều đeo một cái mặt nạ đáng sợ. Đứng gần còn có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh quất thẳng vào mặt. Các người là ai? Vệ sĩ của nhà họ Trương hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo trắng lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Xê rằm. Một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Đầu của vệ sĩ nhà họ Trương đột nhiên rớt xuống đất, một dòng máu tươi bắn vọt ra từ miệng vết thương. Giờ khắc này, chung quanh yên tĩnh không có một tiếng động. Tất cả mọi người trong nhà họ Trương đều sợ choáng váng. Sắc mặt Trương Đông Húc và Trương Nghiệp Phi trăng bệch, không còn chút máu. Bịch bịch, chân bọn họ mềm nhũn ra, đều quỳ rạp xuống đất. Đây là người nào? Chừng người ta một cái là mắt luôn cái đầu. Thật quá đáng sợ. Cậu chủ mặc áo lam ở giữa tiến lên vỗ vỗ mặt của Trương Nghiệp Phi lừng sợ. Các người còn hữu dụng với tôi sẽ không giết các người. Trương Nghiệp Phi đã sớm chảy mồ hôi lạnh ướt cả người, chỉ run run rẫy rẫy mà nói, thưa ngài, xin. Xin cứ việc sai bảo, tôi nhất định có thể. Làm được. Tốt lắm, mục đích tôi tới nơi này rất đơn giản, tôi muốn toàn bộ thành phố Kim Lăng. Miệng lưỡi của người đàn ông áo lam vô cùng bá đạo. Toàn bộ thành phố Kim Lăng. Trong mắt của bọn người Trương Nghiệp Phi, Trương Đông Húc như sắp trợn đến rớt ra ngoài. Miệng lưỡi của người này cũng quá ngông cuồng. Chưa từng có ai cuồng đến như vậy. Cho dù là nhà họ Sở, hoàng tộc chuẩn mực ở Hoa Hải cũng không ngông nghênh đến thế. Cái bụng to bao nhiêu mà muốn một ngụm nuốt trọn toàn bộ Kim Lăng chứ? Nhưng mức độ hung ác của nhóm người này còn đáng sợ hơn xa tất cả những kẻ mà bọn họ từng gặp. Trừng mắt một cái thì người ta đã mất đầu. Thật là đáng sợ. Dĩ nhiên không phải trừng một cái là đầu người rớt xuống, chủ yếu là bởi vì tốc độ ra tay của người nọ quá nhanh, mắt thường căn bản không bắt giữ được, vì thế mới gây nên ảo giác như thế. Mà người này chính là cao thủ trong cao thủ. Cao thủ mà cả đài phong của Viên Phù Đồ cũng không thể so sánh được. Người đàn ông áo lam tháo kính mắt xuống, để lộ ra khuôn mặt đầy tà khí. Anh ta cười cười rồi nói, tất cả đứng lên đi, quỳ làm chỉ vậy chứ. Sau khi người đàn ông mở miệng cho phép, lúc này bọn người Trương Nghiệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hai chân bọn họ như nhũn ra, căn bản không đứng dậy nổi. Người đàn ông áo lam kéo một cái ghế dựa tới rồi ngồi xuống, anh ta nhìn người nhà họ Trương đang quỳ, mở. Miệng hỏi, hiện tại thành phố Kim Lăng do ai làm chủ? Trong giới ngầm thì nhà họ Sư khống chế trong tay, nhưng thật ra người mạnh nhất thành phố Kim Lăng chính là bất động thạch Phật Thạch Thanh Sơn. Ông ta có được nhiều sân đấu quyền anh hoạt động chui nhất và cũng có quy mô lớn nhất, cao thủ bên cạnh nhiều như, mây. Có chừng trên trăm cao thủ quyền anh cách đấu của châu Ái ai cũng không dám chọc ông ta. Tôi nghe nói nhà họ Sở tới từ Hoa Hải cũng bị ông ta chèn ép. Trương Nghiệp Phi hít một hơi thật mạnh. Hừm, tốt lắm. Đêm nay tôi sẽ đến thăm hỏi nhà họ Sư và bắt động thạch Phật. Khóe miệng người đàn ông áo lam lướt qua một nụ cười thật nham hiểm. À, thưa ngài, ngài xác định muốn đi tìm hai người đó sao? Trương Nghiệp Phi kinh ngạc hỏi. Người đàn ông áo lam cười cười, chẳng lẽ không được à? Phía sau anh ta, hai người đeo mặt nạ một đen một trắng đưa mắt nhìn lại. Trương Nghiệp Phi sợ tới mức lập tức cúi đầu. Bị bọn họ chừng một cái là mát đầu ngay. Người áo đen đeo mặt nạ đột nhiên đặt tay lên bàn đá. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Răng rắc. Ngay sau đó, cái bàn đá từ từ sụp đổ xuống, nổ tung ra, hóa thành vô số bột phần cho bụi. Cảnh tượng này dọa đám người của nhà họ Trương ngớ. Cả Red vừa rồi cao thủ đeo mặt nạ mặc áo trắng chỉ liếc nhìn người ta một cái thì mất mạng. Hiện tại cao thủ đeo mặt nạ mặc áo đen mới sờ cái bàn đá một cái thì nó đã nát vụn. Con mẹ nó. Đây có còn là người không? Thật là đáng sợ. Trương Nghiệp Phi vừa muốn đứng lên lại quỳ rạp xuống đất. Trương Đông Húc trực tiếp bị dọa tè ra quần. Đứng trước mặt hai cao thủ này, mạng sống thật sự quá yếu ớt. Nếu đắc tội bọn họ thì chết thế nào cũng không biết. Hiện giờ Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc không dám hoài nghi thực lực của bọn họ nữa. Bọn họ không phải ngông cuồng. Càng không phải lỗ mãng. Người ta có thực lực tuyệt đối. Người đàn ông áo lam vui vẻ, cười hỏi, có lẽ các người đang hoài nghi thân phận của tôi đúng không? Không dám, chúng tôi không dám nghĩ nhiều, Trương Nghiệp Phi cúi đầu nói.
Bất kể người này có thân phận gì thì nhà họ Trương bọn họ cũng không thể trêu vào. Cũng được thôi, vậy tôi nói cho ông biết thân phận của tôi. Tôi tên là Lữ Chiến. Hả, đám người Trương Nghiệp Phi lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Họ chưa từng nghe qua cái tên này. Lữ Chiến tiến đến bên tai Trương Nghiệp Phi, nhỏ giọng mà nói, tôi đến từ. Khi nghe xong câu nói thì thầm của Lữ Chiến, sắc mặt Trương Nghiệp Phi thay đổi liên tục. Gương mặt ông ta lập tức không còn chút máu, trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt ông ta hiện ra sự hoảng sợ cực độ, đó là sự sợ hãi đến từ sâu bên trong nội tâm. Thì ra là cậu chủ Lữ, khách quý đến nhà mà chúng tôi không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội. Sau khi Lữ Chiến nói ra thân phận, Trương Nghiệp Phi lập tức quỳ rạp xuống đất rồi dập đầu rầm rầm rầm. Trán của ông ta đã bị đập đến đổ máu. Đêm nay, nơi này nên đổi chủ nhân Trương Đông Húc và những người họ Trương còn lại đều trợn tròn mắt. Người này có thân phận như thế nào mà có thể khiến Trương Nghiệp Phi sợ đến như vậy? Anh ta rốt cuộc có lai lịch ra sao? Mọi người trong nhà họ Trương đang lạnh run. Trước đó hai cao thủ trắng đen tung ra thủ đoạn vô cùng thần kỳ, cũng chưa làm Trương Nghiệp Phi sợ đến như. Vậy, tại sao vừa nói ra thân phận thì Trương Nghiệp Phi đã sợ, đến như vậy? Thân phận của người này kinh người đến mức nào? Giờ phút này, Trương Nghiệp Phi cũng không còn chút hoài nghi chuyện Lữ Chiến muốn một ngụm nuốt trọn cả thành phố Kim Lăng. Ông ta cũng không cảm thấy có bất kỳ thành phần khoa trương nào. Lấy thân phận của anh ta thì hoàn toàn có thể làm được. Lữ Chiến cười cười nói, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời tôi, hoàn thành chuyện mà tôi giao cho. Tôi đảm bảo nhà họ Trương sẽ một bước lên trời, về sau ở thành phố Kim Lăng này. Các ngươi muốn thay thế người nào cũng được cải. Đa tạ cậu chủ Lữ, nhà họ Trương tôi bằng lòng bất chấp gian nguy, không ngại hung hiểm vì cậu chủ Lữ. Trương Nghiệp Phi lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Tuy rằng bị kinh sợ, nhưng nếu đi theo cậu chủ Lữ thì vận mệnh của nhà họ Trương sẽ triệt để thay đổi. Một bước lên trời, Trương Nghiệp Phi lập tức vỗ vỗ Trương Đông Húc nói, con trai, con mau đi đặt nhà hàng tốt nhất của Kim Lăng đi, buổi tối chúng ta đón gió tẩy trần cho cậu chủ Lữ. Vâng, con biết rồi. Đảm bảo sẽ không để cậu chủ Lữ thất vọng, Trương Đông Húc lập tức đi an bài chuyện này. Lữ Chiến vui vẻ tiếp nhận tất cả. Hơn nữa còn ở lại biệt thự của nhà họ Trương. Trương Nghiệp Phi mang theo mấy người đẹp đi đến phòng ngủ của Lữ Chiến. Ông có thể đi vào, mấy người phụ nữ này thì cút. Ở cửa phòng ngủ, hai người đeo mặt nạ trắng đen lạnh lùng mà nói. Trương Nghiệp Phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức cười nịnh nọt rồi nói. Hai ngài đã hiểu lầm rồi, mấy cô gái này là tôi hiền cho cậu chủ Lữ. Người mặc áo trắng đeo mặt nạ lạnh lùng nói, thiếu chủ luôn không gần phụ nữ, hơn nữa ngài ấy cũng chướng mắt loại phụ nữ dung tục như thế này. Người còn lại cũng phụ họa, đúng vậy, ông muốn tỏ lòng trung thành cũng được. Nhưng ít nhất phải là người đẹp đứng đầu của thành phố Kim Lăng mới có tư cách lọt vào mắt xanh của ngài ấy. À, tôi hiểu rồi. Trương Nghiệp Phi hết sức kinh ngạc. Trong những tên cậu chủ của mấy dòng tộc thế lực lớn mà ông ta từng gặp, không có người nào là không háo sắc. Mà lần đầu tiên ông ta gặp được dạng như Lữ Chiến. Không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch. Có được định lực mạnh mẽ như vậy mới là người làm việc lớn thật sự. Nhưng mà khi ông ta nghĩ lại, cậu chủ đến từ thế lực kia có thể không mạnh mẽ hay sao? Bồi dưỡng ngay từ tấm bé đã làm anh ta hình thành một thói quen. Tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian trong chuyện rượu chè gái gú. Sau đó không lâu, Trương Đông Húc đã trở lại. Anh ta tìm được Trương Nghiệp Phi. Cha, rốt cuộc thân phận của cậu chủ Lữ là gì? Không chỉ một mình anh ta tò mò mà những người họ Trương còn lại cũng vô cùng hiếu kỳ. Ai mà có thể khiến Trương Nghiệp Phi sợ hãi đến như vậy? Trương Nghiệp Phi hít sâu một hơi rồi nói, vậy mọi người nghe cho kỹ. Cái gì? Sau khi nghe xong, bọn họ trợn mắt to đến mức sắp lọt ra ngoài. Bịch bịch, Trương Đông Húc đã sợ tới mức ngã xuống đất. Tôi cảnh cáo mọi người, nhất định không thể làm chuyện của cậu chủ Lữ có sai sót gì, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Thưa vâng, người từ trên xuống dưới nhà họ Trương đều gật đầu. Buổi tối hôm đó, nhà họ Trương đón gió tẩy trần cho Lữ Chiến ở nhà hàng tiêu chuẩn cao nhất tại Kim Lăng. Sau phần dạ tiệc, Lữ Chiến cười cười, đi thôi, đi tìm bất động thạch Phật. Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc đều sửng sốt. Nhanh như vậy mà đã kiềm chế không nổi muốn khai đao với thạch Phật. Có nhanh quá hay không? Đi thôi, các người sợ à?
Lữ Chiến cong môi mỉm cười. Không có, cậu chủ Lữ, mời, Trương Nghiệp Phi căng ra đầu dẫn đường ở phía trước. Rất nhanh, đoàn người đi đến câu lạc bộ Thiết Huyết. Đêm nay, nơi này nên đổi chủ nhân, Lữ Chiến nhìn thấy bảng hiệu câu lạc bộ Thiết Huyết, phách lối mà cười nói. Lữ Chiến vừa dứt lời, một tên vệ sĩ phía sau đột nhiên xông lên trước. Răng rắc, anh ta giơ một chân lên đá một cái, bảng hiệu câu lạc bộ Thiết Huyết đã vỡ thành hai mảnh. Người nhà họ Trương thấy vậy thì hết hồn. Quá kiêu ngạo. Trong thành phố Kim Lăng này, từ trước đến nay không ai dám khiêu khích Thạch Thanh Sơn như vậy. E là cậu chủ Lữ này muốn lật ngược cả bầu trời Kim Lăng. Nhưng lấy thân phận và thực lực của anh ta thì tuyệt đối có tư cách làm vậy. Bảng hiệu của câu lạc bộ Thiết Huyết bị đá vỡ thành hai mảnh, tiếng động ồn ào khiến rất nhiều người kéo đến. Rào rào rào. Trong sân Quyền Anh ngầm lao ra hơn trăm người, họ bao vây đoàn người Lữ Chiến lại. Người đàn ông cầm đầu lạnh lùng mà hỏi, bảng hiệu là do tụi mày làm hư. Lữ Chiến cười cười, là tôi làm. Làm càn, lá gan của mày thật lớn. Biết nơi này là chỗ nào hay không? Mọi người lập tức quát tháo. Bọn họ không nghĩ ra vì sao lại có người dám tới nơi này gây rối. Lữ Chiến thưởng thức Phật Châu, cười nói, biết, tôi chỉ muốn nơi này đổi chủ nhân mới mà thôi. Cái gì, mọi người nghe vậy thì ngắn người ra. Muốn nơi này đổi chủ nhân. Chẳng phải đang nói muốn đuổi Thạch Thanh Sơn đi. Người nào ăn gan hùm mật gấu rồi. Các anh em, bắt lấy đám người chân cháo lớn lối này cho tao. Người đi đầu ra lệnh một tiếng, hơn trăm người vọt tới. Trương Đông Húc và Trương Nghiệp Phi sợ tới mức trốn đến phía sau. Phải biết là Lữ Chiến chỉ mang theo có 12 người mà thôi. Có thể ứng phó nhiều người như vậy không? Huống chi Thạch Thanh Sơn còn có trên trăm tên cao thủ biết cách đấu. Nhìn thấy hơn trăm người vọt tới, vẻ mặt Lữ Chiến thật chấn định, cả mí mắt cũng không chớp cái nào. Phía sau anh ta trừ hai cao thủ đeo mặt nạ trắng đen ra thì 10 tên vệ sĩ còn lại đều xông lên nghênh chiến. Ngay sau đó, bọn người Trương Nghiệp Phi sợ ngây người. 10 người này lại kinh khủng đến như vậy. Bọn họ trực tiếp đè bẹp hơn cả trăm người. Rất nhanh, hơn trăm người đã bị đánh tan, trốn ngược vào sân đầu Quyền Anh ngầm. Đi, đi vào. Lữ Chiến mang theo mọi người tiền vào sân đầu. Giờ phút này, trong sân đang tiến hành thi đấu. Cũng không ít người đang xem. Nhưng mọi người đều bị sự náo động trong sân hấp dẫn. Bang bang phanh. Bảo vệ của sân đấu ngầm không ngừng lao vào. Bên ngoài xuất hiện một tốp người. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Sao lại thế này? Mọi người dò hỏi. Không xong, có người đến phá quán gây sự. Mau thông báo cho Thạch Phật đi. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai của Thạch Phật. Thạch Thanh Sơn mang theo các cao thủ đi vào giữa sân. Lá gan của Trương Nghiệp Phi thật là lớn, cũng dám tới chỗ của tôi gây chuyện à. Thạch Thanh Sơn liếc một cái đã nhận ra Trương Nghiệp Phi, ông ta lạnh lùng quát. Tôi, Trương Nghiệp Phi bị dọa. Làm sao ông ta dám nói chuyện với Thạch Thanh Sơn? Lúc này Lữ Chiến mở miệng nói, là tôi bảo ông ta tới. Ông xem phía này này. Hả, Thạch Thanh Sơn sửng sốt. Mọi người cẩn thận quan sát Lữ Chiến, chẳng ai nghĩ anh ta chính là đại ca. Hơn nữa anh ta trông có vẻ lạ mặt, không giống như người địa phương của Kim Lăng. Thạch Phật, bọn họ đánh nát bảng hiệu, tuyên bố muốn thay đổi chủ nhân của nơi này. Một tên thuộc hạ lập tức báo cáo tình hình đã xảy ra cho Thạch Thanh Sơn biết. Thạch Thanh Sơn nhìn về phía Lữ Chiến. Lữ Chiến cười rồi khẽ gật đầu, đúng, không sai, là tôi làm. Thạch Thanh Sơn đúng không? Ông đã chiếm cứ nơi này quá lâu rồi, nên đổi chủ nhân thôi. Giọng điệu của anh ta thật bình thản, lại nói ra câu nói quá phách lời. Ở Kim Lăng, cũng không có người trẻ tuổi nào dám khiêu khích Thạch Thanh Sơn. Thạch Thanh Sơn cũng ngắn cả người, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải người tuổi trẻ mà lớn lối như vậy. Đương nhiên ngoại trừ chiến thần Côn Luân. Đó là thần, không phải người. Thạch Thanh Sơn tò mò hỏi, thứ cho tôi tai mắt phụng về, chàng trai trẻ này có thân phận là gì vậy? Tiếng gào quá lớn làm tất cả mọi người trong nhà họ Triệu bùng tỉnh. Tất cả bọn họ đều đi xuống xem. Tình hình thế nào? Nghe nói là tới vì chuyện của tập đoàn Tam Hưng. Nghe vậy, từ trên xuống dưới của nhà họ Triệu đều giật mình, cái gì? Chẳng lẽ thật sự bị Diệp Quân Lâm nói trúng rồi? Vấn đề này thật sự được giải quyết. Rất nhanh,
đám người Thạch Thanh Sơn đã đi tới. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc vừa muốn ân cần thăm hỏi thì người ta đã trực tiếp đi lướt qua, coi bọn họ như không khí. Làm phiền, cho hỏi cô Lý Tử Nhiễm là người nào, Thạch Thanh Sơn đi đến phía trước, đánh giá một lượt rồi hỏi. Là tôi, Lý Tử Nhiễm trả lời, cô đã ý thức được cái gì đó. Chào cô chủ Lý, bắt đầu từ lúc này, toàn bộ trung tâm nghiên cứu và đội ngũ nghiên cứu ngày xưa của tập đoàn Tam Hưng đã thuộc về cô. Đây là hợp đồng, xin cô hãy xem cùa. Thạch Thanh Sơn không nói lời vô nghĩa mà trực tiếp đưa hợp đồng cho Lý Tử Nhiễm. Phụt, thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa Triệu Kiến Quốc đã hộc máu. Thạch Thanh Sơn lại tự mình đến đưa tặng hợp đồng. Hay là ông lớn siêu cấp mà ông ta nhắc đến có quan hệ gì với Lý Tử Nhiễm? Chào cô chủ Lý, đây là hợp đồng và tài liệu của nơi sản xuất ban đầu thuộc tập đoàn Tam Hưng, cũng thuộc về cô. Chào cô chủ Lý, đây là hợp đồng của tòa nhà văn phòng trước đó của tập đoàn Tam Hưng, cũng đã thuộc về cô. Từng ông lớn đều đưa hợp đồng lên. Hiện tại toàn bộ hệ thống mà tập đoàn Tam Hưng để lại đã thuộc về Lý Tử Nhiễm. Khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Vấn đề thật sự được giải quyết rồi. Đây là sự thật sao? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhìn nhau cười. Ngô Mộc Lan mừng đến chảy nước mắt. Vẻ mặt Triệu Kiến Quốc cũng mang đầy hưng phấn. Lý Tử Nhiễm như lâng lâng bay lên. Tương lai đã không còn giới hạn. Nhà họ Triệu cũng vì thế mà leo lên cao. Nhà họ Triệu sắp bay cao, chúng ta cũng sắp bay cao. Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi hưng phấn nhảy cẳng lên hoan hô. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu đều là một mảnh vui mừng. Chắc chuyện này không liên quan đến Diệp Quân Lâm ị đâu đúng không, có người đưa ra nghi ngờ. Mọi người đều sửng sốt. Nếu thật sự là do Diệp Quân Lâm làm ra mọi chuyện. Như vậy, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Cả nghĩ thôi mà mọi người cũng không dám nghĩ. Lý Tử Nhiễm hỏi, ông Thạch, có thể nói cho tôi biết là ai làm chuyện này không? Đây cũng là câu mà mọi người muốn hỏi. Kể cả trăm vị cao thủ chiến đấu sau lưng Thạch Thanh Sơn đều sợ đến mức choáng váng. Hai người đó mà không đánh được thì bọn họ càng không đánh được. Trong lòng Thạch Thanh Sơn bị chấn động. Mình không thể trêu chọc người này được. Không biết ngài đây tới Kim Lăng có chuyện gì không? Thạch Thanh Sơn giữ bình tĩnh và hỏi. Lữ Chiến cười một tiếng đầy kỳ quái, tôi muốn chỉnh đốn lại người Kim Lăng. Nghe nói ông là người mạnh nhất nên tôi tới tìm ông trước tiên. Phùi. Thạch Thanh Sơn thở hổn hển. Mặc dù người này rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng thực lực của anh ta rất mạnh. Tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng nếu cậu muốn chiếm toàn bộ Kim Lăng thì đừng hòng. Vẻ mặt Lữ Chiến trở nên tò mò. Bởi vì Kim Lăng không phải nơi có thể tạo chuyện thị phi. Tôi khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi Kim Lăng đi, nếu không cậu sẽ chết đấy. Thạch Thanh Sơn khuyên. Ha ha ha. Lữ Chiến cười. Mấy tên thuộc hạ của anh ta cũng cười. Tôi không nói dối đâu, bởi vì Kim Lăng có một người cực kỳ mạnh, cho dù thân phận của cậu là gì thì cậu cũng không phải là đối thủ của người đó. Thạch Thanh Sơn biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Cho dù Lữ Chiến có thân phận cao như thế nào thì cũng sẽ rơi vào đường chết nếu chọc vào Diệp Quân Lâm. Huống chỉ Lữ Chiến còn lăm le địa bàn Kim Lăng. Hành động này là hành động Đại tướng Côn Luân ghét nhất. Như thế chắc chắn sẽ gặp nhau. Như vậy, Lữ Chiến sẽ chết. Được, vậy người kia là ai? Ông nói cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm anh ta. Lữ Chiến cười hỏi. Trong nhận thức của anh ta, không ai ở thành phố Kim Lăng có thể ngăn cản anh ta. Thạch Thanh Sơn nói, tốt nhất là cậu không nên biết. Nghe lời tôi, lập tức rời khỏi Kim Lăng đi. Giết ông ta. Lữ Chiến hành động dữ dội như lửa, nhanh như gió, anh ta ra lệnh một tiếng. Chỉ trong nháy mắt. Cao thủ đeo mặt nạ mặc đồ trắng xông lên. Phụt phụt, cây đao lóe sáng, Thạch Thanh Sơn liền từ từ ngã xuống. Trước khi chết, Thạch Thanh Sơn chỉ vào Lữ Chiến và nói, thì ra cậu là. Phụt, Thạch Thanh Sơn ngã xuống. Quả nhiên, trước khi chết ông ta đã nhận ra thân phận của Lữ Chiến. Sau khi Thạch Thanh Sơn ngã xuống, toàn bộ sàn đấm bốc ngầm loạn lên. Mọi người đừng hốt hoảng. Bắt đầu từ bây giờ Lữ Chiến tôi sẽ tiếp quản nơi này. Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi những người đi theo tôi. Lữ Chiến hét lớn. Nguyện nghe theo sự phân công của cậu Chiến. Vài trăm người rối rít quỳ xuống đất và nói lớn. Sau khi thành công thu phục câu lạc bộ thiết huyết, Lữ Chiến hỏi Trương Nghiệp Phi,
người mà Thạch Thanh Sơn nói là ai? Không biết, tôi chưa từng nghe thấy có ai như thế ở thành phố Kim Lăng. Tôi nghĩ chắc Thạch Thanh Sơn chỉ dọa để khiến cậu Chiến bỏ chạy thôi. Trương Nghiệp Phi nói, tên đàn em của Lữ Chiến cũng nói, cậu chủ, trước khi đến đây chúng tôi cũng đã điều tra rồi. Không có ai như thế cả. Được, vậy thì tới nơi tiếp theo. Sư gia. Đôi mắt Lữ Chiến tràn ngập sự lạnh lẽo. Đối với thành phố Kim Lăng, đêm nay là một đêm đầy sóng gió. Một thế lực đột nhiên xuất hiện càn quét mọi nơi, trước tiên giết chết Thạch Phật bất động, sau đó lại chém sư rồ mười mấy thế lực liên tục bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. 27 sàn thi đấu quyền anh ngầm dưới lòng đất và trên trăm sân bị chiếm sạch. Chuyện lần này không phải do sự ngã xuống của phe Viên phủ Đồ Hà và sự sụp đổ của tập đoàn Tam Tỉnh. Ít nhất hai lần đó không làm liên lụy tới những người khác. Nhưng lần này không những làm liên lụy tới người khác mà thủ đoạn của đối phương còn cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ cần không phục tùng thì sẽ giết không tha. Trong chốc lát đã khiến cho lòng người trở nên hoảng loạn. Các dòng họ lớn thấp thỏm không yên, lo lắng sẽ gặp phiền phức, không chừng người tiếp theo chết sẽ là mình. Quan trọng là Thạch Thanh Sơn và hai đại lão của sư gia đều đã bị giết chết. Có thể thấy đối phương kinh khủng tới mức nào. Quan trọng nhất là mọi người không biết thân phận thật của thế lực này. Không thể điều tra ra được. Người chấn động nhất chính là cha con Trương Nghiệp Phi. Trong suốt quá trình bọn họ đi theo Lữ Chiến, bọn họ đã tận mắt thấy mười mấy thế lực bị dẹp bỏ, Thạch Thanh Sơn và sư gia bị giết chết. Quá mạnh. Đúng là quá mạnh. Điều khiến bọn họ kinh ngạc vui mừng là, hình như vận mệnh của nhà họ Trương tốt thật, không ngờ cậu Chiến lại chọn bọn họ. Cậu Chiến để nhà họ Trương quản lý các sàn đấu thu được. Đây là một bước nhảy vọt về chất đối với tất cả các mặt của nhà họ Trương. Lữ Chiến rất hài lòng đối với chiến tích đêm nay, nhưng lại không kiêu ngạo. Giống như chỉ đang làm một việc rất bình thường. Sau khi quay về, Lữ Chiến gọi điện thoại và nói rất cung kính, thầy, đệ tử đã dẹp tan thế giới ngầm của Kim Lăng theo như những gì ngài phân phó. Xin ngài hãy phân phó tiếp. Rất tốt. Tiếp theo cậu cứ tự phát triển theo ý cậu đi, chờ tôi tới Kim Lăng. Một giọng nói già nua truyền tới từ bên kia điện thoại. Thưa thầy, con hiểu. Học sinh nhất định không phụ sự tin tưởng của thầy. Con đấy Kim Lăng trước, làm ra thành tích tốt cho ngài xem. Lữ Chiến vô cùng hưng phấn. Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc cúi đầu, giống như là mắc sai lầm gì đó. Trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Còn có người đến sao? Là thầy của Lữ Chiến. Anh ta đã lợi hại như thế. Thầy của anh ta còn kinh khủng đến mức nào nữa. Ngày hôm sau chuyện xảy ra đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Trịnh Văn Viễn cố ý đến dặn dò nhà họ Trịnh. Bây giờ mọi người chú ý một chút. Bây giờ trong thành phố có một đám người thần bí. Ngay cả Thạch Thanh Sơn và sư gia đều ăn quả đắng. Tất cả mọi người cẩn thận tú một chút, mọi người ai cũng khiếp sợ. Âm thầm nhớ lời Trịnh Văn Viễn. Ngô Thị Lan nghĩ đến chuyện gì đó. Nói thêm, tôi nghĩ nên để vệ sĩ đi theo Lê Nguyên. Bây giờ nguy hiểm như vậy, Lê Hai Nguyên không thể xảy ra chuyện gì được, bà ta lại nói. Hơn nữa, có vệ sĩ ở đó Diệp Quân Lâm sẽ không thể tiếp cận Lê TH Nguyên được. Chính Quốc Thắng cười cười, đúng là rét một mũi tên trúng hai đích nha. Ngô Thị Lan do dự nói, chuyện chọn vệ sĩ cũng không thể qua loa, các phương diện kỹ năng không bàn đến, tốt nhất phải là nữ, quân Nga, văn thống, hai người quen biết nhiều, các người tìm giúp xem sao. Trịnh Quân Nga lộ ra ý cười, bà nội tìm đúng người rồi, gần đây bọn con đúng lúc tú quen người phù hợp a. À. Thật sao? Ngô Thị Lan không khỏi giật mình. Gần đây quen biết một người chị em, cô ấy thế mà là lính đặc chủng, mới chuyển xuất ngũ từ tiên tuyến phía Tây. Biệt hiệu là nữ Diêm Vương, nghe nói có thể một đánh 100. Trịnh Quân Nga nói, vậy thì là cô ấy, nhanh chóng mời đến đi. Ngô Thị Lan vừa mừng vừa sợ. Trịnh Quân Nga do dự một chút nói, bà hai nội, chắc là giá tiền cũng hơi cao, một năm 10 triệu tiền lương, còn thêm tiền xăng xe, có được không? Ngô Thị Lan rất quan tâm đến Lý Tử Nhiễm, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Vậy thì được. Sau đó không lâu, Trịnh Quân Nga đã đưa người nữ lính đặc chủng này đến. Cao 1m8, cả người đều lộ ra khí chất ngoan cường. Chào cô Nga, chào bà Lan, tôi tên là Võ Tiêu. Đã từng phục vụ tại đại đội quân đoàn đặc chủng ở chiến khu Tây Cảnh. Tôi đã giết chết 277 tên địch trên chiến trường. Việc của một vệ sĩ không đáng kể với tôi.
ánh mắt Võ Tiêu sắc bén, khí thế hơn người. Người nhà họ Trịnh ngay lập tức nhìn chúng. Được, chọn Võ Tiêu. Chúng tôi có hai yêu cầu, đầu tiên là bảo vệ tốt cháu nội của tôi, thứ hai là đừng để Diệp Quân Lâm tiếp xúc với con bé, đây là ảnh của anh tai. Ngô Thị Lan nói. Võ Tiêu cầm lấy ảnh Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua rồi nói. Được rồi, không có vấn đề gì, nhiệm vụ này quá dễ dàng, tôi chắc chắn có thể hoàn thành được. Võ Tiêu vừa nhẹ nhõm vừa tự tin. Chuyện này so với giết địch trên chiến trường đơn giản giống như nghỉ phép. Mặc dù Lý Tử Nhiễm không quá thoải mái, nhưng Ngô Thị Lan đã sắp xếp, cô cũng không có cách nào. Mấu chốt là Võ Tiêu này 24 tiếng ăn uống cùng cô. Cô không thể nào gặp mặt Diệp Quân Lâm được. Trong công ty, Diệp Quân Lâm vẫn như ngày thường, đi vào văn phòng của Lý Tử Nhiễm, ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người chặn đường. Cũng không thấp hơn anh ta bao nhiêu. Quan trọng lại là nữ. Anh không thể đi vào. Võ Tiêu lạnh lùng nói. Cô là ai? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Anh ta chưa từng thấy qua người phụ nữ này. Tôi là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Nguyên, phụ trách an toàn của Tổng Giám Đốc Nguyên. Võ Tiêu trả lời. Diệp Quân Lâm giật mình. Lý Tử Nhiễm có vệ sĩ từ lúc nào? Vậy cô tránh ra đi, tôi là chồng cô ấy. Diệp Quân Lâm vẫn muốn đi vào bên trong. Không được, nhiệm vụ chính của tôi là không cho anh tiếp xúc với Tổng Giám Đốc Nguyên. Võ Tiêu ngăn cản trước mặt Diệp Quân Lâm. Suy nghĩ của Diệp Quân Lâm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây là vệ sĩ nhà họ Trịnh mời đến để ngăn cản anh tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm. Cô xác định là có thể ngăn cản tôi sao? Diệp Quân Lâm cười. Vẻ mặt Võ Tiêu lạnh lùng hà khắc, giết người trên chiến trường tôi còn không sợ thì tôi hoàn toàn không để anh vào mắt. Trong đầu Võ Tiêu có 30 cách có thể chế ngự Diệp Quân Lâm trong nháy mắt. Theo như cô ta thấy, Diệp Quân Lâm chỉ là người bình thường nên hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cô ta ra tay đối phó với loại người bình thường này thật sự là pháo cao xạ đánh vào một con muỗi, dùng người tài không đúng chỗ. Diệp Quân Lâm sững sờ cười hỏi, cô đã từng đi lính sao? Ừ. Võ Tiêu gật đầu. Cô ở chiến khu nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh lại dò xét Võ Tiêu lần nữa thì phát hiện trên người của người phụ nữ này có hơi thở giết chóc của quân nhân. Thậm chí đã luyện ra hơi thở giết chóc rồi. Cô ta tuyệt đối đã từng giết chết kẻ địch trên chiến trường. Lại còn là cao thủ. Vốn dĩ Võ Tiêu sẽ không để ý tới Diệp Quân Lâm. Nhưng Ngô Thị Lan giao nhiệm vụ là không cho Diệp Quân Lâm tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm. Cho nên Võ Tiêu dự định giải quyết trong một lần duy nhất, tránh cho có nỗi lo về sau. Được thôi, một tháng trước tôi đi nghĩa vụ quân sự ở đại đội quân đoàn đặc chủng Hổ Bôn của chiến khu Tây Cảnh. Ra chiến trường 3 năm đã giết 277 kẻ địch. Võ Tiêu đem chiến công của mình nói hết ra, đồng thời tỏa ra hơi thở giết chóc lạnh lão khắp người. Cô ta muốn hù dọa Diệp Quân Lâm trong một lần duy nhất. Nào biết Diệp Quân Lâm lại không sợ hãi chút nào. Diệp Quân Lâm hỏi, cô là quân của thằng nhóc Tần Uyên kia sao? Võ Tiêu sững sờ khi nghe thấy tên của Tần Uyên. Anh ta vậy mà lại biết Tần Uyên. Bởi vì Tần Uyên là thủ trưởng số 1 của chiến khu Tây Cảnh. Là thần thánh trong suy nghĩ của hàng triệu binh sĩ Tây Cảnh và gần với đại tướng Côn Luân. Nhưng người bình thường làm sao có thể biết thân phận của Tần Uyên chứ? Chiến khu Tây Cảnh chính là tiền tuyến. Tỉnh Kim Lăng ở xa như vậy mà vẫn có người biết sao? Đúng rồi. Anh ta vừa mới gọi thủ trưởng Tần Uyên là gì? Thằng nhóc Tần Uyên. Võ Tiêu kịp phản ứng thì trợn tròn mắt. Cô ta nổi giận. Lại có người dám gọi thủ trưởng Tần Uyên là thằng nhóc. Như vậy là vô lễ. Võ Tiêu đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc Diệp Quân Lâm hỏi, anh vừa mới gọi thủ trưởng Tần Uyên là gì? Tôi kêu cậu ta là thằng nhóc. Sao vậy? Diệp Quân Lâm theo bản năng nói. Tần Uyên do một tay anh dạy dỗ nên. Lại còn do anh tự mình ra lệnh phái đi tới chiến khu Tây Cảnh. Anh kêu cậu ta thằng nhóc là đúng rồi. Nhưng những lời này vào tai Võ Tiêu thì lại biến chất. Diệp Quân Lâm đang sỉ nhục thần quân bất khả chiến bại của Tây Cảnh. Tội chết. To gan, anh dám vô lễ với thủ trưởng Tân Uyên. Tôi ra lệnh cho anh lập tức xin lỗi. Võ Tiêu quát. Diệp Quân Lâm nhíu mày, tôi đã làm chuyện gì sai sao? Cần phải xin lỗi cô. Bởi vì anh nói năng lỗ mãng, thủ trưởng Tần Uyên không phải là người mà anh có thể gọi là thằng nhóc.
nhanh chóng xin lỗi. Võ Tiêu hùng hổ dọa người. Diệp Quân Lâm cười giễu, đừng nói là cô, cho dù là Tân Uyên ở trước mặt tôi gọi cậu ta là thằng nhóc thì cậu ta cũng rất vui vẻ. Thực ra thì Diệp Quân Lâm được xem như là sư phụ và thần tượng của Tân Uyên. Chỉ cần một câu nói của Diệp Quân Lâm thì cậu ta có thể lên núi đao xuống biển lửa. Anh gọi cậu ta là thằng nhóc. Cậu ta sẽ vui vẻ cả nửa ngày. Võ Tiêu lại thật sự nổi giận. Bây giờ tôi đã giải nghệ nên không muốn đánh nhau. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có xin lỗi hay không? Võ Tiêu hạ thấp giọng hỏi. Ở trong mắt cô ta Diệp Quân Lâm không khác gì một xác chết. Diệp Quân Lâm cười, tôi không sai thì tại sao lại phải xin lỗi? Anh không nói nên lời. Tần Uyên thật là tài giỏi. Cậu ta có thể đào tạo ra nữ lính đặc chủng tài giỏi như vậy. Thế nhưng sao đầu óc lại không linh hoạt như thế này? Anh dám kêu Tần Uyên là thằng nhóc mà chẳng lẽ cô ta không nghi ngờ thân phận của anh sao? Vậy thì đừng trách tôi ra tay. Võ Tiêu lạnh lùng nói. Cô ta muốn ra tay. Bùm! Trong không gian nhỏ, chân phải mảnh khảnh của Võ Tiêu đột nhiên nhấc lên. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật đè xuống, mục tiêu rõ ràng đúng là khuôn mặt của Diệp Quân Lâm. Những gì Võ Tiêu rèn luyện trong quân đội đều là kỹ năng giết chóc. Khi cô ta bắt đầu tấn công, mang trong đó là khí thế sấm sét lôi đình, khí thế sát phạt. Cái chân này mà đập vào mặt mũi của Diệp Quân Lâm thì hoàn toàn có thể không nhìn ra khuôn mặt ban đầu. Nằm viện 1-2 tháng cũng được. Cô muốn chết thật sao? Diệp Quân Lâm cũng tức giận. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, giọng nói của Lý Tử Nhiễm truyền đến. Không được. Âm thanh truyền đến, và Lý Tử Nhiễm mở cửa ra. Khi chân của Võ Tiêu cách mặt Diệp Quân Lâm chưa đầy 1 cm, thì cô ta đột ngột dừng lại. Khuôn mặt của Diệp Quân Lâm không hề dao động. Võ Tiêu, anh ấy là chồng em, đừng hại anh ấy. Lý Tử Nhiễm kinh hãi. Võ Tiêu thu chân lại, lạnh lùng nhìn Diệp Quân Lâm, lần này tôi sẽ tha cho anh, nhưng lần sau, cẩn thận tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Diệp Quân Lâm vui mừng, Lê Nguyên, em đã cứu cô ấy. Diệp Quân Lâm thực sự muốn ra tay lúc bây giờ. Thật không may, Lý Tử Nhiễm đã xuất hiện. Võ Tiêu bùng nổ. Rõ ràng là cô ta đã tha mạng cho anh trước. Anh nói cô ta đã được cứu. Người này thật sự rất đáng ghét. Thảo nào mọi người trong gia đình họ Triệu đều ghét anh và không cho anh tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm. Được rồi, lần sau không cho phép anh gặp mặt Tổng Giám Đốc Lê Nguyên nữa, cẩn thận đó, tôi sẽ không khách khí nữa. Võ Tiêu cảnh cáo. Lý Tử Nhiễm thấp giọng đến gần Diệp Quân Lâm, và nói Võ Tiêu ở đây để cô giải quyết. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Võ Tiêu hết giận. Cô ta chợt nhận ra một vấn đề, làm sao anh biết được thân phận của Tần Uyên. Lại dám gọi Tần Uyên là cậu nhóc. Không giống như đang cố ý vậy, mà giống như là một thói quen. Chẳng lẽ anh có thân phận gì? Không có khả năng. Làm sao người có thể gọi là Tân Uyên là cậu nhóc lại có thể là một người tâm thường làm việc ở một công ty được? Còn giống như là làm bảo vệ. Làm sao có thể? Có lẽ anh là một người say mê quân đội đi. Để biết được tình hình ở các chiến khu cũng không phải việc gì khó. Diệp Quân Lâm phải không? Tôi sẽ nhớ anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy cho anh một bài học. Võ Tiêu là người có tính cách nóng nảy. Không thể hiểu được Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tự nhiên không để cho một Võ Tiêu nho nhỏ ở trong lòng. Võ Tiêu rất mạnh mẽ. Nhưng cô ta không dự đoán được, Diệp Quân Lâm đã bố trí một vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm để lại chiến thần Diêm La để bảo vệ Lý Tử Nhiễm. Anh ta đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Diệp Quân Lâm về mọi mặt. Đặc biệt anh là người có sức mạnh của chiến thần. Võ Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Có một đôi mắt âm thầm, luôn nhìn chằm chằm vào cô ta mọi lúc. Và cô ta hoàn toàn không nhận ra điều đó. Diệp Quân Lâm là đảm bảo chắc chắn sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh đến nơi ở của Tây Phương, Nam Phương và những người khác. Chuyện tối hôm qua đại tướng có nghe nói qua. Tây Phương hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Quân Lâm thực sự không biết. Thạch Thanh Sơn, Sư Gia đã chết, và một nhóm thế lực không rõ đã đến tỉnh Kim Lăng. Nghe nói chúng đặc biệt mạnh, tử thú, lang vương, những cao thủ này đều bị giết trong giây lát. Hiện tại, sàn đấu ngầm và câu lạc bộ thiết huyết đều bị lực lượng này tiếp quản, tạm thời không có động tĩnh gì.
Tây Phương nói. Cái gì? Sau khi Diệp Quân Lâm nghe xong, ánh mắt anh chợt lóe lên. Trên địa bàn của tôi còn có người dám làm càn như vậy. Tôi nghi ngờ rằng họ đến đây vì miếng bánh gato của Kim Lăng. Kế tiếp tôi sợ rằng họ sẽ ra tay với tập đoàn Thiên Lạc. Đại tướng, ngài xem, chỗ cô Lê Nguyên, có nên cử người đến bảo vệ không? Tây Phương phân tích nói. Tôi xem tên nào dám động tới Lê Nguyên. Diệp Quân Lâm gầm lên. Tây Phương chủ động hỏi, đại tướng, ngài muốn tôi bảo vệ cô Lê Nguyên không? Không cần, an toàn của cô ấy không cần lo lắng. Diệp Quân Lâm nói, có chiến thần Diêm La bảo vệ, anh cũng không cần lo lắng. Ngay cả khi một đất nước bị tiêu diệt, nhưng sức mạnh của chiến thần ở đất nước đó vẫn còn đó. Nhất định không phải là con kiến nhỏ bé ai cũng có thể khiêu khích. Là thế lực nào, nhà họ Sở không phải là bị chỉnh thảm lắm sao? Vẫn còn có ai dám tới? Diệp Quân Lâm hỏi. Tây Phương lắc đầu, tôi đã phái người đi điều tra rồi, lai lịch không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là trước đây lực lượng này mạnh hơn bất kỳ ai, trong một đêm có thể đẹp yên một tỉnh, còn có thể tới tận đây. Tôi mặc kệ là ai, chỉ cần có hại cho mảnh đất này, tôi sẽ quản đến cùng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Vì Diệp Quân Lâm đang ở đây. Vì vậy, Trần Đằng và những người khác cũng không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì họ hiểu rằng có con người này ở đây, không ai có thể gây sự ở đây được. Ngay cả khi các dòng họ lớn ở Kim Lăng điều tra ra thân phận của Lữ Chiến, nhà họ Trương vẫn có thể nói rằng đường làm quan của dòng họ đang mở rộng. Nhiều sản nghiệp như vậy, đương nhiên là do bọn họ quản lý. Chỗ béo bỏ này không ít đâu. Trương Nghiệp Phi cười tâu toét. Bí mật thề thốt trung thành với Lữ Chiến. Lữ Chiến hỏi, tập đoàn Thiên Lạc này gì chút thú vị sao? Ngài Chiến, tôi đã kiểm tra rồi, Lý Tử Nhiễm là bà chủ của tập đoàn Thiên Lạc, không liên quan gì đến nhà họ ngoại nhà họ Trịnh. Tại sao, toàn bộ Kim Lăng đều để cô ta từng chút xâm chiếm thị trường? Trương Nghiệp Phi hỏi, tập đoàn Minh Cường, trên thực tế, các thế lực dòng họ lớn ở thành phố Kim Lăng đều sợ tập đoàn Minh Cường sau lưng cô ấy. Lữ Chiến cười nói, trên thực tế, chớ nhìn bọn họ ở tỉnh Giang Nam, nhưng họ còn hiểu biết nhiều hơn Trương Nghiệp Phi. Họ đã điều tra ra rằng Viên Phủ Đồ Hà và tập đoàn Tam Tỉnh rất có thể đã bị đánh bại bởi tập đoàn Minh Cường. Tập đoàn Minh Cường này mạnh như vậy sao? Trương Nghiệp Phi hỏi. Lợi hại, không chỉ có ông bí ẩn mà bên trong còn không một ai biết chi tiết. Đội cảnh sát có người nói là người đánh bại thuộc hạ dưới trướng Viên Phủ Đồ Hà là tứ đại chiến tướng. Lữ Chiến nói. Các người cũng biết sư phụ của tôi tự mình tới Kim Lăng, mục đích chính là muốn nuốt chứng tập đoàn Minh Cường. Ai bảo miếng mỡ ở tỉnh Giang Nam này thật quá hấp dẫn cơ chứ? Lữ Chiến khao khát nói. Xít! Trương Nghiệp Phi hít một hơi. Dã tâm này cũng quá lớn đi. Điều mà Lữ Chiến muốn là Kim Lăng. Thứ mà sư phụ anh ta muốn là toàn bộ tỉnh Giang Nam. Y Trương Nhược Phi hỏi, ngại chiến, chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Nhà họ Trương chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Hiện tại tôi sẽ không động đến tập đoàn Minh Cường, nhưng tôi muốn tập đoàn Thiên Lạc và tất cả các dòng họ lớn ở Kim Lăng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lữ Chiến. Trương Nghiệp Phi run rẩy hỏi, ngài Chiến, ngài vẫn là muốn giết sạch sẽ như tối hôm qua sao? Lữ Chiến đột nhiên vui vẻ. Anh ta cười nói, không, đây hoàn toàn không phải cùng một loại người. Những người trong thế giới ngầm của Thạch Thanh Sơn có thể bị chinh phục bằng vũ lực. Nhưng những người này đều là hạng người thượng lưu. Giết mấy người này đối với tôi mà nói, Kim Lăng sẽ ra tay với tôi. Trương Nghiệp Phi hỏi, vậy theo ngài Chiến phải làm thế nào? Khóe miệng Lữ Chiến hiện lên một tia tà ác, đối với loại người có trí thức này, chúng ta chỉ có thể đối xử nhã nhặn, lịch sự, lấy lễ đối đãi. Như vậy, tôi muốn gặp bà chủ của tập đoàn Thiên Lạc. Tối nay đưa cô ấy đến đây. Trương Nghiệp Phi lắm mồm hỏi một câu, nếu cô ấy không đến thì sao? Nói xong lời này, Trương Nghiệp Phi rất hối hận. Anh ta cảm thấy cả người ớn lạnh, máu đông cứng lại. Quả nhiên Lữ Chiến dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta, đó là chuyện của ông. Đêm nay tôi muốn gặp cô ấy. Đây là chuyện của tôi. Hiểu chưa? Cậu Chiến đừng tức giận. Chắc chắn tôi sẽ làm được. Trương Nghiệp Phi quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói. Ý của Lữ Chiến rất đơn giản, không cần biết Trương Nghiệp Phi dùng cách gì nhưng tối nay anh ta muốn đến gặp Lý Tử Nhiễm.
những chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không làm xong thì cũng đừng sống nữa. Lữ Chiến thản nhiên nói. Sau khi rời đi, Trương Nghiệp Phi lau mồ hôi lạnh. Lúc nãy suýt chút nữa thì bỏ mạng luôn, lần sau chắc chắn không được phạm phải loại chuyện cấm kỵ như thế này. Con trai con đi làm việc này đi. Trương Nghiệp Phi bảo Trương Đông Húc đi làm việc này. Ông ta cảm thấy, với thân phận của mình bây giờ mà phải tự mình đi mời người khác thì quá thấp kém. Vâng, cha, con phải thể hiện nhiều hơn nữa cho cậu Chiến xem. Trương Đông Húc cười cười. Tòa nhà tập đoàn Tam Tinh, bây giờ đã đổi tên thành tập đoàn Thiên Lạc. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Lê Nguyên, ngoài kia có người tự xưng là cậu chủ nhà họ Trương, Trương Đông Húc muốn gặp cô. Thư ký nói, cho anh ta vào đi. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Gần đây có rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tới chào hỏi, cô cũng không từ chối. Chẳng mấy chốc, mấy người Trương Đông Húc đã đi vào văn phòng. Cô chính là Tổng Giám đốc Thiên Lạc, Lý Tử Nhiễm à? Trương Đông Húc nói đầy trịch thượng. Trong mắt Trương Đông Húc, ở thành phố Kim Lăng bây giờ không có ai mà anh ta không dám chọc vào. Giọng điệu đầy ngạo mạn, ngang ngược. Đúng vậy, ngài đây có việc gì cứ nói thẳng. Lý Tử Nhiễm không thích cách nói chuyện của Trương Đông Húc lắm. Ông chủ của tôi muốn mời cô tới dạ tiệc. Tôi tới thông báo cho cô, tối nay tôi sẽ cho người tới đón cô. Trương Đông Húc vốn dĩ chẳng thèm quan tâm Lý Tử Nhiễm có đồng ý hay không mà quyết định luôn. Trương Đông Húc lại ra lệnh, cô chuẩn bị chút đi, lát nữa tôi sẽ tới đón cô. Dứt lời, Trương Đông Húc bèn định rời đi. Đợi đã. Lý Tử Nhiễm nói đầy lạnh lùng. Sao? Trương Đông Húc tò mò hỏi. Chủ nhân của anh là ai? Lý Tử Nhiễm hỏi. À, tối nay cô sẽ biết, dù sao thân phận của ngài ấy cũng cao quý tới mức cô không thể tưởng tượng được đâu, cô cứ ngoan ngoãn nghe lời là được. Trương Đông Húc vừa dứt lời, giọng nói của Lý Tử Nhiễm lại vang lên, tiên khách. Hả, cô có ý gì? Trương Đông Húc không thể tin được, hỏi. Xin lỗi, tôi xin phép từ chối lời mời của người lại. Lý Tử Nhiễm từ chối thẳng. Trương Đông Húc cười, Lý Tử Nhiễm tôi nói cho cô biết, cô có thể từ chối lời mời của tất cả những người ở Kim Lăng, nhưng cô không thể từ chối lời mời của ngài ấy. Cũng không có cớ gì mà từ chối. Ngay cả Thạch Thanh Sơn mà Lữ Chiến cũng giết được thì làm gì có ai mà anh ta không mời được. Vậy anh nói cho tôi biết là ai đi. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm tối sầm. Thân phận của ngài ấy phải được giữ bí mật, cô gặp là biết. Nếu như cô từ chối thì cô sẽ hối hận. Cô có biết tối qua mấy người Thạch Thanh Sơn, sư gia chết như thế nào không? Bọn họ đều bị chủ nhân tôi giết chết đấy. Trương Đông Húc kiêu ngạo. Ngu xuẩn, tiễn khách. Lý Tử Nhiễm ra lệnh. Nhân viên bảo vệ cứng rắn đuổi Trương Đông Húc ra khỏi tập đoàn Thiên Lạc. Tôi đã nói xong đâu. Trương Đông Húc tức giận nói. Cậu Trương, giờ chúng ta nên làm gì đây? Cô gái này không chịu nghe theo lời chúng ta. Tên đàn em bên cạnh hỏi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đợi lát nữa cô ta tan làm thì chúng ta cưỡng ép dẫn cô ta đi. Trương Đông Húc cười khà khà nói. Cậu Chiến nói rồi, chỉ cần thấy người là được, không cần biết dùng cách gì dẫn cô ta về. Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta cứ canh ở đây. Bọn đàn em nói. 7 giờ đúng tan tầm. Lý Tử Nhiễm lê cái cơ thể mệt mỏi đi ra khỏi tòa nhà. Vốn dĩ cô phải tăng ca. Nhưng nhà họ Trịnh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên muốn cô về nhà làm việc. Đám người Trương Đông Húc cách đó không xa nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, hai tên đàn em vội định ra tay. Khoan đã, không thể ra tay ở đây được, lát nữa chúng ta sẽ ra tay giữa đường. Trương Đông Húc nói. Bọn họ không biết rằng mọi hành động của mình đã bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay. Diệp Quân Lâm biết rất rõ ràng. Nhưng anh chẳng hề lo lắng. Chẳng mấy chốc tài xế đã lái xe tới. Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm lên xe. Đám người Trương Đông Húc lập tức đi theo. Biệt thự nhà họ Trịnh nằm ở một nơi vắng vẻ, trên đường chẳng có xe mấy. Đột nhiên tài xế phanh xe lại. Bởi vì có mấy chiếc xe đã chặn phía trước. Chỉ thấy một nhóm người đi tới. Trương Đông Húc gõ cửa sổ xe, cười nói. Cô Lê Nguyên đi với tôi một chuyến đi. Tôi hy vọng cô có thể ngoan ngoãn đi tham gia dạ tiệc, chứ không cần tôi phải ra tay mời cô đi. Có mười mấy người đi theo sau anh ta. Chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đập cửa xe ra và cứ thế dẫn Lý Tử Nhiễm đi. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm đầy quật cường,
không đi. Tôi xin phép từ chối lời mời của người là được lắm Lý Tử Nhiễm. Cô thật sự nghĩ mình có giá lắm à? Cậu Chiến bảo tôi tới mời cô là để mắt đến cô. Con đàn bà thối cô đừng có không biết trái phải. Tôi hỏi cô lần nữa, rốt cuộc cô có đi không? Trương Đông Húc quát. Chắc chắn là tôi không đi. Lý Tử Nhiễm rất kiên quyết từ chối. Được, là cô ép tôi phải ra tay. Trương Đông Húc đang định ra lệnh. Dâm. Cửa đột nhiên mở ra. Một cô gái cao 1m8 đi xuống, trêu người tỏa ra sự khí chất. Bụp. Vẻ mặt Võ Tiêu lạnh lùng, chọt ra tay, đá vào mặt Trương Đông Húc. Trong nháy mắt, Trương Đông Húc bị đá văng ra xa mấy mét. Giết chết cô ta cho tao. Trương Đông Húc hét lón. Mười mấy tên đàn em của anh ta vội xông lên. Bụp bụp. Chưa đến một phút, toàn bộ bọn chúng đều nằm trên mặt đất kêu gào. Mười mấy tên đàn em này đều biết đánh nhau, nhưng bọn chúng không thể so sánh được với lính đặc chủng vừa xuất ngũ. Cút, sau này kẻ nào còn dám tới quấy rối tổng giám đốc Lý nữa thì tao sẽ phế bỏ. Võ Tiêu lạnh lùng cảnh cáo. Trương Đông Húc khóc không ra nước mắt. Con đàn bà này giỏi đánh nhau quá đi. Một bên khác, trong phòng ăn nhà họ Trương, đồ ăn đã được dọn lên, Lữ Chiến đang được mọi người vây quanh. Anh ta lười biếng nói, đã 8 giờ rồi, cô ấy tới chưa? Trương Nghiệp Phi lập tức trở nên luống cuống. Trương Đông Húc đã đi hơn nửa ngày rồi mà sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được à? Hử, sao ông lại ở đây? Không phải tôi đã bảo ông đi mời cô ấy rồi à? Bị điểm danh tại chỗ, Trương Nghiệp Phi sợ hãi. Cậu Chiến, tôi đã bảo con trai đi làm việc này. Tôi không thể không ở lại để nghe phân phó của ngài sao? Lỡ có chuyện gì? Trương Nghiệp Phi run rẩy nói. Vậy tôi nói là 8 giờ, còn 3 phút nữa, người đâu? Sao hả, lời tôi nói không có tác dụng gì phải không? Lữ Chiến chợt nâng cao giọng, dọa Trương Nghiệp Phi sợ tới mức quỳ xuống. Cậu Chiến, để tôi lập tức hỏi bọn họ đang ở đâu. Trương Nghiệp Phi lập tức gọi điện thoại. Cái thằng vô dụng này, mày đang ở đâu hả? Người đâu rồi? Trương Nghiệp Phi gầm thét. Ba, chuyện không thành. Lý Tử Nhiễm có một vệ sĩ nữ cực kỳ lợi hại, cô ta đã đánh bại toàn bộ chúng con. Cái gì, đánh bại toàn bộ chúng mày? Trương Nghiệp Phi kinh ngạc. Có chuyện gì? Lữ Chiến lạnh lùng hỏi. Cậu Chiến, Lý Tử Nhiễm trực tiếp từ chối, còn bảo vệ sĩ đánh người. Trương Nghiệp Phi nói. Nực cười. Trên mặt Lữ Chiến hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trên đời này không có ai dám từ chối lời mời của tao. Kẻ nào dám từ chối đều phải chết. Lữ Chiến rất phẫn nộ. Đúng lúc này, Trương Đông Húc dẫn người quay trở lại. Ai ai cũng mặt mũi bầm dập. Trương Đông Húc lập tức quỳ xuống trước mặt Lữ Chiến, khóc lóc nói, cậu Chiến, cậu phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Nói đi, nói chi tiết xem nào. Mặt mày Lữ Chiến cực kỳ u ám. Cậu Chiến, chúng tôi đi mời Lý Tử Nhiễm theo lệnh của cậu nhưng người phụ nữ kia hoàn toàn không thèm xem cậu ra gì. Tôi nói ra tên của cậu cô ta còn buông lời xỉ vả. Chúng tôi tức không chịu được nên ra tay, nhưng bên cạnh cô ta có một vệ sĩ vô cùng lợi hại, đánh bại cả đám chúng tôi. Trương Đông Húc thêm mắm dặm muối nói linh tinh một hồi. Nhưng Lữ Chiến không quan tâm đến tính xác thực của nó. Có thể chắc chắn là Lý Tử Nhiễm đã từ chối lời mời của anh ta, lại còn đánh người. Đây chẳng khác nào tát vào mặt anh ta. Chúng mày là một đám ăn hại. Đi mời có một người cũng không xong, chúng mày còn có tác dụng gì nữa không? Lữ Chiến phân nộ quát tháo. Vốn tưởng rằng chuyện nhỏ nhặt này không cần anh ta tự mình ra tay. Gia đình Trương Nghiệp Phi rất sợ hãi. Lữ Chiến chuyển đề tài, nói, chỉ là trên đời này không có người nào tao không mời được. Hắn ta nhìn về phía Trương Nghiệp Phi, đi nói với Lý Tử Nhiễm, gia hạn cho cô ta trước đêm nay phải quỳ xuống đến gặp tao. Nếu không, Thạch Thanh Sơn sẽ là kết cục của bọn họ. Rõ. Ngay sau đó Trương Nghiệp Phi đến nhà họ Trịnh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng Trương Nghiệp Phi là bù nhìn được thế lực kia nâng đỡ. Ai thấy ông ta cũng phải khiếp sợ mấy phần. Ông Nghiệp Phi, ông đến đây có chuyện gì vậy? Mấy người Trịnh Lê Thành lịch sự hỏi. Bảo Lý Tử Nhiễm cút ra đây. Trương Nghiệp Phi lạnh giọng nói. Rất nhanh sau đó, Lý Tử Nhiễm từ bên trong đi ra. Đi theo bên cạnh là Võ Tiêu. Lý Tử Nhiễm, tôi nói cho cô biết.
Cậu Chiến ra hạn cho cô trước đêm nay phải quỳ xuống đến gặp cậu ấy, nếu không kết cục của Thạch Thanh Sơn tối hôm qua sẽ là kết cục của nhà họ Trịnh các người. Trương Nghiệp Phi nói xong thì rời khỏi đây. Cậu Chiến là ai? Thạch Thanh Sơn lại là cái gì nữa? Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm mờ mịt. Ôi trời, Lý Tử Nhiễm, con chọc phải tai họa lớn rồi. Sau khi mấy người Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng kể lại chuyện đã xảy ra cho Lý Tử Nhiễm, mặt cô biến sắc. Hóa ra người mời cô lại là một sự tồn tại đáng sợ đến như vậy. Già trẻ lớn bé nhà họ Trịnh đều vô cùng lo lắng. Vốn dĩ để tránh cho Lý Tử Nhiễm gặp nguy hiểm nên mới đặc biệt mời Võ Tiêu đến làm vệ sĩ. Không ngờ lại thật sự đắc tội người khác bây giờ nên làm thế nào bây giờ? Trịnh Lê Thành hỏi. Ngược lại Lý Tử Nhiễm tỏ ra rất kiên quyết, con sẽ không đi đâu, con lại chẳng quen biết anh ta, tại sao con phải đi chứ? Võ Tiêu gật đầu, đúng vậy, tôi ủng hộ cô Lê Nguyên, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm hại đến cô ấy. Trịnh Quốc Thắng lập tức nói, Lê Nguyên, đây không phải là vấn đề con có đi hay không, mà là con nhất định phải đi. Cậu Chiến này quá mạnh mẽ, ngay cả những người mạnh như Thạch Thanh Sơn cũng bị giết chết rồi. Nếu như con không đi, chúng ta sẽ gặp tai họa đấy. Trịnh Văn Viễn vội vàng nói, nhưng nếu chị Lê Nguyên đi thì không nguy hiểm sao? Không không không, là cậu Chiến mời Lê Nguyên đi. Nếu thật sự nguy hiểm thì sao cậu ta phải cho người đi mời, cứ trực tiếp cướp người rồi giết chết là được. Mai Hoàng Thanh phân tích. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý. Ngô Thị Lan cũng vội vàng khuyên nhủ, Lê Nguyên, con đi đi. Vì sự an nguy của nhà họ Trịnh, con cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà ngoại, con. Lý Tử Nhiễm do dự. Không được đi. Đúng lúc này bỗng có một giọng nói vang lên. Muốn mời người ta, bản thân anh ta phải quỳ xuống mời Diệp Quân Lâm đã tới đây. Anh cười lạnh nói, muốn mời người ta, bản thân anh ta quỳ xuống mà mời. Một câu nói của Diệp Quân Lâm đã khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Diệp Quân Lâm cậu đang nói cái gì vậy? Cậu cẩn thận đừng để cho cậu Chiến nghe được, nếu không chết như thế nào cũng không biết đấy. Đúng rồi, cháu thì là cái quái gì? Cháu đã ly hôn với Lê Nguyên rồi. Không có lý do gì, cũng không có tư cách quan tâm đến con bé nữa. Ngô Thị Lan hung hăng nói với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười nói, có liên quan sao? Chúng ta vẫn còn là đối tác ư, chuyện này có dính dáng đến vấn đề an nguy của Lê Nguyên, cháu nhất định phải quan tâm. Nhìn Diệp Quân Lâm, trong lòng Lý Tử Nhiễm cũng an tâm hơn nhiều. Thế nhưng Ngô Thị Lan lập tức nhìn về phía Võ Tiêu, cô làm sao vậy? Có phải là tôi đã nói với cô là không được để cho Diệp Quân Lâm được tiếp xúc với Lê Nguyên sao? Mau đuổi cậu ta đi, nhân tiện để chúng tôi thấy được thực lực của cậu. Ngô Thị Lan muốn mượn tay của Võ Tiêu để dạy bảo Diệp Quân Lâm. Để anh sau này không dám có bất kỳ suy nghĩ nào về Lý Tử Nhiễm nữa. Bà ngoại, cháu đi vẫn không được sao? Bà đừng làm khó dễ Quân Lâm nữa. Lý Tử Nhiễm đồng ý. Ngô Thị Lan lúc này mới coi như thôi. Vậy được, con mau đi đi, Võ Tiêu cô đi theo tôi. Có chuyện gì phải thông báo cho tôi sau khi ra phía bên ngoài. Không thể đi được. Diệp Quân Lâm nói. Võ Tiêu liếc nhìn Diệp Quân Lâm rồi nói, cô Lê Nguyên, mặc dù tôi ghét anh ta, nhưng anh ta nói đúng. Cô không thể đi được. Được, tôi nghe các anh, Lý Tử Nhiễm gật đầu. Cả ba người tìm được một khách sạn để nhà họ Trương. Đám người Lữ Chiến đang đợi. Tôi đã thông báo cho cậu Chiến rồi. Lần này cho dù cô ta không muốn tới, nhà họ Trịnh cũng sẽ ép cô ta đến. Nhà họ Trịnh vừa gọi điện thoại xong. Nói đã có người tới rồi. Trương Nghiệp Phi cười nói. Lữ Chiến hài lòng gật đầu, xem ra nhà họ Trịnh đã biết sự lợi hại của tao rồi. Mấy người Trương Nghiệp Phi cười nói, tối qua cậu Chiến chưa bao giờ như vậy, đã dọa cho tất cả mọi người ở khu Kim Lăng phải sợ hãi. Thế chúng ta đợi đi, cả nhà thông cảm cho nguồn trong thời. Lữ Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi. 10 giờ chưa ai đến. 11 giờ vẫn chưa ai đến. 12 giờ. Lữ Chiến đột nhiên mở mắt ra. Người đâu? Anh ta lạnh lùng hỏi. Cậu Chiến, người vẫn chưa tới. Trương Nghiệp Phi cúi đầu nói. Vừa rồi gã đã cử người đến gần đó, nhưng hoàn toàn không thấy Lý Tử Nhiễm đâu. Cậu Chiến tôi có nên hỏi nhà họ Trịnh không? Trương Nghiệp Phi hỏi. Không cần đâu, cô ấy sẽ không đến đâu. Lữ Chiến cười.
Đám người Trương Đông Húc đứng bên cạnh Trương Nghiệp Phi, bọn họ đều không dám thở mạnh. Đừng thấy Lữ Chiến đang cười là vui, thật ra là anh ta đang tức giận. Tương đương với việc mặt anh ta bị đánh tận 2 lần. Sao anh ta có thể chịu được điều này? Không coi Lữ Chiến tao là người đúng không? Tao vẫn thật sự không tin được, không thể không mời được cô ta tới. Lữ Chiến cười thâm trầm. Tôi sẽ từ từ tra tấn cô, khiến cô phải tự mình cầu xin tôi. Lữ Chiến cười hì hì nói. Hiển nhiên là đã có kế hoạch trong đầu. Dù sao thầy của anh ta vẫn chưa tới, anh A vẫn có thể từ từ chơi. Qua một đêm không có gì xảy ra. Nhà họ Trịnh vẫn nghĩ rằng Lý Tử Nhiễm thật sự đã đi rồi. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm đến văn phòng làm việc, lại thấy một hộp quà. Cái này là ai đã gửi đến vậy? Lý Tử Nhiễm hỏi. Không biết, vừa nãy đã ở đây rồi. Vẻ mặt của cô thư ký rất ngạc nhiên. Mở ra xem L. Lý Tử Nhiễm nói. Thư ký không biết tại sao có chút rụt rè không dám mở ra. Để tôi. Võ Tiêu bước tới, mở chiếc hộp ra. Lý Tử Nhiễm cùng thư ký 3 người tò mò nhìn xem. Hí. Vừa nhìn thấy cái này, Lý Tử Nhiễm 2 người bị dọa tới mức hít vào một hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Phụt. Tâm lý bình thường của cô thư ký nhỏ đã bị dọa đến ngất xỉu xuống đất. Không còn lý do nào khác, bên trong hộp đựng 10 đầu ngón tay bị chặt nhỏ, vết máu còn chưa khô, máu chảy đầm đìa. Nếu như tố chất tinh thần của Lý Tử Nhiễm kém hơn một chút thì có lẽ cô đã bị ngất xỉu rồi. Vẻ mặt của Võ Tiêu ngược lại rất bình tĩnh. Tôi sẽ lo liệu, cô đừng hoảng sợ. Võ Tiêu xử lý cái hộp sau đó sắp xếp đưa cô thư ký nhỏ đến phòng y tế. Tổng giám đốc Lê Nguyên, rõ ràng là bọn họ. Vẻ mặt Võ Tiêu lạnh lùng nói. Cô ấy vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ của bảo vệ rất nhẹ nhàng. Nhưng lại không ngờ gặp phải chuyện này vào ngay ngày đầu tiên. Nhưng cô ấy cũng có thích thú. Nếu không thì đã quá nhàm chán. Tổng giám đốc Lê Nguyên, chẳng phải là người nhà họ Trương sao? Tôi đi giải quyết được không? Võ Tiêu chính là một nữ diêm vương, không sợ trời không sợ đất. Không được, cô không được đi. Vào đúng lúc nào, điện thoại trong phòng làm việc kêu lên. Lý Tử Nhiễm nhận điện thoại. Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Cô Lý Tử Nhiễm có đúng không? Anh là ai? Cô Lê Nguyên đúng là người hay quên. Ngày hôm qua tôi đã mời cô 2 lần, cô đều quên mất. Nhớ kỹ, tôi tên là Lữ Chiến. Là anh. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm lạnh như băng. Đúng vậy, cô Lê Nguyên đã nhận được quà chưa? Có thích không? Lữ Chiến cười khà khà nói. Anh là đang uy hiếp đe dọa tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ. Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nói. Cô Lê Nguyên thật là rất dũng cảm, cô là người đầu tiên dám từ chối tôi. Tôi bái phục. Có điều là kế tiếp theo, ngày nào tôi cũng sẽ tặng quà cho cô. Cô cứ chống mắt lên chờ mà xem. Tít tít tít. Nói xong, Lữ Chiến liều cúp điện thoại. Lý Tử Nhiễm thở dài nhẹ nhõm. Mặt của cô tái mét. Cô nói không sợ chính là nói dối. Một món quà mỗi ngày sao? Lần này là ngón tay. Vậy lần sau sẽ là gì? Cánh tay, chân, thậm chí là đầu người. Nghĩ đến điều này, Lý Tử Nhiễm thở gấp, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bản thân cô có vẻ đang gặp phải rắc rối lớn. Võ Tiêu, hay là tôi đến nhà họ Trương gặp anh ta? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải chuyện hay. Lý Tử Nhiễm đã muốn lùi bước. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ gặp phải rắc rối lớn. Tổng giám đốc Lê Nguyên, không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi. Lúc này, có nhân viên hốt hoảng chạy xông vào. Có chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiễm hỏi. Vừa rồi có người phát hiện ra 10 ngón tay của Lão Vương trong bộ phận dọn dẹp đã bị chặt đứt. Lão Vương đã ngã vào trong nhà vệ sinh, mới được phát hiện. Cái gì? Hai. Bùm. Đầu Lý Tử Nhiễm trống rỗng. Ngay cả sắc mặt của Võ Tiêu cũng thay đổi. Hóa ra món quà vừa rồi là. Bọn họ đã xâm nhập vào xung quanh Lý Tử Nhiễm, và bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công tất cả mọi người. Hôm nay là ông Trương của bộ phận dọn dẹp, ngày mai là thư ký của Lý Tử Nhiễm, ngày mốt, thậm chí sẽ là một người nào đó của nhà họ Trịnh. Khi nghĩ đến điều này, Lý Tử Nhiễm gần như sụp đổ. Cô thở hổn hển từng hơi một. Lúc này, Ngô Thị Lan gọi điện thoại đến. Lê Nguyên, có phải tối hôm qua con không đến nhà họ Trương đúng không?
giọng nói của Ngô Thị Lan có chút hoảng hốt. Bà ngoại, con thực sự không đi. Lý Tử Nhiễm thành thật trả lời. Ôi chao, đứa nhỏ này, con, đây là tai họa lớn. Bà nói cho con biết là sáng nay, 7-8 người hầu của nhà họ Trịnh đều đã biến mất, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Giọng điệu của Ngô Thị Lan đầy lo lắng. Đứa nhỏ này, chuyện này là con rước lấy, mau chóng tìm cách giải quyết đi, nếu không thì bà nghi ngờ rằng ngày mai chúng ta sẽ biến mất. Ngô Thị Lan thúc giục nói. Phụt! Lý Tử Nhiễm thực sự sụp đổ. Đây mới là ngày đầu tiên. Trong vài ngày tới có thể sẽ làm tổn thương đến những người thân thiết nhất của cô. Tôi nên làm gì bây giờ? Hai dòng lệ lặng lẽ trượt dài trên má Lý Tử Nhiễm. Hàng nghìn người đang nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm Tổng Giám Đốc Lê Nguyên, tôi sẽ đi giải quyết hết đám bọn chúng. Võ Tiêu tức giận nói. Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không được, bọn họ ở trong bóng tối, còn chúng ta thì ở ngoài sáng. Võ Tiêu cũng vô cùng bất đắc dĩ. Làm chuyện động dao động súng thì cô rất thành thạo. Nhưng mấy thứ mưu ma trước quỷ ném đá giấu tay này thì cô cũng đành chịu. Vậy thì phải làm thế nào mới đúng đây? Võ Tiêu cũng rất đau đầu. Bây giờ mới qua thời gian một ngày. Lý Tử Nhiễm động viên tinh thần của các nhân viên, lại sắp xếp đưa những người bị thương vào bệnh viện. Nhưng cô ngày càng lo lắng. Đây là một loại sợ hãi vô hình. Dù biết rõ là sẽ có nguy hiểm xảy ra nhưng bạn lại không thể làm gì được. Biết vậy tối hôm qua nghe lời bà ngoại đến nhà họ Trương thì tốt rồi. Lý Tử Nhiễm bắt đầu hối hận. Không ngờ chỉ một lời từ chối lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Ngay cả Võ Tiêu cũng cắn môi. Sớm biết thế đã không vội vàng hấp tấp. Nên mới gây ra họa lớn thế này. Nhà họ Trương. Cậu Chiến, già trẻ lớn bé nhà họ Chính bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Ngay cả lòng người trong tập đoàn Thiên Lạc cũng rất loạn. Trương Đông Húc cười nói. Lữ Chiến để lộ ra nét cười, thế mới đúng chứ, Lý Tử Nhiễm cô dám từ chối tôi đúng không? Tôi muốn khiến cô mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi. Trương Nghiệp Phi nở nụ cười, dám từ chối cậu Chiến, đúng là không biết trời cao đất dày. Lữ Chiến cười, tao cũng rất muốn biết rốt cuộc là loại đàn bà thế nào mà dám từ chối tao. Cậu Chiến, có ảnh chụp đây. Mời cậu xem qua. Trương Đông Húc lập tức đưa ảnh chụp đời thường của Lý Tử Nhiễm qua. Hử! Nhìn thấy những bức ảnh đời thường của Lý Tử Nhiễm, hai mắt Lữ Chiến sáng lên. Khóe miệng anh ta gợi lên một độ cong, cẩn thận xem xét ảnh chụp. Xem ra là đang rất có hứng thú. Ngay cả những cao thủ mang mặt nạ trắng đen bên cạnh anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu chủ chưa bao giờ ham gái đẹp, cũng hoàn toàn không có hứng thú với mấy người phụ nữ. Chẳng lẽ là gặp được hàng hảo hạng sao? Đẹp quá! Lữ Chiến tự lẩm bẩm một mình. Từ nhỏ thầy đã giáo dục cho anh ta một tư tưởng, mấy thứ như phụ nữ hay cờ bạc cái gì cũng không được đụng vào. Nó ảnh hưởng đến sự trưởng thành của anh ta, dù sao sau này anh ta cũng là người làm việc lớn. Cho nên ngần ấy năm, đến tận bây giờ anh ta đều rất nghiêm khắc về mặt sinh hoạt cá nhân. Chỉ từng đụng chạm với một hai người phụ nữ mà thôi. Ngoại trừ gặp phải điều gì đó khiến bản thân anh ta vô cùng thích thú. Nếu không anh ta sẽ không bao giờ đi làm. Rõ ràng Lý Tử Nhiễm đã khiến lòng anh ta xao động. Hắn ta thay đổi kế hoạch ngay lập tức. Không đi đe dọa uy hiếp Lý Tử Nhiễm nữa. Mà anh ta muốn có được cô. Trương Nghiệp Phi nhìn sắc mặt của Lữ Chiến thì đã biết anh ta muốn làm gì rồi. Ông ta lập tức nói, cậu Chiến, cậu cứ yên tâm. Nhất định người phụ nữ này sẽ được đưa đến giường của cậu trong đêm nay. Lữ Chiến ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ông A một cái, tao hoàn toàn thất vọng về ba con chúng mày với chuyện này rồi. Tôi, Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc vội vàng cúi đầu. Đi, đi thông báo cho đám xã hội đen, nếu đêm nay ai có thể đưa Lý Tử Nhiễm đến trước mặt tao thì 10 tụ điểm và 2 đấu trường quyền anh đen dưới lòng đất thuộc về người đó. Lữ Chiến lạnh giọng nói. Đã rõ. Sau khi thông báo này được phát ra, xã hội đen toàn tỉnh hoàn toàn sôi sục. 10 tụ điểm và 2 đấu trường quyền anh đen ư. Phần thưởng này là quá hấp dẫn. Lắc mình một cái là có thể trở thành ông trùm của giới xã hội đen toàn tỉnh. Vẫn là Lữ Chiến đích thân răng lưới. Đó chính là sự tồn tại mà ngay cả Thạch Thanh Sơn và Sư Gia cũng dám tùy tiện giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới xã hội đen như nổ tung. Hàng trăm nghìn người đã dục dịch.
tất cả mọi người đều muốn tự mình đưa Lý Tử Nhiễm đến trước mặt Lữ Chiến. Lý Tử Nhiễm đâu thể biết rằng, vào lúc này đang có hàng ngàn kẻ liều mạng toàn tỉnh đang hung dữ nhìn chằm chằm cô. Nữ bộ đội đặc chủng bị thương, đặc biệt là bên ngoài tòa nhà làm việc, chốc lát có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện. Tất cả thông tin về Lý Tử Nhiễm đều bị người ta nắm trong tay, hơn nữa còn bị chia sẻ liên tục. Hàng nghìn người lúc nào cũng nắm rõ toàn bộ. Sau khi thấy hiệu quả, Trương Nghiệp Phi không khỏi cảm thán Lữ Chiến thật là lợi hại. Không nói đến có thể điều động toàn bộ người trong giới xã hội đen, anh ta và thuộc hạ cũng không bao giờ lộ mặt. Thân phận của anh ta đối Kim Lăng mà nói vẫn còn là một câu đố. Cao thủ tuyệt đối. Cậu Chiến, tôi còn tra ra được mặc dù Lý Tử Nhiễm này đã kết hôn 6 năm nhưng vẫn còn là gái trinh. Chồng cô ta chưa bao giờ động vào cô ta. Trương Đông Húc nói cho Lữ Chiến một tin sau khi nghe xong, Lữ Chiến vỗ mạnh vào vai Trương Đông Húc, chà, tin tốt đấy. Tuy rằng tao không ngại chuyện cô ấy đã kết hôn, nhưng nếu cô ấy chưa từng bị chạm vào thì đúng là tuyệt vời. Đêm nay nhất định là một đêm tuyệt vời khó có thể nào quên. Đông Húc, con đi chuẩn bị phòng đi. Trương Nghiệp Phi lập tức nói. Cậu Chiến, tôi hứa đêm nay sẽ khiến cậu khó mà quên được. Ha ha ha, mấy người đều bật cười. Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong bóng tối. Sau khi Lý Tử Nhiễm và Võ Tiêu đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, bên trong không có một bóng người, từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào khiến người ta không kìm được phải rùng mình. Võ Tiêu cảnh giác nhìn xung quanh, cô nhận thấy có điều gì đó bất thường. Tổng Giám đốc Lê Nguyên, cô lên xe trước ơi. Võ Tiêu lạnh lùng nói. Trực giác của cô nói cho cô biết là có người. Lý Tử Nhiễm nghe lời đi lên xe, cô thúc giục, Võ Tiêu mau lên xe, chúng ta đi khỏi đây trước đã. Không đi được nữa, muộn mất rồi. Võ Tiêu vừa dứt lời. Từng bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong bãi đậu xe ngầm. Chấm, cộp cộp cộp. Cùng lúc đó, cửa những chiếc xe đang đâu đồng loạt mở ra, bên trong có người đi xuống. Đông như kiến cỏ, ít nhất cũng phải có mấy trăm người. Ùn ùn kéo lại bao vây xung quanh. Cái gì vậy? Lý Tử Nhiễm vô cùng sợ hãi. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ đâu. Cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi cứu viện. Nhưng lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu. Lúc này, một đám liều mạng hầm hè đi lại gần. Võ Tiêu đứng ở đâu cũng lạnh lùng như một thanh kiếm sắc bén. Tránh ran bọn tao, chỉ cần đưa Lý Tử Nhiễm đi, người không liên quan đừng xen vào. Người đàn ông cầm đầu lạnh lùng nói. Hừ, nếu muốn mang giám đốc đi thì phải bước qua xác tao đãi. Ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt Võ Tiêu bắn ra. Đánh cho tao. Ngay lập tức, hàng trăm người lao đến như thủy triều. Võ Tiêu gầm nhẹ một tiếng, nghênh đón trực diện. Võ Tiêu không hổ danh là nữ diêm la giết giặc trên chiến trường. Cực kỳ mạnh mẽ. Vừa ra tay đã bày ra bản lĩnh tuyệt vời. Chỉ với một cú đấm đã khiến mười mấy người ngã rạp trên mặt đất. Võ Tiêu ra tay rất tàn nhẫn, giết đến nỗi những cao thủ của giới xã hội đen cũng không thể đến gần. Mấy phút sau, Võ Tiêu mạnh mẽ quật ngã hơn 50 người xuống đất. Khiến cho người khác sinh ra nỗi sợ hãi đối với cô ấy. Các anh em, chỉ cần bắt được Lý Tử Nhiễm, thì sẽ có 10 tụ điểm và 2 đấu trường quyền anh đen. Tất cả đều lên cho tao, chỉ có một con đàn bà thôi. Cho dù nó mạnh mẽ đến đâu cũng không đỡ được. Không biết ai hô lên một tiếng. Những người này như được uống máu gà, ùn ùn lao lên. Võ Tiêu là chướng ngại vật trên con đường phát tài của bọn họ, ai cũng muốn đánh bại cô ấy. Mặc dù Võ Tiêu rất mạnh, nhưng phía đối phương lại có quá nhiều người. Dưới sự tấn công của hàng trăm người, Võ Tiêu dần rơi xuống thế hạ phong. Rầm, cuối cùng có người đá bay Võ Tiêu. Võ Tiêu cứng rắn đứng lên, trên người cô đã có hàng chục vết thương đang chảy máu. Giết chết cô ta. Một đám người tay cầm dao găm lạnh lo lao tới. Tính mạng Võ Tiêu đang bị đe dọa. Lý Tử Nhiễm muốn cứu cô nhưng không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Rầm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một cơn gió mạnh điên cuồng thổi tới. Lại cứng rắn ép lui người đến để giết chết Võ Tiêu. Bốp bốp bốp. Từng âm thanh nặng nề vang lên. Trong nháy mắt mấy chục người ngã trên đất, trong chốc lát mất đi tất cả năng lực. Trước mắt Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm xuất hiện một bóng đen. Chiến thần Diêm La xuất hiện rồi.
Diệp Quân Lâm ra lệnh cho anh ta phải bảo vệ an toàn của Lý Tử Nhiễm, dù cho có phải chết đi. Thế nên những người trước mắt anh ta đều phải tiêu diệt. Chiến thần Diêm La ra tay rồi. Hóa thành báo săn lao về hướng đám người. Chiến thần Diêm La là danh hiệu mà hàng nghìn người kêu gào. Đó là chiến thần của một nước đấy. Đám côn đồ thế giới ngầm ở trước mặt này cũng có bản lĩnh, nhưng không đủ để nhìn, không thể so sánh với những binh lính từng lên chiến trường kia được. Chiến thần Diêm La tấn công như thể lao vào chỗ không người. Trong thời gian 10 phút, đầy người nằm dưới đất, ồn ào kêu la lăn lộn. Không có người nào còn đứng được. Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm trợn tròn mắt. Thế này cũng quá mạnh rồi. Giải quyết hết mấy trăm người. Sau khi chiến thần Diêm La xử lý xong những người này thì đến trước mặt Võ Tiêu, nói tiếng Trung không quá lưu loát, có tôi ở đây, ai cũng không thể động đến cô Lê Nguyên. Sau khi nói xong, chiến thần Diêm La liền rời đi. Còn về đàn em cũ của Thạch Thanh Sơn, hơn 100 cao thủ các loại ở châu Á vừa thấy chiến thần Diêm La thì đầu hàng ngay lập tức. Bọn họ cũng không ngờ người bảo vệ Lý Tử Nhiễm lại là người này. Biết chiến thần Diêm La thì tự rút lui. Giống như hơn 1000 người của thế giới ngầm đều bị một mình chiến thần Diêm La đánh bại. Đây là nguyên nhân mà Diệp Quân Lâm sắp xếp chiến thần Diêm La bên cạnh Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm và Võ Tiêu trợn tròn mắt. Lý Tử Nhiễm là ngạc nhiên nhất. Còn có người bảo vệ mình. Còn mạnh như thế. Nghe âm điệu thì là người nước ngoài nhỉ. Cái gì? Rất nhanh, đám người Lữ Chiến biết được tin tức. Vệ sĩ bên người Lý Tử Nhiễm lấy một đánh mấy trăm. Người phái đi đều bị đánh bại sao? Mắt Lữ Chiến sắp trừng rớt ra. Mọi người khiếp sợ không thôi. Giống như thế giới ngầm của tỉnh này bị một người quét sạch sẽ vậy. Trương Đông Húc lập tức nói, cậu Chiến, vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm rất lợi hại. Thế này là tôi đã đánh giá thấp Lý Tử Nhiễm rồi, chẳng trách cô ta dám từ chối tôi, hóa ra là có bản lĩnh. Lữ Chiến nói, cậu Chiến, là do tôi điều tra không kỹ lưỡng, tôi đi điều tra thân phận vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm nhé. Trương Nghiệp Phi hỏi dò. Lữ Chiến lắc đầu, không cần nữa. Tôi không tin không có người tôi không mời đến được. Hai người. Lữ Chiến nhìn về hướng hai người mặt nạ đen trắng. Cậu chủ, có chúng tôi. Hai người đứng thẳng tắp. Đi đi, đưa Lý Tử Nhiễm về cho tôi. Ai cản lại thì giết người đó. Lữ Chiến lạnh lùng nói. Cậu chủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hít. Đám người Trương Nghiệp Phi hít một hơi lạnh. Hai người này cùng đi. Quá kinh khủng rồi đấy. Hai người này ra tay, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hai lần. Vô cùng kỳ diệu, giống như làm ảo thuật vậy. Chừng người ta một cái sẽ chết. Động vào người ta một lúc sẽ nổ tung. Ai có thể ngăn nổi chứ? Lữ Chiến lại cười, Kim Lăng còn có nhân vật lợi hại như thế, thực sự không ngờ đến, mà cậu Chiến, anh bảo hai người họ đi với nhau, có hơi lấy dao mổ trâu giết gà rồi. Trương Nghiệp Phi cảm thấy một người đi là được rồi. Thế nên cậu làm việc không đủ chu đáo. Tôi muốn nắm chắc 100%. Lữ Chiến chừng anh ta một cái. Cậu Chiến, tôi học được rồi. Một phía khác, hai cao thủ mang mặt nạ đen trắng rất nhanh đã đến bên ngoài trang viên nhà họ Trịnh. Vậy thì giết tất cả mọi người bên trong, bưu mắt tên cao thủ mặt nạ trắng lóe lên ánh sáng lạnh. Được. Lúc hai người vừa chuẩn bị nhảy vào thì trước mắt lại nhiều hơn một bóng người. Chính xác mà nói thì là hai bóng người. Bởi vì còn có một người nấp ở phía sau, từ từ xuất hiện. Khóe miệng anh ấy ngậm một điếu thuốc, đầu thuốc lá trong đêm tối càng sáng rõ hơn. Anh ấy chính là Diệp Quân Lâm. Ra oai ở địa bàn của tao, tìm chết ai. Hai cao thủ mang mặt nạ đen trắng nhìn nhau một cái, lập tức ra tay. Sở trường của tên cao thủ mặt nạ trắng chính là tốc độ, giết người không thấy bóng, có thể đánh lừa mắt nhìn. Dầm. Trong chớp mắt anh ta xuất hiện trước mặt Diệp Quân Lâm, lộ rõ dao găm trong tay đang tỏa ra khí lạnh. Tốc độ của anh ta quả thực là rất nhanh, nếu là người khác ở đó, chỉ có thể thấy anh ta vẫn còn ở chỗ cũ. Thực ra anh ta đã định giết Diệp Quân Lâm rồi. Xuất. Trên dao găm tỏa ra sát khí. Tên cao thủ mặt nạ trắng tự tin có thể giết Diệp Quân Lâm trong một lần. Nhưng vào lúc này, trước mặt anh ta đột nhiên nhiều hơn một người, một bóng đen lớn che phủ tầm nhìn của anh ta. Cái gì? Sắc mặt anh ta thay đổi. Lại có người ngăn được tốc độ của anh ta. Ngay sau đó,
một cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Bốp! Phần ngực của anh ta bị tấn công mạnh, trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng như tan nát, xương cốt đứt lìa từng đoạn. Cả người như thể con diều đứt dây sau đó rớt xuống vậy. Dĩ nhiên người ra tay là chiến thần Diêm La. Tên cao thủ mặt nạ đen còn lại kinh ngạc phát ngốc. Anh ta lập tức tấn công, đấm thật hung ác về hướng chiến thần Diêm La. Lực tay của anh ta cực kỳ mạnh, không có đối thủ. Lúc trước anh ta động vào bàn đá cùng với một con thú đã chết đều nổ tung. Đó là bởi vì anh ta tu luyện thuật võ cổ, nói thẳng ra chính là khí công. Trong nháy mắt khi chạm vào tay, khí công sẽ làm tất cả nổ tung. Bị tay của anh ta chạm vào thì khí công sẽ làm cơ thể vỡ nát. Chỉ là chiến thần Diêm La không né tránh, cũng đấm một cái như thế. Rầm. Hai nắm đấm va chạm với nhau lại phát ra âm thanh chấn động nặng nề. Phụt. Ngay sau đó, tên cao thủ mặt nạ đen bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Răng rắc. Nửa bên mặt nạ trên mặt cũng vỡ nát. Diệp Quân Lâm thấy thế liền xua tay nói, không tệ, không tệ đâu. Hồi đó giữ anh lại là đúng đắn. Không cần có chuyện gì cũng phiền đến bọn Bạch Hổ ra tay rồi. Nguyện dốc sức vì chiến thần Côn Luân. Mặt chiến thần Diêm La kích động. Diệp Quân Lâm và chiến thần Diêm La bước lên trước. Chiến thần Diêm La cũng kéo nửa bên mặt nạ của tên mặc đồ trắng xuống. Nửa bên mặt hai người họ có khắc chữ nô. Lúc này trong mắt hai người họ chỉ có sợ hãi, hóa ra Thạch Thanh Sơn nói không sai. Kim Lăng quả thực có một sự tồn tại mà bọn họ không thể chọc vào được. Trong viện lớn nhà họ Trương. Hừm, hai vị đại nhân đã đi lâu như thế, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Trương Nghiệp Phi có phần lo lắng nói. Hừ, không thể xảy ra chuyện được. Hai người này là đầy tớ của thầy, một người luyện khí công từ nhỏ, một người luyện tập tốc độ với báo săn. Hai người họ đã đến cảnh giới mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Lữ Chiến cười đắc ý. Anh ta đưa hai người họ đến Kim Lăng là có nguyên nhân, chỉ vì hai người họ rất mạnh. Trương Nghiệp Phi kinh hồn bạt vía nói, vậy thì tôi yên tâm rồi. Đoán chừng lúc này bọn họ đang giết người đấy, theo tính cách của hai người bọn họ, tối nay nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ chết hết. Lữ Chiến cười. Ánh mắt anh ta lộ ra chút ánh lửa. Đã không kịp chờ đến khi được thấy Lý Tử Nhiễm rồi. Trương Nghiệp Phi lại hít một hơi lạnh. Thế sao? Đúng vào lúc này, âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Rầm. Rầm cùng lúc đó hai thi thể bị ném vào trong. Sau khi thấy rõ hai thi thể trêu đất, mắt mấy người Lữ Chiến, Trương Nghiệp Phi đều trừng lón. Đây không phải là hai tên đầy tớ đó sao? Sao hai người bọn họ lại chết? Trong mắt Lữ Chiến tràn đầy kinh ngạc không hiểu nổi. Miệng Trương Nghiệp Phi há lón đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hai cao thủ này không còn nữa. Điều này làm sao có thể được? Đêm đó hai đại thân này đã quét sạch sàn đấu vật ngâm của Thạch Thanh Son, cùng với cả thế giới ngâm của tỉnh mà. Thực lực của bọn họ quả thật là vô cùng kỳ diệu, giống như có ma thuật phây. Sao lại chết được? Không, mau nói cho tôi biết tất cả không phải là thật đi. Lữ Chiến hét lên như phát điên. Lữ Chiến hoàn toàn không tin tất cả chuyện này. Hai tên đầy tớ của thầy đã ở bên anh ta từ nhỏ. Không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ. Từ trước đến giờ chưa từng thua. Nhưng hôm nay lại chết rồi. Điều này khiến anh ta không thể tin được. Có thể có cao thủ gì giết chết bọn họ chứ? Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến, Diệp Quân Lâm và chiến thân Diêm La xuất hiện. Mấy người là người nào? Lữ Chiến ngạc nhiên hỏi. Là người tới giết anh. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói. Soạt soạt. Mười mấy tên vệ sĩ khác của Lữ Chiến lập tức ngăn ở trước mặt. Chết. Chiến thần Diêm La ra tay. Rất nhanh, mười mấy người đó đều ngã xuống đất. Sau đó, tất cả đều bị đè xuống. Đám người Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc đều bị dọa đến quỳ xuống đất. Bọn họ nhận ra đã chọc phải người không nên chọc rồi. Còn về phần Lữ Chiến không phản ứng kịp trong chốc lát. Ngây người nhìn Diệp Quân Lâm hối, anh là ai? Được, vậy tôi để anh biết rõ một chút khi chết. Lý Tử Nhiễm là vợ tôi, ngoài ra Kim Lăng đó tôi che chở, tôi quyết định. Giết người ở địa bàn của tôi, tìm chết à? Rầm. Sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, Lữ Chiến như thể bị sét đánh. Anh ta nhớ rõ trước khi Thạch Thanh Sơn chết đã nói với anh ta,
thành phố Kim Lăng có sự tồn tại của một người mà không ai chọc vào được, bảo anh ta mau rời đi, nếu không sẽ chết. Xem ra chính là người này. Anh ta lại vẫn là chồng của Lý Tử Nhiễm. Lúc này, Lữ Chiến đã ổn định được cảm xúc, mặt anh ta bình tĩnh cười nói, ngài quả là lợi hại, hai tên đầy tớ không dùng được này của tôi khiến anh chê cười rồi. Ngài có thể nói ra chút thân phận được không? Diệp Quân Lâm cười. Xem ra tên này quả thực có bản lĩnh. Chết đến nơi rồi còn có thể bình tĩnh như thế. Chẳng trách đám người này Thạch Thanh Sơn cũng không phải là đối thủ. Chiến thần Diêm La lạnh lùng cười, anh cũng không có tư cách được biết thân phận của anh ấy. Ngài có thể kết bạn không? Chúng ta cũng không thực sự có mâu thuẫn, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ở đây tôi xin lỗi. Mặt khác, hai tên đầy tớ của tôi đã chết rồi, chuyện này coi như xong đi. Lữ Chiến muốn gạt bỏ chuyện này. Hửm, cứ như thế là xong. Anh xong cái gì? Diệp Quân Lâm lạnh lùng cười. Lữ Chiến cười, ngài có phần không biết, bối cảnh của tôi cũng không phải một người bình thường có thể lay chuyển được. Giải quyết trong hòa bình chỉ có chỗ tốt với anh. Trương Đông Húc cũng nói. Sắc mặt Lữ Chiến được xoa dịu không ít. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, giết. Chiến thần Diêm La nhận được mệnh lệnh liền ra tay. Thân phận của tôi là Nam Hồng. Lữ Chiến thét khàn cả giọng. Phụt phụt. Một ngụm máu phun mạnh ra như tên thân thể của Lữ Chiến ngã thẳng xuống đất. Cuối cùng anh ta cũng phải trả giá đắt vì hành động ác độc của mình. Nhà họ Trương đều bị dọa đến ngây ngốc. Thật sự dám ra tay với Lữ Chiến. Không nghe anh ta nói cho hết thân phận của mình. Trương Nghiệp Phi bất đắc dĩ nói, tôi biết ngài lợi hại, nhưng cậu Chiến cũng không thể động vào, thân phận của anh ta thực sự rất đáng sợ. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Tôi không quan tâm thân phận của anh ta là gì. Trong mắt chiến thần Diêm La mang theo ý cười nhạo. So sánh thân phận với người này. Đừng nói ở đây, nhìn ra thế giới, nghe đến danh tiếng của chiến thần Côn Luân, ai mà không sợ hãi chứ? So sánh thân phận và bối cảnh với anh ấy. Đơn giản là muốn chết. Diệp Quân Lâm và chiến thần Diêm La rời đi. Còn về nhà họ Trương thì không động đến. Bởi vì trong mắt anh những người này chỉ giống như con sâu cái kiến. Không đáng phải ra tay. Tin tức Lữ Chiến và đàn em thất bại nhanh chóng truyền ra khắp thế giới ngầm cả tỉnh thành. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người này lại thua ư. Cha ra rồi, là đàn em của Thạch Thanh Sơn, chiến thần Diêm La làm chiến thần Diêm La thực sự lợi hại, nhưng lần này cũng chọc phải rắc rối lớn rồi. Đúng vậy. Tôi nghe nói bối cảnh của Lữ Chiến thì cả phía Nam Việt Nam đều phải sợ đấy. Thế giới ngầm sôi nổi lên. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Người đứng đằng sau Lữ Chiến rất nhanh sẽ đuổi giết đến Kim Lăng. Tranh chấp vừa mới bắt đầu. Đặc biệt là người nhà họ Trương biết được thân phận của Lữ Chiến. Bọn họ rõ ràng hơn Lữ Chiến chỉ là quân dẫn đầu mà thôi, đằng sau còn có quân lớn hơn sẽ tới ngay lập tức. Đến lúc đó Kim Lăng mới thực sự là lúc thay đổi. Tin tức Lữ Chiến chết nhanh chóng truyền ra ngoài. Ở một nơi nào đó của Hoa Hải. Cái gì, học trò của tôi chết ở Kim Lăng. Láo xược. Tôi muốn tất cả mọi người phải chôn cùng. Lúc này, Diệp Quân Lâm và chiến thần Diêm La đã đến bên ngoài trang viên nhà họ Trịnh. Đi nói cho bọn họ một tiếng, chuyện đã giải quyết xong rồi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tạm thời anh không công khai thân phận. Đợi đến lúc hôn lễ thế kỷ. Công khai thân phận hoàn toàn với Lý Tử Nhiễm. Bây giờ nói cho cô thì rất không phù hợp. Đợi đến lúc bổ sung hôn lễ rồi thì cho Lý Tử Nhiễm một niềm vui bất ngờ thật lớn. Đã rõ chiến thần Diêm La bước vào nhà họ Trịnh, đến bên ngoài biệt thự đơn của Lý Tử Nhiễm. Võ Tiêu vẫn bị thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, sau khi xử lý đơn giản thì đã không còn vấn đề gì. Cô ta đứng ở cửa, thấy chiến thần Diêm La, bị dọa giật cả mình. Đây không phải là người buổi tối đã cứu bọn họ sao? Cô Lê Nguyên, người cứu chúng ta buổi tối đến rồi. Võ Tiêu gọi Lý Tử Nhiễm ngay lập tức. Lý Tử Nhiễm lập tức chạy ra. Cô Lê Nguyên, những người đó tôi đã xử lý hết, không còn chuyện gì rồi. Chiến thần Diêm La nói xong rồi đi. Này, anh đợi đã. Cảm ơn anh phải nói anh là ai chứ? Lý Tử Nhiễm đuổi theo ở phía sau. Chỉ là chiến thần Diêm La rời đi không quay lại. Võ Tiêu, cô mau đuổi theo xem anh ta là ai đi. Lý Tử Nhiễm nói. Được.
Lý Tử Nhiễm cũng rất tò mò chiến thần Diêm La có thân phận gì. Cô lại có một cảm giác quen thuộc với chiến thần Diêm La. Dù nhìn không rõ mặt mũi anh ta, nhưng cô chắc chắn mình từng thấy rồi. Bởi vì cô ta thấy một người quen thuộc, Diệp Quân Lâm. Chồng trước của Tổng Giám Đốc Lê Nguyên. Hai ngày trước suýt chút nữa cô ta đã bị dạy một bài học. Không ngờ người bảo vệ Lý Tử Nhiễm lại là anh ấy. Thân phận của anh ấy lại là cao thủ như thế này. Không phải tất cả người nhà họ Trịnh đều nói không thể chịu nổi anh ấy sao? Làm một bảo vệ nhỏ ở tập đoàn Minh Cường. Sao lại lợi hại như thế này? Đúng rồi. Anh ấy còn biết tần uyên của chiến khu phía Tây. Chẳng lẽ không phải là trùng hợp? Lúc mà Võ Tiêu còn đang suy nghĩ. Chiến thần Diêm La đã hỏi Diệp Quân Lâm, chiến thần, có cần tôi đi bắt không? Diệp Quân Lâm cười, ra đi, nấp lâu như thế sao? Giọng nói này vang lên bên tai Võ Tiêu. Cô ta tự cho rằng bản thân đã ẩn nấp rất kỹ càng. Đây là môn học làm lính đặc chủng xuất sắc nhất của cô ta. Lại bị phát hiện sớm như thế. Võ Tiêu chỉ có thể bước ra, tò mò hỏi anh. Anh đã phát hiện từ lâu rồi. Từ khi cô rời khỏi biệt thự, tôi đã biết cô đi theo tôi. Chiến thần Diêm La nói, khuôn mặt u ám nhìn Võ Tiêu. Sau khi Võ Tiêu thấy rõ khuôn mặt của chiến thần Diêm La, kinh ngạc kêu lên, anh, .ans là chiến thần Diêm La nước lang. Anh. Võ Tiêu nhớ rõ ràng, mấy năm trước, tần uyên của chiến khu phía Tây đem quân đánh một trận lớn với nước lang. Lúc đó chiến thần Diêm La đánh đầu thắng đó, đánh lùi mười mấy đợt tấn công của chiến khu phía Tây. Cuối cùng chiến thần Côn Luân tự mình phái người ra tay thì nước lang mới bị đánh bại. Nước lang hoàn toàn tan vỡ. Nhưng chiến thần Diêm La đã lưu lại ám ảnh không nhỏ trong tâm trí các chiến sĩ chiến khu phía Tây. Thế nên Võ Tiêu vừa nhìn đã nhận ra chiến thần Diêm La. Bởi vì ấn tượng sâu đậm. Ngay sau đó, sắc mặt cô ta thay đổi mãnh liệt. Ánh mắt không thể tin nổi từ từ nhìn về hướng Diệp Quân Lâm. Anh ấy có thân phận gì? Lại có thể ra lệnh cho chiến thần Diêm La bảo vệ Lý Tử Nhiễm. Có quyền. Có tiền. Thấy thế, Diệp Quân Lâm cười, cô nhận ra anh ta, thế cũng có thể hiểu được. Năm đó có lẽ cô đã ở dưới trướng Tần Uyên đánh nhau cùng anh ta đùng. Diệp Quân Lâm vừa nói xong, Võ Tiêu trợn tròn mắt. Sao Diệp Quân Lâm lại biết tất cả chuyện này? Trừ khi thân phận của anh ấy người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Anh, rốt cuộc anh là ai? Võ Tiêu hỏi. Diệp Quân Lâm hút một hơi thuốc, cười nói, anh nói cho cô ta đi chiến thần Diêm La chừng Võ Tiêu nói, đứng trước mặt cô chính là ác mộng của hàng trăm quốc gia, hàng nghìn quân lính, là cỗ máy chiến tranh vang danh đại ma vương chiến trường Việt Nam, chiến thần Côn Luân. Dầm. Nghe thế, Võ Tiêu lại vô ý thức ngã xuống đất. Chiến thần Côn Luân. Trời ơi, thế mà lại là chiến thần Côn Luân tối cao trong truyền thuyết. Chẳng trách anh ấy lại biết tất cả mọi chuyện ở chiến khu phía Tây. Chẳng trách chiến thần nước lang lại làm vệ sĩ bên cạnh. Chẳng trách anh dám gọi thủ trưởng số 1 chiến khu phía Tây Tân Uyên là thằng nhóc. Sau khi nghĩ rõ ràng tất cả, Võ Tiêu bị dọa chết rồi. Cô ta biết rõ bản thân mình đã phạm một sai lầm lớn bằng trời, cô ta lại ra tay với chiến thần một nước. Cô ta run lẩy bẩy đứng dậy, khom mình chào Diệp Quân Lâm, binh lính Võ Tiêu đã từng đi lính tại chiến khu phía Tây kính chào chiến thần Côn Luân. Có thể được nhìn thấy chiến thần Côn Luân là vinh quang của mỗi binh lính Việt Nam. Võ Tiêu cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Cô ta lại còn đang bảo vệ cho vợ của chiến thần Côn Luân. Diệp Quân Lâm cũng cúi chào lại. Mong đại tướng xử phạt. Võ Tiêu nói. Xử phạt cái gì? Mặt Diệp Quân Lâm khó hiểu. Võ Tiêu có hơi ngại ngùng nói, hôm đó tôi không chỉ động vào ngài, còn suýt chút nữa đã đánh ngài. Mong thủ trưởng xử phạt tôi. Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Nhìn đến Võ Tiêu cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy, ngày hôm đó nếu không phải bà xã tôi xuất hiện, thì tôi đúng thực sẽ phải dạy dỗ lại cô. Nhưng xem cô liều chết để bảo vệ vợ tôi sẽ coi như là công lao và tội lỗi ngang nhau. Từ nay về sau hãy tiếp tục bảo vệ cho bà xã tôi. Diệp Quân Lâm nói, có Võ Tiêu bảo vệ, anh cũng có thể bớt lo lắng đi được phần nào. Đã rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Võ Tiêu đã giải ngũ, nhưng trong tâm cô ta, vẫn luôn dành một vị trí nào đó cho doanh trại. Tiếp theo đây,
nhiệm vụ bảo vệ Lý Tử Nhiễm cô sẽ dùng bằng cả tính mạng mình để hoàn thành. Sau khi Võ Tiêu quay về, Lý Tử Nhiễm hỏi, chuyện sao rồi? Đã nhìn ra là ai hay chưa? Võ Tiêu lắc đầu, cô Lê Nguyên đừng nhắc, tôi vừa ra thì đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà, cô Lê Nguyên người phải hiểu, chắc chắn là một người rất yêu cô đang bảo vệ cô. Người mà Lý Tử Nhiễm nghĩ ra đầu tiên chính là Diệp Quân Lâm, người đó lợi hại đến như vậy. Sau khi Lữ Chiến bị hạ gục, cả tỉnh thành đã yên tĩnh trở lại một cách triệt để. Nhưng những người biết được một chút nội tình, đều hiểu rõ, đây là cái yên lặng trước trận mưa phong bão tố. Rất nhanh, một trận mưa gió máu tanh sẽ quét sạch nơi này, nhưng họ Trịnh không biết được nội tình, bọn họ chỉ là nghĩ rằng những nguy hiểm đã được loại trừ. Ngô Thị Lan còn đang nhanh chóng thu xếp cuộc xem mắt cho Lý Tử Nhiễm. Hiện tại cô đã chọn lọc được một loạt người, nhưng đều không ưng ý ai cả. Tôi càng thấy cả một tỉnh Giang Nam này đều không có người nào xứng với Lê Nguyên Cải. Ngô Thị Lan với một vẻ mặt kiêu ngạo, tự hào nói. Đúng vậy, vốn tưởng rằng chuyện hôn nhân của Lý Tử Nhiễm rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, đến chúng ta còn không chọn được một ai chứ đừng nói là bản thân Lý Tử Nhiễm. Trịnh Quốc Thắng với một vẻ mặt khó xử, thở một hơi dài. Lúc này, Trương Văn Thống và Trịnh Quân Nga hai người cùng đi tới. Ông nội, bà nội, làm theo sự phó thác của hai người, bạn con đã chọn được một người, thực sự là quá phù hợp với yêu cầu của hai người rồi. Chúng con tin rằng Lý Tử Nhiễm chắc cũng sẽ không từ chối được đâu. Trịnh Quân Nga tự hào nói. Nhanh nói. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng rất có nhã hứng đối với việc này, con người này cực kỳ vượt trội. Anh ta là con lai, dòng dõi gen rất ưu việt, huyết mạch chính tông. Ba mẹ thuộc dòng dõi quý tộc người Pháp. Trịnh Quân Nga nói á, con lai ư, con lai tốt, dáng người cao, lại còn đẹp trai, dòng gen đúng thực rất tốt. Người của họ Trịnh rất chỉ vừa lòng lúc này trong dòng thượng lưu, đều rất thích người lai. Vậy gia cảnh thế nào? Ngô Thị Lan hỏi. Gia cảnh thì càng không phải bàn, ngân hàng Hắc Kỳ nơi con làm việc, người nắm giữ cổ quyền phía sau chính là ông nội anh ta. Ông nội anh ta chính là người hành thiện lớn nhất, có tiếng nhất Việt Nam, Quách Khôn Tử, cái gì? Người đó lại là Quách Khôn Tử ư ập. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đều giật mình kinh hãi. Quách Khôn Tử, người đó chính là người có tiếng tăm nhất Hoa Hải. Anh ta còn là hội trưởng của Tổng hội Công thương Hoa Hải. Hoa Hải chính là nơi trung tâm kinh tế của cả Việt Nam. Hội trưởng hội công thương quyền lực lớn đến đâu? To đến nỗi chỉ cần nghe là phải dọa khiếp người. Là người đứng trong top đầu của giới tư tại Hoa Hải, sở hữu trong mình một khối tài sản khổng lồ không ai địch được. Trong tay nắm giữ lấy trên 100 tòa ngân hàng tư nhân vẫn đang kinh doanh. Rất có tiếng tăm và danh vọng tại Hoa Hải. Sinh viên vô số, đều là rồng phượng trên biển người. Nhân vật này đích thị là như thần rồng trên trời. Vậy cháu của ông ta thì có thể kém được đến đâu? Lúc đó cũng là sự tình cờ. Cháu trai của nhà từ thiện lớn họ Quách, Quách Long Đằng đúng lúc lại đang tham gia hoạt động của ngân hàng Hắc Kỳ. Nên đã để tôi gặp được. Trịnh Quân Nga cười nói. Những nhân vật kiểu này sẽ đồng ý chứ? Cho dù trên người Lý Tử Nhiễm có giá trị tới 500 tỷ thì cũng không là gì. Ngược lại làm người nhà họ Trịnh lo lắng hơn. Giờ đây là không thể trèo cao người như bọn họ. Trịnh Quân Nga cười nói, chắc hẳn mấy người không biết, Quách Long Đằng từng là đàn anh của Lê Nguyên lúc cô còn đang đi du học. Là anh ta tìm gặp tôi trước, anh ta nghe nói Lý Tử Nhiễm bây giờ đang ly hôn, hết mặt vui vẻ lắm. Tôi cảm thấy được việc này được sẽ thành. Tôi nghe nói, bắt đầu Quách Long Đằng còn theo đuổi Lê Nguyên nhà ta đấy. Vậy đúng là quá tốt rồi. Trên dưới cả nhà nhà họ Trịnh vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Lúc này đứng đúng thực là có thể vươn tới nhà thổ hào rồi. Tập đoàn Thiên Lạc. Phòng làm việc của CEO. Tổng giám đốc Lê Nguyên hình như xảy ra chuyện rồi. Võ Tiêu đột nhiên nói Lý Tử Nhiễm ngơ người, á. Xảy ra chuyện gì? Cô xem dưới tòa nhà có rất nhiều sale. Võ Tiêu nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên, trước sảnh lớn tòa nhà của tập đoàn Thiên Lạc đã đỗ lại tầm 16 chiếc xe Lasca. Từ trên xe bước xuống người đàn ông mặc bộ vest đi trên người đôi giày da, bọn họ đứng ở một bên. Đầu con xe bước xuống một người đàn ông, mặc trêu mình bộ vest trắng, thân hình cao kiếng, một gương mặt của người mang dòng máu lai, cùng với một vẻ đẹp trai tỏa sáng lên xung quanh.
anh ta đem người trực tiếp bước vào nhà tập đoàn Thiên Lạc. Lễ Tân và bảo vệ vẫn muốn tra hỏi, tùy tùng của anh đưa ra một tấm thẻ, bọn họ lập tức cho qua. Hãy đưa tôi đến phòng làm việc của giám đốc Lý Tử Nhiễm. Người đàn ông nói. Rất nhanh, anh ta đã đi đến phòng làm việc của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm vừa nhận ra. Lúc cô còn là trao đổi sinh, học trường từng theo đuổi cô. Thậm chí trong lúc cô kết hôn, anh ta còn tặng một hộp quà vô cùng có giá trị. Đàn em vẫn còn nhớ tới anh sao? Quách Long Đằng cười nói. Làm sao mà quên được, đàn anh đã eo giúp đỡ em rất nhiều. Lý Tử Nhiễm cười rồi trả lời. Võ Tiêu cảnh giác nhìn vào Quách Long Đằng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Quân Lâm, cô rất chú ý tới người đàn ông của Lý Tử Nhiễm. Quách Long Đằng trước mắt, cô không thích. Anh Long Đằng không phải anh ở nước Anh sao? Sao lại tới Việt Nam vậy? Lý Tử Nhiễm lạ lùng hỏi. Quách Long Đằng cười nói, vừa nhìn thấy đàn em không chú ý đến anh cho lắm, thực ra anh chính là người Việt Nam ML. Á, đàn anh em biết anh là người mang dòng máu Lai, nhưng không thể ngờ được anh là người Việt Nam. Lý Tử Nhiễm với một vẻ mặt kinh ngạc. Ông nội anh và ba, đều ở Việt Nam, mẹ anh là người Anh. Ồ, thì ra là vậy. Quách Long Đằng nhìn vào Lý Tử Nhiễm hỏi, đàn em, nghe nói em đã ly hôn rồi. Em, Lý Tử Nhiễm không biết gì nhiều. Tình cảm giữa anh ta và Diệp Quân Lâm sẽ không vì một tờ giấy mà thay đổi, cảnh huống hồ Diệp Quân Lâm cũng sẽ làm lại hôn lễ từ đầu. Ha ha, anh đã biết rồi. Quách Long Đằng cười nói. Vậy bây giờ chắc là anh sẽ có cơ hội rồi chứ? Quách Long Đằng lập tức chuyển câu. Câu hỏi mà vừa dứt, đã làm cho Lý Tử Nhiễm ngơ người. Muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được. Dù sao cô và Diệp Quân Lâm đã ly hôn. Quách Long Đằng sẽ có quyền lợi để theo đuổi cô. Đàn anh nói trêu rồi, tạm thời em muốn dành tâm tư vào sự nghiệp của mình, em sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này. Em cần phải có một người đàn ông bảo vệ cho em, mấy ngày hôm nay chẳng nhẽ không có dạy dỗ gì sao? Hiện giờ sự nghiệp của em ngày một làm lớn, sẽ phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm. Quách Long Đằng cười nói. Dựa vào nguồn lực của anh ta, chỉ cần kiểm tra cảnh ngộ hiện tại của cô thì không gì là khó. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nhìn anh ta hỏi, chẳng lẽ chính anh là người đã cứu em? Lý Tử Nhiễm đột nhiên nghĩ đến, người cao thủ đã cứu mình dường như không giỏi tiếng Việt, chính là một người nước ngoài. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng chính là Quách Long Đằng. Em nhớ ra rồi, nghe khẩu âm người cao thủ cứu em hôm đó chính là một người nước ngoài. Lý Tử Nhiễm vừa vui vẻ vừa kinh ngạc. Võ Tiêu ở bên cạnh lo lắng. Cô muốn nhắc nhở một tiếng. Nhưng lại không tiện nói ra. Võ Tiêu nhìn vào Quách Long Đằng, vẫn muốn nghe xem anh ta nói gì. Diêm La Chiến Thần đã ra tay. Người sau lưng anh nhất định là Diệp Quân Lâm. Quách Long Đằng nghe thấy Lý Tử Nhiễm vừa nói. Anh ta cũng ngơ ngác. Cuối cùng thì vẫn để em đoán ra rồi. Một chút cảm giác thần bí cũng không có. Đúng, không sai, người chính là anh sắp xếp bên cạnh em, chuyện này chính là anh đích thân giải quyết. Quách Long Đằng sắc mặt không hề thay đổi, ngay cả tim cũng không đập mà nói. Hứ, đến cả Võ Tiêu cũng muốn phỉ nhổ. Vậy mà lại thật sự có người không biết xấu hổ như vậy. Chuyện này là do anh làm sao? Rõ ràng là do Chiến Thần Côn Luân làm. Có quan hệ gì với anh ta cơ chứ? Còn nữa, anh ta có tư cách gì mà ra lệnh cho Chiến Thần Diêm La đây hả? Mặc dù nước Lang chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng mà đó cũng là một nước chiến thần. Hả, thật sự là đàn anh sao? Cảm ơn anh. Lý Tử Nhiễm cười nói. Anh cũng không định nói cho em biết, còn muốn để em tự đoàn ra đây. Quách Long Đằng cười nói. Anh ta không biết xấu hổ mà thừa nhận. Theo anh ta thì sẽ không có chuyện gì cả. Nếu có ai thật sự đi liên hệ với Chiến Thần Diêm La, vậy chỉ cần mua chuộc anh ta là được. Thật sự phải cảm ơn đàn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nguy hiểm như này. Lý Tử Nhiễm bày tỏ lòng biết ơn. Sau này anh cũng sẽ bảo vệ em, cả đời. Quách Long Đằng cười nói. Được rồi, anh đi trước đây, không quấy rầy công việc của em nữa. Quách Long Đằng thấy Lý Tử Nhiễm lúng túng, lập tức biết ý rời đi. Anh ta rất thông minh, biết nắm bắt có chừng mực. Sau khi rời khỏi tập đoàn Thiên Lạc, tên thuộc hạ hỏi, cậu chủ, lấy thân phận của ngài thì có loại phụ nữ gì mà không tìm được cơ chứ?
tôi thấy Lý Tử Nhiễm này cũng rất bình thường thôi mà. Đúng vậy, cậu chủ, loại phụ nữ như vậy không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hay sao? Những người khác nói phụ họa. Quách Long Đằng cười cười nói thật với mấy người, người mà tôi đây chơi đùa không hơn nghìn thì ít cũng có mấy trăm. Nhưng mà lại chưa từng có một người phụ nữ nào dám từ chối tôi. Cô ấy là người đầu tiên, cũng là một người phụ nữ cho tôi có cảm giác đặc biệt nhất. Tôi không có lý do gì để mà không đi chinh phục người phụ nữ này cả. Mọi người cười cười, đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Huống chí bây giờ bệnh tình của ông nội còn đang trong tình trạng nguy kịch. Sư phụ Lan cũng đã tính được, chỉ cần tôi cưới người phụ nữ này, là có thể xua đuổi bất bệnh của ông nội, khi đó bệnh tình của ông nội mới có thể có chuyển biến tốt lên, cũng sẽ mang đến vận thế cho nhà họ Quách. Quách Long Đằng cười cười, nói trắng ra là, cô ta chính là công cụ để giúp đỡ chữa bệnh cho ông nội, vừa lúc tôi cũng muốn chinh phục cô ta, không hơn. Nếu không thì tôi làm sao sẽ lại đi cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn cơ chứ? Tất cả mọi người đều hiểu, cưới Lý Tử Nhiễm, quan trọng nhất chính là dùng để sung hỉ. Buổi tối, sau khi Lý Tử Nhiễm trở về nhà họ Trịnh, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo nụ cười, khiến cho Lý Tử Nhiễm cảm thấy nghi ngờ. Lê Nguyên à, bà ngoại đã chọn cho cháu một vị hôn phu thật tốt. Ngô Thị Lan cười nói. Hả? Lý Tử Nhiễm sừng sốt. Lê Nguyên, cái vị hôn phu này thật sự rất khủng khiếp. Ông nội của cậu ấy là hội trưởng của Hội Thương mại và Công nghiệp Hoa Hải, ba là người nắm cổ phần lớn nhất của Ngân hàng Hắc Kỳ Việt Nam, mẹ là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kiều, ông ngoại là quý tộc của nước Anh. Hơn trăm ngân hàng đều là của nhà họ, ai mà muốn kinh doanh ở nước ngoài thì cũng đều phải có sự đồng ý của gia đình bọn họ. Trịnh Quân Nga bắt đầu nói. Mặc dù có hơi khoa trương, nhưng đây cũng đều là sự thật. Theo lý mà nói, gia đình lợi hại như vậy, cậu ấy có dáng vẻ như nào cũng không quan trọng. Nhưng bà nói cho cháu biết này Lê Nguyên, cậu ấy cũng là một người vô cùng tài giỏi đó. Có mười mấy câu lạc bộ đua xe thể thao, còn có khoảng hơn 10 công ty thiết bị gia dụng, năng lực vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đều khen Quách Long Đằng lên đến tận trời cao. Lý Tử Nhiễm dần dần hiểu ra chút gì đó. Người mà bọn họ nói không phải là Quách Long Đằng đi. Đúng rồi, người này còn có quen biết với cháu đó Lê Nguyên. Trịnh Quân Nga cười nói. Lần này, Lý Tử Nhiễm lại càng chắc chắn. Bà ngoại, cháu cảm ơn bà đã có ý tốt, nhưng mà tạm thời cháu không muốn suy nghĩ đến chuyện này, bây giờ tất cả sự chú ý của cháu đều dành hết cho sự nghiệp rồi. Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng nhất của cháu, nên cháu không muốn bị bất kỳ người nào ảnh hưởng. Lý Tử Nhiễm khéo léo từ chối. Ha ha! Ngô Thị Lan cười. Lê Nguyên, nếu như là một người bình thường như Diệp Quân Lâm, vậy thì bà nội chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà đây là cậu chủ nhà họ Quách, nếu cậu ấy trở thành chồng của cháu, không nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu, mà ngược lại còn có thể giúp cho sự nghiệp của cháu phát triển nhanh hơn nữa. Những người khác cũng rối rít nói, đúng vậy, không sai. Một câu nói của cậu ấy đảm bảo có thể giúp cháu một bước lên mấy. Đúng lúc bà có nghe nói là người ta đang theo đuổi cháu, cũng rất có ý với cháu. Trịnh Quân Nga cười cười. Ngô Thị Lan lại càng nói thêm, Lê Nguyên, mối hôn sự này bà ngoại nhất định sẽ sắp xếp cho cháu. Cưới Lý Tử Nhiễm chỉ vì dùng để sung hỉ trên dưới nhà họ Trịnh đều là một mảnh vui mừng. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đã quyết định chuyện này. Bọn họ chẳng qua là thông báo với Lý Tử Nhiễm một tiếng mà thôi. Ông ngoại, bà ngoại, cháu. Lý Tử Nhiễm vừa muốn nói chuyện, lập tức bị Trịnh Quốc Thắng cắt đứt. Lê Nguyên à, cháu không có lý do gì để thấy ghét cậu ấy cả. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ba mẹ, cậu chủ Long đang tới rồi. Lúc này, Trịnh Quân Nga vội vàng chạy đi ra ngoài cửa nghênh đón. Quách Long đang tới, còn dẫn theo 10 chiếc xe Rolls Royce đi cùng. Tùy tùng của anh ta mang theo không ít quà tặng đến. Từng cái được mang vào nhà họ Trịnh. Đám người Trịnh Quốc Thắng cười đến mức không thấy trời đất. Đến lúc này Lý Tử Nhiễm mới ý thức được, cô là bị người nhà bán đi. Chuyện này bọn họ đã sắp xếp xong cả rồi. Cô chỉ cần kết hôn với Quách Long Đằng là được. Đây chỉ là một ít lễ vật nhỏ, mong hai người sẽ vui vẻ nhận ải. Quách Long Đằng tao nhã lễ phép nói. Mà lễ vật nhỏ trong miệng anh ta lại là nhân sâm rừng, đông trùng hạ thảo quý hiếm và những thứ tương tự trị giá hàng trăm triệu đồng khác.
Lần này, nhà họ Trịnh lại càng cười tới mức không khép lại miệng được. Ngay cả ba của Trương Văn Thống và ông nội cũng tự mình đến. Dù sao thì Quách Khôn Từ cũng là chủ tịch của Hội Thương mại Việt Kiều. Hơn nữa còn có khối tài sản giàu có không sai sánh bằng. Nắm trong tay mạch máu của cả nền kinh tế thân phận này hoàn toàn khác biệt. Ông nội Trương Văn Thống khen không dứt miệng, thật tốt quá, có thân phận như vậy mà còn bình dị gần gũi như này. Đứa nhỏ Lê Nguyên này có thể vớ được mối hôn sự như vậy, đúng thật là phúc phận tu được từ kiếp trước mà. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng trở về từ Thiên Danh, sau khi nhìn thấy Quách Long Đằng, quả thật là như mở cờ trong bụng. Còn có người tài giỏi như vậy lại đi thích Lý Tử Nhiễm nữa hả? Lê Nguyên con nhìn một chút mà xem, chỉ vì Diệp Quân Lâm mà đã khiến con ngăn cản biết bao nhiêu người đàn ông đẹp trai tài giỏi. Trịnh Nhã Uyên oán giận nói. Đoàn Hồng Thái vui vẻ cười to, ba rất hài lòng với đứa con rể này. Trịnh Nhã Uyên lại càng thúc giục, ba mẹ, tùy hai người quyết định, nhanh chóng xác định mối hôn sự này đi. Lý Tử Nhiễm căn bản là không thể nói gì hơn. Đến cuối cùng cô còn bị đuổi ra ngoài. Chuyện này con đừng có mà nhúng tay vào, chúng ta sẽ quyết định giúp con. Ba mẹ sẽ hại con sao? Trịnh Nhã Uyên tức giận nói. Trong biệt thự, vợ chồng Trịnh Quốc Thắng và ông nội, ba Trương Văn Thống, cộng thêm ba mẹ của Lý Tử Nhiễm, đang cùng Quách Long Đằng trao đổi về chuyện hôn sự. Ý kiến của chúng ta là nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn. Còn bên cháu thì như thế nào? Người lớn trong nhà đâu rồi? Ngô Thị Lan hỏi. Quách Long Đằng cười cười, ông nội và ba mẹ cháu đều nghe theo cháu cả. Như vậy đi, trước tiên mọi người cứ chọn ngày để đính hôn trước đã. Nghe được là Quách Long Đằng đồng ý, đám người Ngô Thị Lan đều vui mừng muốn chết rồi. Ông đã xem qua thời gian rồi, ngày kia chính là một ngày tốt, vậy chúng ta tổ chức lễ đính hôn vào ngày kia có được hay không? Trịnh Quốc Thắng hỏi. Tốt, không thành vấn đề. Đến lúc đó ông nội và ba mẹ cháu cũng sẽ có mặt. Quách Long Đằng cười nói. Chuyện này, nhà họ Quách cũng biết. Gần đây bệnh tình của Quách Khôn Từ đang rất nguy kịch, rất có thể là sẽ qua đời. Một thầy coi bói cùng đã xem qua, muốn Quách Long Đằng phải cưới Lý Tử Nhiễm, giúp Quách Khôn Từ sung hỉ, như vậy bệnh của ông ta mới có thể tốt lên được. Hơn nữa cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Quách Long Đằng. Cưới Lý Tử Nhiễm về, một là để sung hỉ chữa bệnh, hai là giúp cho nhà họ Quách có thêm vận thết, nói trắng ra là, cưới Lý Tử Nhiễm về chính là dùng để sung hỉ. Cô cũng chỉ tương đương với một công cụ mà thôi. Vừa lúc cô vẫn còn là một người con gái còn trong trắng, cộng thêm việc Quách Long Đằng cũng thích cô nữa. Vì vậy nhà họ Quách mới có thể chọn cô. Nếu không Quách Khôn Từ làm sao có thể chịu cho cháu trai của mình cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn được cơ chứ? Chính là vì dùng để sung hỉ chữa bệnh mà thôi. Nếu không thì mặt mũi nhà họ Quách còn biết để ở đâu. Người lớn trong nhà đều đã đồng ý, không biết là bên phía Lê Nguyên thì sao đây? Cháu sợ là em ấy sẽ không đồng ý. Quách Long Đằng hỏi. Mọi người sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Trịnh Nhã Uyên cười nói, cậu chủ Quách yên tâm đi, Lê Nguyên vui mừng còn không kịp nữa là, làm sao mà có thể không đồng ý được cơ chứ? Người cháu thích là Diệp Quân Lâm, Đoàn Hồng Thái cũng nói phụ họa, đúng đúng đúng. Với tính cách của Lê Nguyên, nó mà không đồng ý thì đã tới làm loạn rồi. Mà cả buổi cũng chẳng thấy con bé TH tới, chứng tỏ là nó đã đồng ý một đám người nhà họ Trịnh trợn mắt nói láo. Rõ ràng là Trịnh Quân Nga canh chừng Lý Tử Nhiễm nên thậm chí cô còn không có cơ hội mở miệng. Vậy à, vậy tôi yên tâm rồi. Ngày kia sẽ tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Tử Kim lớn nhất thành phố Kim Lăng, đến lúc đó ông nội và ba mẹ tôi cũng sẽ tới, Quách Long Đằng nói. Được được được, vậy ngày kia chúng ta sẽ gặp lại. Mấy người Ngô Thị Lan cười đến mức không ngậm miệng lại được. Chẳng mấy chốc, một tin tức cực kỳ chấn động truyền ra khắp thành phố Kim Lăng. Quách Long Đằng, cháu trai của Chủ tịch Hội Thương mại Hoa Hải, Quách Khôn Từ sẽ đính hôn với cháu gái của Trịnh Quốc Thắng nhà họ Trịnh. Sau khi tin tức này lan truyền ra thì toàn bộ thành phố đều chấn động. Chủ yếu là cái danh cháu trai của Quách Khôn Từ quá lón. Quách Khôn Từ là ông chủ số một của giới tài chính Hoa Hải. Tiếng tăm trải dài khắp châu Á. Hơn thế nữa ông ta lại còn là chủ tịch hội đoàn. Là sự tồn tại tối cao nắm mạch máu kinh tế trong tay. Sự giàu có của nhà họ Quách có thể sánh ngang với một quốc gia. Sở hữu hàng trăm ngân hàng tư nhân.
Lý Tử Nhiễm phía bên này cũng chẳng kém. Nhất là cô đã ly hôn, mà trong suốt 6 năm kết hôn chồng lại ngồi tù 6 năm. Chẳng có gì là giống một cuộc hôn nhân. Đồng thời nhà họ Trình cũng cố ý bôi nhọ nhân phẩm của Diệp Quân Lâm cực kỳ tệ, dùng 3 tỷ 500 triệu để tống cổ anh đi, đã thế dù đã lấy tiền nhưng vẫn không chịu đồng ý. Trong nhất thời, rất nhiều người si vả Diệp Quân Lâm. Tin tức hai người này đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Kim Lăng, thậm chí là Hoa Hải. Giới thượng lưu ở thành phố Kim Lăng bắt đầu dục dịch. Bởi vì ngày kia Quách Khôn Từ sẽ đích thân tới tham gia lễ đính hôn. Chuyện nhân vật như ông ta tới thành phố Kim Lăng giống như là xảy ra động đất. Nếu ai đeo bám được vào ông ta thì đường đi sau này sẽ vô cùng bằng phẳng. Vô số người nổi tiếng bắt đầu hâm mộ nhà họ Trịnh may mắn, được làm thông gia với nhà họ Quách. Tương lai chắc chắn nhà họ Trịnh sẽ là số một ở thành phố Kim Lăng, thậm chí là trở thành dòng họ mạnh nhất. Một buổi chiều, có khoảng hơn 20 người có thân phận tới nhà họ Trịnh chào hỏi. Phải biết rằng, trước kia những người này chẳng thèm để ý tới sự tồn tại của nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cực kỳ hưng phấn. Sau này, ba giới quân sự, thương nghiệp, chính trị đều có người rồi. Quân sự có Trịnh Văn Viễn. Chính trị có Trương Văn Thống. Thương nghiệp có Lý Tử Nhiễm. Nhà họ Trịnh thật sự sắp bay lên rồi. Ngay cả Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái cũng liên tục cảm thán. Không ngờ Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm ly hôn lại tạo ra hiệu ứng bùng nổ như thế. Sau này bọn họ sẽ trở thành ba mẹ vợ của Quách Long Đằng Hà. Không những có thể lộng hành ở tỉnh Giang Nam mà không cần sợ mà thậm chí cũng có thể đứng thẳng lưng ở Hoa Hải. Chuyện như thế này nếu là trước đây thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai, mấy đứa vẫn còn quá nhỏ. Nếu Lê Nguyên mà tới cạnh mẹ sớm hơn thì vấn đề này đã được giải quyết từ lâu rồi. Ngô Thị Lan nói đầy oán trách. Đoàn Hồng Thái ngượng ngùng cười nói, mẹ, ánh mắt của bọn con sao so được với mẹ chứ? Ha ha ha, cái đấy là điều tất nhiên. Vẻ mặt Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cực kỳ vui sướng. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiễm đột nhiên chạy vào. Cô vừa mới biết được chuyện đính hôn, nhà họ Trịnh vẫn chưa nói với cô, thế mà toàn bộ thành phố Kim Lăng lại biết hết rồi. Ông ngoại bà ngoại, sao hai người chưa hỏi cháu đã sắp xếp việc kết hôn của cháu, sao toàn thành phố đều biết chuyện đính hôn mà cháu lại không biết? Lý Tử Nhiễm hùng hổ hỏi. Lê Nguyên, ông bà sẽ làm chủ cho hôn sự của cháu, ông bà sẽ không bạc đãi cháu đâu. Ngô Thị Lan khoát tay nói. Không được, cháu không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cháu không thích anh tai. Lý Tử Nhiễm từ chối. Vậy cháu thích ai? Vẻ mặt Ngô Thị Lan nghiêm nghị, hỏi. Người cháu thích là Diệp Quân Lâm. Chúng ta đã đổ oan cho anh rể quân những từ ngữ khiến người ta sợ hãi đến chết tuôn ra không ngừng. Lý Tử Nhiễm vừa nói xong, tất cả mọi người đang có mặt đều rất ngạc nhiên. Cô ấy vẫn còn thích Diệp Quân Lâm. Ai cũng nghĩ Lý Tử Nhiễm đã từ bỏ Diệp Quân Lâm. Tôi nói thật, tôi sẽ không kết hôn nữa, nếu tái hôn thì chỉ có thể là anh ấy, Diệp Quân Lâm. Trên mặt Lý Tử Nhiễm đầy vẻ không chịu khuất phục. Cháu! Ngô Thị Lan tức giận nhảy dựng lên muốn tát Lý Tử Nhiễm một cái. Chuyện này không bàn cãi gì nữa. Muốn cưới thì phải cưới, không muốn cũng phải cưới. Ngày mai cháu nhất định phải tham gia lễ đính hôn. Ngô Thị Lan vô cùng uy nghiêm Võ Tiêu, để mắt tới cô ấy cho tôi. Trịnh Quốc Thắng ra lệnh. Võ Tiêu cố gắng biện bạch, mặc dù tôi không nên mở miệng nhưng tôi vẫn muốn nói. Cô Lê Nguyên không thích hợp gả cho nhà họ Quách. Người ta đồn rằng nhà họ Quách đồng ý cưới cô Lê Nguyên là để sung hỉ. Cô ấy gả qua đó cũng sẽ không hạnh phúc, chỉ là một công cụ mà thôi. Nói năng bậy bại. Ngô Thị Lan tức giận đập bàn, người ta chỉ đồn bậy mà cô cũng tin. Ngô Thị Lan rất tức giận, hơn nữa, cậu Long Đằng là thật tâm thích Lê Nguyên, trước kia từng theo đuổi nó là sự thật. Lê Nguyên gả qua đó là để hưởng phúc, không phải đi chịu khổi. Không phải, bà Lan, tôi đã điều tra qua. Sinh hoạt cá nhân của cậu Long Đằng vô cùng xa hoa lãng phí, đàn bà bị anh ta chà đạp qua cũng phải tới mấy trăm người, đây rõ ràng là chỗ nước sôi lửa bỏng. Các người đây là đang đẩy cô Lê Nguyên vào chỗ chết. Võ Tiêu cố gắng biện hộ. Đừng nói nhảm nữa, cô đây là đang vu khống cậu Long Đằng. Còn cô nữa, có làm được không, không được thì cút đi. Ngô Thị Lan thực sự tức giận hét lên một tiếng. Tôi, Võ Tiêu rất muốn rời đi.
thế nhưng cô lại nghĩ đến bảo vệ Lý Tử Nhiễm là nhiệm vụ đại tướng Côn Luân giao cho mình. Cô nhịn. Dù sao cháu cũng sẽ không kết hôn, bà nội, bà không cần phải lo lắng về chuyện đó. Lý Tử Nhiễm quả quyết. Ngô Thị Lan cười, ha ha, cháu chẳng lẽ còn muốn gả cho cái tên Diệp Quân Lâm phẩm chất kém cỏi đó sao? Đúng vậy, rõ ràng nó cầm đi 3 tỷ 500 triệu Việt Nam đồng, thế mà hết lần này tới lần khác nói láo ném trong thùng rác. Trịnh Quốc Thắng nói. Đúng vậy, bị chúng ta vạch trần tại chỗ liền chết cũng không thừa nhận. Loại người này thật không biết xấu hổ, đúng là đồ rác rưởi. Những người khác cũng tức giận. Các người Lý Tử Nhiễm muốn phản bác. Cô không có bằng chứng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nại. Võ Tiêu, đưa nó đi nghỉ ngơi. Ngày mai nó nhất định phải tham gia lễ đính hôn. Ngô Thị Lan ra lệnh. Võ Tiêu chỉ có thể mang Lý Tử Nhiễm rời đi. Ở lại chỉ có rước thêm tức giận vào người. Nhìn cháu gái ngoan của ông đi. Mắt nhìn kiểu gì vậy, thế mà còn nhớ thương cái thằng Diệp Quân Lâm đó. Ngô Thị Lan tức giận nói. Vẻ mặt Trịnh Quốc Thắng nghiêm túc, quả thực không được, tôi sẽ đuổi Diệp Quân Lâm đi. Chỉ cần nó không xuất hiện trước mặt Lê Nguyên thì con bé cũng sẽ không còn tơ tưởng nữa. Chúng tôi ủng hộ, dứt khoát đuổi Diệp Quân Lâm đi. Những người khác hét lên. Bọn họ khó chịu Diệp Quân Lâm không phải ngày một ngày hai. Bây giờ Diệp Lâm còn muốn ngăn cản nhà họ Trịnh trở nên giàu sang quyền thế, bọn họ có thể chịu được sao? Thế nhưng ngày mai đã đính hôn rồi, nó còn dám quấy nhiễu sao? Nhà họ Quách sẽ đánh gãy chân nó. Ngô Thị Lan mỉm cười. Đúng lúc này, Trịnh Văn Viễn vội vàng chạy tới, trong tay còn kéo một người giúp việc ông Trương. Có chuyện gì thế? Mọi người tò mò nhìn Trịnh Văn Viễn. Trịnh Văn Viễn trừng mắt nhìn người giúp việc ông Trương với vẻ mặt chế nhạo, chính ông ta đã nhặt được chỉ phiếu 3 tỷ 500 triệu Việt Nam đồng. Tất cả chúng ta đều đã đổ oan cho anh rể Quân, anh ấy thực sự đã ném ngân phiếu vào thùng rác. Chân tướng bị che giấu có thể giải oan cho Diệp Quân Lâm, Trịnh Văn Viễn vẫn rất vui vẻ. Lúc đầu con đã nghi ngờ tấm chỉ phiếu này bị người khác nhặt được nên đã nhờ một người bạn trong bộ phận kỹ thuật kiểm tra và lần theo dấu vết. Cuối cùng con phát hiện ra thủ phạm là người giúp việc ông Trương của chúng ta. Trịnh Văn Viễn nói. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng nghiêm túc nhìn ông Trương, là ông nhặt được hả? Phù phùi. Ông Trương khuỵu xuống, không ngừng cúi đầu van xin thương xót. Ông chủ, bà chủ, là tôi nhặt được tấm chỉ phiếu đó. Hôm đó ta thấy anh ta ném vào thùng rác nên đã lén nhặt mà không nói cho ai biết. Van xin hai người đừng báo cảnh sát. Tôi chỉ tiêu mất 353 tỷ 500 triệu Việt Nam đồng, số tiền còn lại tôi sẽ trả lại hết cho mọi người. Hội. Sau khi biết sự thật, Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đều rất tức giận. Họ tức không phải là vì ông Trương nhặt được tờ chi phiếu đó, mà là vì ông ta bị phát hiện. Ban đầu chuyện này đã đổ lên đầu Diệp Quân Lâm. Tất cả mọi người đều tin rằng Diệp Quân Lâm đã nuốt riêng 3 tỷ 500 triệu, mọi chuyện cũng đã yên ổn. Không ngờ lại bị lật tẩy. Đây không phải là tát vào mặt họ sao? Trịnh Văn Viễn cười nói, ông bà ơi, con đã nói anh rể Quân sẽ không làm mấy chuyện này mà. Để con thông báo cho Lê Nguyên biết để minh oan cho anh rể Quân. Chờ đã, Ngô Thị Lan ngăn Trịnh Văn Viễn lại. Trịnh Văn Viễn, chuyện này con không cần lo lắng. Con trở về đi, cứ xem như cái gì cũng không biết. Ngô Thị Lan nói. Bà nói với ông Trương, tôi có thể tha thứ cho ông về chuyện lần này và tôi cũng sẽ không đòi lại số tiền ông đã tiêu. Nhưng bù lại, ông phải đồng ý một điều kiện. Bà chủ nói 10 điều kiện tôi cũng đáp ứng. Được, sau này bất cứ ai hỏi thì ông phải nói rằng Diệp Quân Lâm không ném tấm chi phiếu vào thùng rác. Chính ông đã thấy nó rời đi với tờ chỉ phiếu đó. Ngô Thị Lan dặn dò. Được, được, tôi sẽ nhớ kỹ. Ông Trương lập tức đồng ý. Thôi, đi xuống đi. Coi như không có chuyện ông nhặt được chỉ phiếu. Diệp Quân Lâm đã độc chiếm 3 tỷ 500 triệu kia. Ngô Thị Lan nói. Trịnh Văn Viễn nhìn Ngô Thị Lan với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bà nội, làm sao bà có thể đổi trắng thay đen như thế chứ? Rõ ràng không phải anh rể Quân làm chuyện đó, tại sao bà lại muốn chụp cái mũ ấy lên đầu anh rể Quân? Anh ta rất không hài lòng với những gì nhà họ Trịnh đang làm. Trịnh Văn Viễn, con phải im lặng không được nói ra. Đặc biệt không được nói cho Lê Nguyên, Ngô Thị Lan tức giận nói. Tại sao vậy bà, xin hãy cho con một lý do, Trịnh Văn Viễn hỏi. Ha ha,
con cũng biết bây giờ tin tức Diệp Quân Lâm độc chiếm 3 tỷ 500 triệu đã lan tràn khắp các ngõ ngách, là nhà họ Trịnh bôi nhọ nhân phẩm của nó. Nếu bây giờ vạch trần chân tướng không phải là một cái tát vào thể diện của nhà họ Trịnh sao, sau này chúng ta làm sao ngẩng đầu nhìn người khác? Ngô Thị Lan hùng hồn hỏi. Trịnh Văn Viễn cười riêu, cho nên chỉ vì danh tiếng của nhà họ Trịnh mà chúng ta đổ oan cho anh rể quân sao? Trịnh Quốc Thắng tức giận nói, đúng. So với danh tiếng của nhà họ Trịnh, thằng đó là cái thá gì? Trịnh Văn Viễn cười bất lực, tốt tốt tốt, vậy thì mọi người cứ làm thế đi. Sớm muộn gì mọi người sẽ hiểu nhà họ Trịnh đã làm sai cái gì. Bỏ qua cả thiên hạ đó. Ha ha ha, không phải chỉ có mình Diệp Quân Lâm thôi sao? Có gì mà không thể bỏ lỡ không? Mọi người đều không đồng ý. Trịnh Văn Viễn tức giận bỏ đi. Anh vốn nghĩ ông bà nội là những người cương trực công chính, không ngờ họ lại làm ra những chuyện như thế. Thực sự khiến cho trái tim của anh ta băng giá. Anh ta ngay lập tức gọi điện cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm hiện đang ở Ninh Bình tự tay trang trí phòng tân hôn của hai người. Trịnh Văn Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Anh rể, có chuyện không ổn rồi, ngày mai chị Lê Nguyên phải đính hôn. Oanh! Diệp Quân Lâm vừa nghe xong, trong đầu liền nổ một cái. Lê Nguyên đính hôn. Anh đang ở Ninh Bình, Lê Nguyên sẽ đính hôn với ai? Trịnh Văn Viễn giải thích vấn đề. Diệp Quân Lâm tức giận. Vốn đi anh có hai cái đánh giá tốt Ngô Thị Lan. Ít nhất là tốt hơn Đoàn Văn Chấn. Bây giờ xem ra những người này không thể giữ được lý trí của họ khi đứng trước quyền thể và của cải vật chất. Khi nào tổ chức và địa điểm? Khách sạn Tử Kim, 10 giờ trưa mai sẽ chính thức bắt đầu. Trịnh Văn Viễn nói. Được, tôi biết rồi. Ngày hôm sau, trong trang viên của nhà họ Trịnh, Ngô Thị Lan và Trịnh Nhã Uyên yêu cầu Lý Tử Nhiễm ăn mặc đàng hoàng. Lúc này, một đoàn xe đến. Những người xuống xe hóa ra lại là đám người Đoàn Văn Chấn, Đoàn Hồng Hải. Ngay cả một trong bốn nhà giàu nhất tỉnh nhà họ Lý cũng đến đây. Khi Đoàn Văn Chấn nghe nói Lý Tử Nhiễm sắp kết hôn với một nhà quý tộc ở Hoa Hải, ông ta liền nhanh chóng đến thành phố này trong đêm. Nhà họ Lý ở đây có lẽ không nhận ra đám người Đoàn Văn Chấn. Nhưng khi nghe tin chú rể là Quách Long Đăng, ông ta cũng muốn đến. Liên tục cho rằng Lý Tử Nhiễm là con gái của nhà họ Lý. Hôm nay là ngày trọng đại của con gái nhà họ Lý chúng ta, con bé sẽ đính hôn, nhà họ Lý nhất định phải đến. Đoàn Văn Chấn nói. Nhà họ Lý ở tỉnh thành cũng nói, chúng tôi rất tự hào vì con cháu xuất sắc như vậy. Nhà họ Lý ở tỉnh thành có địa vị rất cao. Nhà họ Trịnh đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Dù biết rằng họ đến để dựa thế nhà họ Quách, Lý Tử Nhiễm đầy bất lực. Trong mắt những người này trừ lợi ích ra còn có cái gì khác không? Ở đây có chút tình cảm chân thành không hả? Chúc mừng Lê Nguyên, ban đầu tôi đã nói rồi, cô không thể treo cổ trên cái cây Diệp Quân Lâm được, anh ta ảnh hưởng đến cô quá nhiều. Cô bây giờ hạnh phúc biết bao, ngay lập tức được gả vào một gia đình vô cùng giàu có. Đám người Đoàn Hồng Thắng và Đoàn Ánh Nguyệt cười nói chúc mừng. Nhân phẩm của cái tên Diệp Quân Lâm đó thực sự rất tệ. Anh ta vì 3 tỷ 500 triệu mà vứt bỏ Lê Nguyên. Loại người này thật là tồi tệ. Không phải sao, nghe nói cái thằng đó rõ ràng đã nuốt số tiền đó cho bản thân, thế mà còn nói đã ném chỉ phiếu vào thùng rác. Mọi người rối rít nói chuyện. Trịnh Văn Viễn rất khó chịu. Tại sao Diệp Quân Lâm không làm chuyện gì xấu mà lại phải chịu đựng cái tiếng xấu này? Về phần người giúp việc ông Trương, vẻ mặt ông ta không được tự nhiên. Ông ta sợ mọi người sẽ hỏi ông ta. Trịnh Văn Viễn không nhịn được nói, không phải. Ngô Thị Lan lập tức ngăn lại, Trịnh Văn Viễn, con muốn làm gì vậy? Cháu muốn làm nhục mặt nhà họ Trịnh sao? Con, Trịnh Văn Viễn chỉ có thể chịu đựng mà không nói được lời nào. Sau đó... Mọi người đến khách sạn Tử Kim. Lý Tử Nhiễm bị nhiều người nhìn chằm chằm, sợ cô bỏ chạy. Những chiếc xe sang tập trung ở lối vào khách sạn Tử Kim. Hôm nay, tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu từ thành phố Kim Lăng đều tập trung ở đây. Mặc dù không thể tham dự tiệc đính hôn nhưng bọn họ vẫn đến đây, mong gặp được ông cụ Quách Khôn Từ một lần. Nhà họ Quách đã đợi ở đây từ lâu. Ba của Quách Long Đằng, Quách Phi Hồng cũng khá tuấn tú lịch sử. Cả người toát lên khí chất của một bậc bề trên. Ông ta trực tiếp làm chủ ngân hàng tư nhân của hơn 100 hộ gia đình. Trong ngành này có danh hiệu là thần tài.
hai từ giàu có. Mẹ của Quách Long Đằng là một người phụ nữ nước Anh cao lớn, trên người bà toát ra khí chất quý tộc, khiến người khác không dám tới gần. Bà cũng là chủ tịch của Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài và là người có tiếng nói cao nhất đối với tất cả các doanh nghiệp nước ngoài. Sau khi vợ chồng Quách Phi Hồng quan sát trên dưới Lý Tử Nhiễm một lượt, họ gật đầu hài lòng. Mời vào. Ngô Thị Lan và những người khác cùng nhau tiến vào khách sạn Tử Kim. Trong lòng mọi người đều lo lắng không yên dù sao bọn họ sắp được gặp ông cụ Quách Khôn Tử huyền thoại. Khụ khụ khu. Trong nhà hàng, một người đàn ông lớn tuổi ho khan đang ngồi trên xe lăn. Nhìn thấy Quách Khôn Tử, tất cả mọi người đều bị sốc. Cứ tưởng Quách Khôn Tử là một người phóng khoáng không chịu gò bó, không ngờ lại là một ông lão bệnh tật. Không hiểu sao mọi người chợt nghĩ đến tin đồn. Để Lý Tử Nhiễm gả vào nhà họ Quách là vì Quách Khôn Tử đang bị bệnh hiểm nghèo. Lý Tử Nhiễm là một công cụ dùng để sung hỉ cho Quách Khôn Tử. Cảm giác của Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái là rõ ràng nhất. Có vẻ như Lý Tử Nhiễm thực sự bị đẩy vào chỗ nước sôi lửa bỏng rồi. Người đâu Quách Khôn Tử mở ánh mắt vẩn đục hỏi. Ông nội, đây là Lý Tử Nhiễm. Quách Long Đằng chỉ vào Lý Tử Nhiễm. Quách Khôn Tử ngồi dậy quan sát trên dưới Lý Tử Nhiễm cẩn thận. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên mặc đồ đường nói nhỏ, ngài Khôn Tử, là cô ấy. Người này chính là sư phụ đã tính ra nếu Lý Tử Nhiễm gả vào nhà họ Quách thì liền có chuyện vui xảy ra. Bệnh tình của Quách Khôn Tử tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Được, là cô ấy. Mau sớm định ngày kết hôn đi. Quách Khôn Tử thúc giục. Ông ta rất sốt ruột. Đại sư mặc trang phục thời đường nói nhỏ, ngài Khôn Tử, tôi đã tính 5 ngày sau thích hợp để kết hôn. Quách Khôn Tử liếc nhìn mọi người nói, được rồi, bây giờ đính hôn trước. 5 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cái này, đám người Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng trợn tròn mắt. Qua loa cho xong chuyện như vậy sao? Hoàn toàn không coi chuyện kết hôn là việc quan trọng. Chỉ vì một lời nói của người khác mà quyết định luôn ngày kết hôn lúc này, đám người Ngô Thị Lan càng tin lời đồn đại. Lý Tử Nhiễm gả vào nhà họ Quách là để sung hỉ cho Quách Khôn Tử. Nhà họ Quách không phải là cố ý muốn người con dâu này nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù mục đích của họ là gì? Lý Tử Nhiễm là được cưới hỏi đàng hoàng. Mọi người đều biết điều đó. Cô là con dâu nhà họ Quách. Hơn nữa, Quách Long Đằng thực sự thích Lý Tử Nhiễm. Bệnh tình Quách Khôn Tử nghiêm trọng như thế mà cũng đến Kim Lăng. Chính là coi trọng mối hôn sự này. Vì thế Lý Tử Nhiễm phải gả. Về công hay về tư đều phải gả cho nhà họ Quách. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người nhà họ Trịnh và họ Lý. Ba tôi bị bệnh, xin mọi người thông cảm, chúng ta bắt đầu nghi thức đính hôn đi. Quách Phi Hồng làm chủ sự việc. Được, vậy thì bắt đầu nghi thức đính hôn thôi. Về phần ngày cưới, tất cả đều do nhà họ Quách sắp xếp. Ngô Thị Lan mỉm cười. Quách Phi Hồng cười nói, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, có một số chuyện cần cùng nhau bàn bạc. Lễ đính hôn sẽ sớm bắt đầu. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đột nhiên nói, rất xin lỗi đàn anh, tôi không thể đính hôn với anh, huống chi là gả cho anh. Bùm! Lý Tử Nhiễm vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Quách Long Đằng cũng choáng váng. Anh ta nghĩ rằng Lý Tử Nhiễm là tự nguyện đến đây. Lê Nguyên cháu nói gì thế? Mau im miệng, Ngô Thị Lan và những người khác vội vàng hét lên. Vẻ mặt của Quách Phi Hồng vô cùng xấu. Ông ta nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm rồi hỏi, cô không muốn gả cho con trai tôi. Lý Tử Nhiễm lắc đầu, tôi không muốn. Ha 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 ha, Quách Phi Hồng cười lớn. Chuyện này rõ ràng là không để mặt mũi nhà họ Quách vào mắt. Trong bữa tiệc đính hôn lại nói là không muốn. Lê Nguyên, cháu đang nói cái gì vậy? Cháu nhất định phải gả. Ngô Thị Lan và những người khác hét lên. Đến lúc này rồi không thể để cho Lý Tử Nhiễm có cơ hội phản kháng. Quách Phi Hồng cũng cười giễu cợt, đúng, không sai. Cô đã đến tiệc đính hôn rồi thì dù không muốn cũng phải gả. Quách Long Đằng mỉm cười, đàn em không có lựa chọn nào khác. Tôi xem ai dám kiếm chuyện với vợ tôi. Muốn chết sao? Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Bên ngoài cùng lúc tiến vào mấy người. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Đó là Diệp Quân Lâm. Mọi người đều thở chậm lại. Chồng ơi! Lý Tử Nhiễm kêu nhẹ. Ngay cả khi chưa có giấy đăng ký kết hôn, trong lòng Lý Tử Nhiễm vẫn xem Diệp Quân Lâm là chồng của mình.
vợ ơi em yên tâm, có anh ở đây không ai có thể bắt nạt em. Diệp Quân Lâm ôm Lý Tử Nhiễm vào lòng. Oanh! Mọi người trong phòng đều sững sờ nhìn hai người họ bằng ánh mắt không thể tin được. Đặc biệt là nhà họ Quách, khuôn mặt của họ đỏ lên nhìn vô cùng xấu xí. Trong bữa tiệc đính hôn do nhà họ Quách tổ chức, lại có một người đàn ông lạ mặt chạy ra ôm con dâu tương lai của nhà họ Quách và gọi vợ. Mặt mũi nhà họ Quách biết để vào đâu. Đây là nỗi xấu hổ của nhà họ Quách. Thể diện nhà họ Quách bị người ta giẫm đạp trêu đất. Hô! Quách Long Đằng hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Đối với nhà họ Quách, đó là thể diện. Đối với anh ta, đó là chiếc nón xanh đội trên đầu. Anh ta sau này nhìn người khác như thế nào? Mọi người nhà họ Trịnh và họ Lý đều chết lặng. Không ai nghĩ rằng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm sẽ hành động như vậy. Đây là khiêu khích thể diện của nhà tộc họ Quách, tát Quách Long Đằng một cái dữ dội. Ngay trước mặt nói với anh ta người phụ nữ đang đính hôn với anh chính là vợ tôi. Lộp bộp, trong lòng Ngô Thị Lan và những người khác đều trầm xuống. Nói thầm sắp có chuyện xảy ra, chuyện vô cùng lớn. Ai, Quách Phi Hồng thở dài. Không thể chịu đựng. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất kể như thế nào, danh tiếng của nhà họ Quách không thể bị tổn hại. Dù tất cả mọi người đều bị giết hết, chuyện này cũng không được lan truyền. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thị Lan và những người khác. Chuyện này là các người sắp xếp. Quách Phi Hồng nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Ông Phi Hồng, là hiểu lầm, không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, bọn họ thật sự đã ly hôn, còn có giấy ly hôn. Ngô Thị Lan vội vàng giải thích. Cả nhà họ Trịnh và họ Lý đều kinh hãi. Phạm lỗi với nhà họ Quách. Bọn họ tính toán sai rồi. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên đều tức muốn nổ tung. Hầu như lần nào Diệp Quân Lâm xuất hiện cũng phá rối mọi việc. Anh ta sinh ra để phá hoại chuyện tốt của người khác hả? Bà nội, chúng ta đã sớm nói cái tên này vô cùng gian xảo, nên sớm đuổi nó đi. Lần này tốt lắm, gây ra chuyện lớn rồi. Trịnh Quân Nga và những người khác hét lên giận dữ. Mấy người Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng và Đoàn Văn Chấn run rẩy, họ muốn giết Diệp Quân Lâm. Ban đầu đây không phải là chuyện tốt. Anh ta chính là tội đồ của nhà họ Trịnh và nhà họ Lý. Phải bị đóng vào cột sỉ nhục. Ông Quách, mọi chuyện đều là do Diệp Quân Lâm tự mình làm, không liên quan gì đến nhà họ Trịnh hay nhà họ Lý. Hàng chục người có mặt đều chỉ tay về phía Diệp Quân Lâm. Quách Phi Hồng và Quách Long Đằng nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cậu không biết hôm nay Lý Tử Nhiễm đính hôn với con trai tôi sao? Quách Phi Hồng lạnh lùng hỏi. Diệp Quân Lâm nói, tôi biết. Biết vậy còn dám tới. Còn gọi cô ta là vợ. Cậu có ý gì? Là có ý muốn làm phiền sao? Giọng điệu của Quách Phi Hồng lên cao, gần như gầm lên khiến nhiều người sợ hãi. Tôi chỉ muốn hỏi. Các người trước khi làm tiệc đính hôn đã bao giờ hỏi ý kiến của người trong cuộc chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Tất nhiên là tôi đã hỏi, Lê Nguyên đã đồng ý. Quách Long Đằng nói. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cũng lập tức nói theo, đúng, chúng tôi đã hỏi qua. Lê Nguyên sẽ không đến đây nếu nó không muốn. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Anh hỏi Lý Tử Nhiễm, được, ngay trước mặt mọi người, anh hỏi em một câu, em có bằng lòng kết hôn với anh ta không? Em có sẵn sàng đính hôn với anh ta không? T, ngay tức khắc, trong hội trường đều im lặng. Mọi người lần lượt nín thở, nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm. Ngô Thị Lan đang định nói chuyện thì Quách Phi Hồng lại ngắt lời bà, để con bé tự nói. Thấy mọi người đều nhìn mình, Lý Tử Nhiễm hít sâu một hơi, nói, tôi không đồng ý. Cô quay sang nhìn Quách Long Đằng, áy náy nói, xin lỗi anh vì đã phụ lòng tốt của anh, nhưng người tôi thích vẫn luôn là anh ấy. Nếu không muốn thì tại sao cô Lý Tử Nhiễm còn đến đây? Có người kêu lên. Là nhà họ Trịnh ép cô Đoàn đến. Võ Tiêu giải thích. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong đời, giờ thì hoàn toàn xong đời. Nhà họ Quách mạnh hơn nhà họ Sở rất nhiều. Một câu nói của Quách Khôn Từ có thể chặt đứt con đường phát triển của nhà họ Trịnh sẽ bị giày vò đến chết. Hội trường rơi vào tĩnh lặng, mọi người đang chờ bão táp ập đến. Cuối cùng, Quách Phi Hồng lên tiếng, không muốn ư. Được lắm, sau đó ông ta chợt hạ giọng kêu lên, vậy thì cô nói xem nhà họ Quách chúng ta phải làm sao đây?
Nhà họ Quách đã dốc hết sức tuyên truyền bữa tiệc đính hôn này, cả Hoa Lư, thậm chí là cả Hoa Hải đều biết, bây giờ không biết có bao nhiêu người đang vây quanh khách sạn, cô kêu nhà họ Quách phải giải thích như thế nào đây? Nhà họ Quách đồng thanh hô to, nhà họ Quách phải giải thích như thế nào? Hãy cho nhà họ Quách một lời giải thích. Tôi, Lý Tử Nhiễm hoảng sợ, trước đó cô đã suy xét tới trường hợp này, nhưng cô không biết nên giải quyết như thế nào. Quách Long Đằng cười tự giễu, Lý Tử Nhiễm, tôi vẫn luôn yêu mến cô, nhưng cô lại đối xử với tôi như thế nào? Nếu cô không đồng ý thì sao không nói sớm, cứ phải đổi ý vào ngay lúc này sao? Chồng trước của cô xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của tôi, ôm cô kêu bà xã, chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì tôi nên sống như thế nào? Tôi phải gánh vác bao nhiêu sỉ nhục và bêu danh, nhà họ Quách lại phải bị sỉ nhục cỡ nào? Chuyện này cô phải giải thích cho tôi. Không thì đừng trách tôi không nể tình, con người tôi rất coi trọng thể diện, trước vinh dự của gia tộc, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Quách Long Đẳng liên tục đặt câu hỏi, đám Ngô Thị Lan đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Tử Nhiễm không biết nên làm sao. Muốn giải thích hư, ha ha ha, Diệp Quân Lâm nở nụ cười, ngôn tình ngược. Anh cười cái gì, thấy Diệp Quân Lâm cười, Quách Long Đẳng cảm thấy như bị sỉ nhục. Tôi cười gì ư, anh kết hôn với Lê Nguyên chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Ông nội anh đang bị bệnh nguy kịch, anh cưới Lê Nguyên chẳng qua là vì muốn sung hỉ cho ông nội anh mà thôi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Anh nói bậy, làm gì có chuyện đói. Quách Long Đằng tức giận quát lên, tôi thật lòng thích Lê Nguyên, vì chờ cô ấy mà tới giờ tôi còn chưa lập gia đình. Nghe nói cô ấy vừa ly hôn, tôi lập tức đến tìm cô ấy, thử hỏi có mấy người đàn ông làm được như tôi. Đúng thế, cậu Quách thật sỉ tình, thân phận như cậu ấy mà lại cưới một người phụ nữ đã từng ly dị. Cậu Quách đúng là người đàn ông tốt. Người chung quanh bắt đầu khen ngợi. Diệp Quân Lâm lại nở nụ cười, Quách Long Đằng, mấy năm nay anh chơi gái không có 1.000 thì cũng có 800 ấy nhỉ. Không bàn tới trước kia, cứ nói chuyện gần đây đi, mùng 3 tháng trước anh ngủ một nữ sinh cấp 3, mùng 7 tháng này anh cưỡng đoạt một người phụ nữ đã có chồng. Vô liêm sỉ. Giết hắn cho tôi, Quách Long Đằng tức giận quát lớn, hiển nhiên là bị chọc trúng tim đen. Diệp Quân Lâm nở nụ cười, tôi còn chưa nói xong đâu, anh sốt ruột làm gì? Anh ngậm máu phun người, bao nhiêu năm qua tôi vẫn giữ mình trong sạch, Quách Long Đằng cả giận. Tuy nhiên mọi người đều nhìn Quách Long Đằng bằng ánh mắt quái dị, biểu hiện của anh ta càng kịch liệt thì càng chứng tỏ anh ta chột dạ, ngay cả mấy tên thuộc hạ cũng lưỡng lự có nên ra tay hay không. Quách Long Đằng đã bị phẫn nộ đến mụ đầu, chỉ lo chừng Diệp Quân Lâm. Quách Phi Hồng tiến lên một bước đẩy anh ta ra, nhìn Diệp Quân Lâm cả giận, cậu là cái thá gì? Đời tư của con trai tôi mà cần cậu phán xét sao? Ông ta nói tiếp, dựa theo quy củ của nhà họ Quách, cậu đã phạm phải 4 tội, phải bị trừng phạt. Thứ nhất, một mình xông vào phá hỏng tiệc đính hôn của con trai tôi. Thứ hai, cậu kêu vợ chưa cưới của con trai tôi là bà xã. Thứ ba, cậu hãm hại con trai tôi, thứ tư, cậu bất kính với nhà họ Quách. 4 tội cộng lại, cậu phải bị đánh gãy tứ chỉ. Quách Phi Hồng vừa tuyên bố 4 tội, cao thủ nhà họ Quách nhanh chóng canh gác cổng lớn để phòng Diệp Quân Lâm trốn thoát. Quách Phi Hồng lại nhìn sang hai nhà Đoàn Trịnh, nhà họ Quách không phải ai cũng có thể khiêu khích, kể cả người ở Hoa Lư. Xúc phạm nhà họ Quách thì phải rơi vào kết cục này. Hai nhà Đoàn Trịnh lạnh run, Quách Phi Hồng đang cảnh cáo họ. Mẹ của Quách Long Đằng càng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm quát, quỳ xuống ngay cho tai. Bà ta là quý tộc nước Anh, xưa nay vẫn luôn chia con người thành 3-7 loại. Trong mắt bà ta, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm chính là tiện dân hạ đẳng. Dám phá hỏng lễ đính hôn của con trai bà ta, đúng là tìm chết. Hai vệ sĩ nước ngoài muốn tiến lên đè Diệp Quân Lâm xuống đất. Diệp Quân Lâm vỗ tay cười nói, khá khen cho 4 tội, thật lợi hại. Sau đó anh đổi giọng nói, nhà họ Quách các người không coi pháp luật là gì sao? Khi nào tới lượt các người kết tội cho người khác? Từ vụ Quách Phi Hồng bày ra 4 tội đã có thể thấy bình thường nhà họ Quách ngang ngược càn rỡ đến mức nào? Nhà họ Quách đã thuộc chủ nghĩa bá quyền, chiếm địa bàn của họ, nhà họ Quách chính là vương pháp, có quyền lực áp đảo mọi người. Cho nên có thể phán xét vận mệnh, thậm chí là sinh mạng của một con người. Diệp Quân Lâm rất tức giận. Anh ở bên ngoài chiến đấu đổ máu để bảo vệ quốc gia và nhân dân, nhưng đám danh gia vọng tộc này lại làm ra những chuyện như thế. Quách Phi Hồng nở nụ cười,
hôm nay là tiệc đính hôn của con trai tôi nên tôi mới buộc bốn tội cho cậu, nếu là trước kia cậu xúc phạm nhà họ Quách thì chỉ có tội chết. Tôi sẽ phán tử hình cho cậu ngay tại chỗ. Mọi người đều khiếp sợ, người nhà họ Trịnh và nhà họ Lý đều ngây người. Nhà họ Quách quả là khí phách, không hổ là gia tộc đứng đầu vùng Hoa Hải. Lại nhìn người nhà họ Quách, khi Quách Phi Hồng nói ra câu đó, vẻ mặt của mỗi người đều lạnh lùng, có vẻ như đã quen, chứng tỏ toàn bộ nhà họ Quách đều như thế, coi mạng người như cỏ rác là chuyện bình thường. Lý Tử Nhiễm hơi hoảng sợ vì khí thế của nhà họ Quách. Nhất là khi họ bày ra bốn tội, muốn đánh gãy tứ chỉ của Diệp Quân Lâm. Vậy trong mắt nhà họ Quách các người còn có Việt Nam, còn có Vương Pháp không? Diệp Quân Lâm hỏi. Vậy thì để tôi nói cho cậu nghe, nơi nhà họ Quách đặt chân đều do nhà họ Quách định đoạt, nhà họ Quách chính là Vương Pháp, hiểu chưa? Quách Phi Hồng bá đạo nói. Ông ta không phải là ngu xuẩn, mà là nhà họ Quách thực sự có thực lực. Mấy năm nay ông ta vẫn luôn làm việc như thế, trong lòng người nhà họ Quách, họ chính là Vương Pháp. Diệp Quân Lâm bỗng bật cười, khiến người ta không hiểu ra sao, còn người nhà họ Quách thì cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cậu đang cười cái gì? Quách Phi Hồng lạnh giọng hỏi. Người nhà họ Quách đều cảm thấy tiếng cười của Diệp Quân Lâm thật đáng ghét. Tôi cười nhà họ Quách các ông sắp tiêu đời. Bất cứ cá nhân hoặc gia tộc nào, dù mạnh đến mấy thì cũng không thể áp đảo cả quốc gia. Diệp Quân Lâm cười nói. Trước mặt chiến thần Côn Luân nói họ là Vương Pháp, chẳng phải là tìm đường chết sao? Tương đương với thách thức chính phủ Việt Nam, chắc chắn sẽ tàn bại. Ha ha ha, nhà họ Quách sắp tiêu đời ư. Thật nực cười, ai dám đụng vào nhà họ Quách, cậu sao? Quách Phi Hồng nở nụ cười, người nhà họ Quách cũng bật cười. Với thực lực hiện tại của nhà họ Quách thì ai có thể đụng vào họ? Huống chỉ là vùng đất Hoa Lư nhỏ bé này. Đúng, là tôi. Diệp Quân Lâm cười nói. Tôi không muốn thấy hắn ta đứng nữa. Hắn ta phải quỳ xuống. Averill, nẹ Quách Long Đằng cả giận nói. Quách Phi Hồng tức giận, người đâu? Thi hành trừng phạt cậu ta cho tôi. Đánh gãy tứ chỉ của cậu ta để thể hiện uy phong của nhà họ Quách. Ông ta vừa ra lệnh thì bốn cao thủ xuất hiện, dần dần đến gần Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm hoảng sợ, trước mặt nhà họ Quách khổng lồ, họ không hề có sức chống cự. Cho dù kêu Trịnh Văn Viễn và Trương Văn Thống cứu viện thì cũng đã muộn. Hơn nữa kêu cứu viện cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhà họ Quách mạnh hơn nhà họ Sở rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, Lý Tử Nhiễm che chở trước mặt Diệp Quân Lâm, ai dám làm tổn thương anh ấy thì phải bước qua xác tôi trước. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngăn cản trước mặt mình, Diệp Quân Lâm nở nụ cười, vợ anh đúng là đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải là 6 năm trước, nay anh là chiến thần Côn Luân. Thượng tướng năm sao, có anh ở đây, không ai có thể xúc phạm đến cô. Đánh gãy tứ chỉ cả hai người cho tôi. Quách Phi Hồng ra lệnh. Người nhà họ Trịnh và nhà họ Lý muốn ngăn cản, nhưng đều bị cao thủ nhà họ Quách chặn lại. Lý Tử Nhiễm nhắm mắt lại, cho dù gãy tứ chỉ, cô cũng muốn được ở bên Diệp Quân Lâm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm vẫn rất bình tĩnh, nhà họ Quách dám đụng vào một đầu ngón tay của mình thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Khoan đã. Một giọng nói già nua vang lên từ đằng sau, Quách Khôn từ ngồi xe lăn được đẩy ra, ông ta vẫn ho khan liên tục. Không được đụng vào con bé kia, hơn nữa nó nhất định phải gả cho nhà họ Quách. Quách Khôn từ nói, ông ta rất tiếc mạng, đại sư đã tính đây là người duy nhất có thể sung hỉ giúp ông ta khỏi bệnh, sao có thể bỏ qua. Quách Long Đằng phải cưới Lý Tử Nhiễm bằng mọi cách, cho dù trói thì cũng phải bắt đến nhà họ Quách. Nghe vậy. Quách Phi Hồng nhìn Lý Tử Nhiễm nói, Lý Tử Nhiễm, chỉ cần cô đồng ý gả cho con trai tôi thì tôi bảo đảm sẽ không khó xử cậu ta. Nếu không, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một kẻ tàn tật. Thấy cảnh này, đám Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng đã hiểu nhà họ Quách không thật lòng muốn cưới Lý Tử Nhiễm, mục đích chủ yếu nhất chẳng qua là muốn sung hỉ để cứu Quách Khôn Từ. Đương nhiên họ không muốn thế, đây chính là hố lửa, nhưng bây giờ đã đẩy Lý Tử Nhiễm vào đó, muốn thoát thân lại không có khả năng. Quách Phi Hồng lại nhìn đám Ngô Thị Lan, chỉ cần Lý Tử Nhiễm gả cho nhà tôi bảo đảm sẽ giúp nhà họ Trịnh và nhà họ Lý trở thành gia tộc đứng đầu Hoa Lư. Đối mặt với Quách Phi Hồng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đám Ngô Thị Lan chần chờ, ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng chần chờ. Đối với cô mà nói, Diệp Quân Lâm mới là quan trọng nhất. Bà xã, chúng ta rời đi, để anh xem ai dám can ngăn chúng ta. Lúc này, Diệp Quân Lâm lại nắm tay Lý Tử Nhiễm muốn rời đi.
ngăn cản họ lại cho tôi. Quách Long Đằng vội kêu lên, Quách Phi Hồng cũng sốt ruột, nếu lúc này để Diệp Quân Lâm rời đi thì nhà họ Quách sẽ mất hết mặt mũi, một gia tộc siêu cấp sau này sẽ khó có thể ngẩng đầu lên, không còn chút tôn nghiêm nào, cho nên Diệp Quân Lâm không thể rời đi. Nhất thời, mấy chục cao thủ nhà họ Quách đồng loạt ra tay chặn đường hai người Diệp Quân Lâm. Gây sự ở nhà họ Quách mà còn muốn rời đi à? Quách Phi Hồng trực tiếp ra lệnh, tôi muốn cậu ta phải chết. Cô ta phải gả cho con trai tôi. Thái độ cường thế của nhà họ Quách khiến nhà họ Trịnh và nhà họ Lý tuyệt vọng. Nhà họ Quách đã bị dồn đến đường cùng. Hôm nay Diệp Quân Lâm nhất định sẽ chết, Lý Tử Nhiễm cũng sẽ bị ép gả vào nhà họ Quách, thậm chí còn sẽ giận chó đánh mèo đến hai nhà Trịnh Đoàn. Ngay khi đám cao thủ sắp ra tay, Diệp Quân Lâm nở nụ cười, ông có chắc là dám đụng vào tôi không? Sao, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không dám đụng vào cậu? Quách Phi Hồng nở nụ cười. Ông không ngại nhìn ra ngoài thử xem. Diệp Quân Lâm cười. Bên ngoài thì sao? Quách Phi Hồng khó hiểu. Mọi người cũng nghỉ hoặc, nhất là đám Ngô Thị Lan khó tin nhìn Diệp Quân Lâm, chẳng lẽ cậu ta có chỗ dựa gì? Không ổn, ông Quách, không ổn rồi. Lúc ấy, vệ sĩ nhà họ Quách hớt hải chạy vào. Quách Phi Hồng không khỏi tức giận, vệ sĩ nhà họ Quách mà kích động thế này thì còn ra thể thống gì? Chẳng phải khiến người ngoài chê cười sao? Không phải bên ngoài vẫn có người sao? Những người nổi tiếng ở Hoa Lư đã sớm tụ tập đến đây. Quách Phi Hồng bất mãn nói. Không phải đâu ông Quách, không phải họ, mà là người khác, ông mau ra xem đi. Người kia sốt ruột kêu. Nghe vậy, đám Quách Phi Hồng không thể ngồi yên được nữa, cùng nhau ra ngoài khách sạn, vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, mọi người không khỏi sợ hãi. Bên ngoài khách sạn Sơn Nguyên đã đông kín người, tất cả đều mặc tây trang màu đen. Tổng cộng ít nhất là 2-3 ngàn người, mỗi người đều tràn đầy sát khí đáng sợ. Người đứng đằng trước tỏa ra khí thế kinh người như sát thần đến từ địa ngục. Đó chính là chiến thần Diêm La. Ba người đứng sau lưng anh ta chính là bộ hạ cũ của Thạch Thanh Sơn và thế giới ngầm của Hoa Lư, bây giờ đều thống nhất nghe lệnh của chiến thần Diêm La. Thấy thế trận này, mọi người đều kinh hãi, nhất là người nhà họ Quách. Nơi này tụ tập đông người đến thế từ khi nào? Người nhà họ Trịnh và nhà họ Lý há hốc mồm, vẻ mặt đầy khó tin. Nhiều người đến đây từ khi nào? Thấy chưa, bây giờ còn dám ngăn cản tôi không? Diệp Quân Lâm cười nói, đồng thời đánh thức đám Quách Phi Hồng. Cậu muốn làm gì, muốn dựa vào đám ô hợp này để chống lại nhà họ Quách ư? Đúng là ngây thơ, Quách Phi Hồng cười khẩy. Trước mặt nhà họ Quách khổng lồ, đám người này chẳng đáng kể chút nào. Đúng, anh dám chống lại nhà thì Quách thì chỉ còn đường chết. Quách Long Đằng cũng đe dọa. Diệp Quân Lâm cười tà, được lắm, tôi dẫn vợ tôi rời đi, các anh ngăn cản thử xem. Nói rồi, Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Tử Nhiễm, muốn rời khỏi cửa khách sạn. Chặn chúng lại cho tôi, Quách Phi Hồng ra lệnh. Ngay sau đó, tiếng kêu rung trời vang lên khiến mọi người khiếp sợ, 3.000 trai tráng Hoa Lư đến đón đồng bào của tập đoàn Minh Cường về nhà. Kẻ ngăn cản, giết không tha. Chiến thần Diêm La dẫn theo 3.000 người đồng thanh kêu to, như sấm sét rít gào. Trong lúc nhất thời, cao thủ nhà họ Quách đều sợ ngây người. Mặc dù họ rất mạnh, nhưng đối phương ước tính có 3.000 người. Thế này thì phải làm sao đây? Quách Phi Hồng và Quách Long Đằng cũng đều hơi kiêng kỵ. Đối phương quá đông người, hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều là cao thủ, tuyệt đối không phải là đám ô hợp. Song thể điện của nhà họ Quách cũng rất quan trọng, nếu Diệp Quân Lâm bước ra ngoài cổng một bước thì chẳng khác nào mặt mũi của nhà họ Quách bị giẫm lên. Họ phải liều mạng bảo vệ vinh dự của nhà họ Quách. Ngăn chúng lại, Quách Phi Hồng cường thế ra lệnh, 10 tên cao thủ lập tức xông về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm vẫn bước đi, cứ như thể không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, xem nhẹ mọi thứ chung quanh. Hơn 10 tên cao thủ thoáng chốc xuất hiện sau lưng họ. Nhưng đúng lúc này, chiến thần Diêm La bỗng nhiên biến thành một tia chớp, thoáng chốc đã che chở sau lưng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Bịch bịch bịch, chiến thần Diêm La ra tay nhanh như cắt, để lại từng bóng mờ. Mười mấy cao thủ của nhà họ Quách liên tục bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân Quách Phi Hồng, chỉ giấy giụa được mấy cái rồi ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến mọi người rung động. Không sợ chết thì có thể thử xem, chiến thần Diêm La lạnh lùng nói. 3.000 người đồng loạt xông tới, sắp nhảy vào khách sạn, giống thiên quân vạn mã. Người nhà họ Quách đều bị kinh hãi,
trong lòng Quách Phi Hồng có chút e ngại. Mặc dù thế lực của nhà họ Quách rất khổng lồ, nhưng dù sao của cải cũng đều ở Hoa Hải. Nơi này là Hoa Lư, kêu chỉ viện thì đã không còn kịp nữa. Nhưng không thể làm mất mặt nhà họ Quách. Các người đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn chống lại nhà họ Quách ở Hoa Hải sao? Quách Phi Hồng hỏi, ông ta thề sau khi trở về Hoa Hải tập kết thế lực, chắc chắn phải giết chết đám người này. Chiến thần Diêm La cười lạnh, tôi không quan tâm ông có phải là nhà họ Quách hay không. Nhưng hai người này tôi nhất định phải bảo vệ. Đúng, vâng lệnh của ông chủ tập đoàn Minh Cường đến đón anh Diệp và cô đoàn, kẻ ngăn cản phải chết. 3000 trai tráng bên ngoài đồng thanh hô. Chiến thần Diêm La nhìn lướt qua người nhà họ Quách một lượt, ai muốn chết cứ việc xông lên. Người nhà họ Quách đều im lặng, kể cả đám Quách Phi Hồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm dẫn Lý Tử Nhiễm dòi đi. Đây là sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Quách trong lịch sử từ trước tới nay, có kẻ lại đám cướp con dâu của nhà họ Quách, mà họ lại không làm gì được. Quách Khôn Từ ho khan nói, khu khụ. Ngăn cản chúng lại cho ta. Họ, không thể đi, thể diện của nhà họ Quách. Quách Phi Hồng suýt nữa khóc thành tiếng, ba, chúng ta nhịn một chút đi. Đây là một đám kẻ bỏ mạng, nếu chúng ta cứ cố chấp thì e rằng sẽ phải chết ở đây. Quách Long Đằng chảy nước mắt nhục nhã, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nào như thế này. Diệp Quân Lâm dẫn Lý Tử Nhiễm cùng 3000 người nghênh ngang rời đi. Nhà họ Quách Hoa Hải gặp Khốn Quân ở Hoa Lư, vị vả mặt đôm đốp. Quách Phi Hồng ra lệnh, chúng ta mau chóng trở về Hoa Hải tập kết tất cả thế lực. Tôi nhất định phải huyết tẩy Hoa Lư. 3000 người vừa rồi không tha một kẻ nào. Đúng, nhà họ Quách phải dốc hết sức rửa sạch mối nhục này. Quách Long Đằng cũng đỏ mắt quát lớn. Quách Khôn Từ cũng tức giận không nhẹ, hét lên, lấy danh nghĩa của ta ra lệnh. Cho dù đã rời đi, Lý Tử Nhiễm vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Cảnh tượng này quá rúng động, cô không ngờ Diệp Quân Lâm lại cướp lấy mình ngay trước mặt người nhà họ Quách. Đúng rồi ông xã. Vừa rồi họ nói là vâng lệnh của ông chủ tập đoàn Minh Cường ư. Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Ừ, trừ người đó, còn ai có thể huy động nhiều người như thế nữa? Diệp Quân Lâm nói. Chúng ta đều coi như người cùng phe của tập đoàn Minh Cường, anh ấy đến cứu chúng ta cũng là bình thường. Ông chủ rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Lý Tử Nhiễm rất tò mò. Chắc là cũng giống anh. Diệp Quân Lâm cười nói. Anh đừng chém gió. Nhà họ Quách nhanh chóng rời khỏi Hoa Lư, hai nhà Trịnh đoàn thất vọng trở về. Về đến trang viên nhà họ Trịnh, họ kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo Quận cũng ở đây. Vừa thấy Diệp Quân Lâm, mọi người đều nổi trận lôi đình. Diệp Quân Lâm, cậu làm hại nhà chúng tôi rồi. Tôi phải giết cậu, Ngô Thị Lan giận dữ hét. Những người khác cũng như thế. Kể từ khi đến Hoa Lư, Diệp Quân Lâm vẫn luôn gây họa, đầu tiên là chọc nhà họ Sở, bây giờ lại chọc nhà họ Quách còn mạnh hơn. Nguy cơ lần này còn nghiêm trọng hơn bất cứ một lần nào trước đó. Bởi vì Diệp Quân Lâm đã khiến nhà họ Quách mất hết sĩ diện, không còn chút tôn nghiêm nào. Nhà họ Quách sẽ tập trung lực lượng để rửa sạch mối nhục, nói đơn giản hơn là nhà họ Quách sẽ liều mạng. Thằng nhóc Diệp Quân Lâm này chính là tai họa, từ hồi ở Thiên Danh đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức. Đoàn Văn Chấn lạnh giọng chào phúng. Chứ còn gì nữa, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không cha không mẹ, còn là thiên sát cô tinh. Nhà họ Diệp ở Thiên Danh mạnh biết mấy, cuối cùng bị cậu ta khắc đến phá sản, bây giờ lại bắt đầu khắc nhà họ Trịnh. Đoàn Hồng Hải bổ sung thêm. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi, được rồi, cậu nói xem thế là thế nào. Cậu đã ly hôn với Lê Nguyên rồi, còn muốn làm gì nữa? Diệp Quân Lâm nở nụ cười, ly hôn. Các người đã trưng cầu ý kiến của đương sự chúng tôi chưa? Làm chứng nhận ly hôn bằng đặc quyền mà cũng coi là ly hôn à. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm, cậu đúng là vô liêm sỉ. Chẳng phải sau này cậu cũng đồng ý sao? Cho cậu 35 tỷ, cậu ly hôn với Lê Nguyên rồi. Đúng, cậu đã nhận 35 tỷ chứng tỏ cậu đã đồng ý, bây giờ lại lật lòng hả? Cậu có còn là đàn ông không vậy? Người nhà họ Trịnh điên cuồng công kích Diệp Quân Lâm, Trịnh Quốc Thắng cũng tức giận quát. Cậu còn nói là không trưng cầu ý kiến của cậu à? Có phải hôm đó cậu đã nhận chi phiếu 35 tỷ không? Mai Tiêu Nhược cười lạnh, tôi đích thân đưa cho cậu đấy nhé. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói, tôi đã bảo rồi, chi phiếu đã bị tôi vứt vào thùng rác. Xí nói láo hôm đó chúng tôi đã lục tung thùng rác trong nhà,
hoàn toàn không thấy chi phiếu đâu, cậu đừng có nói dối nữa. Trịnh Văn Thành hét lên. Vậy thì chắc chắn là bị người khác nhặt mất, tôi ném trong thùng rác mà. Diệp Quân Lâm nói. Ai nhặt, tôi đã hỏi hết người trong nhà rồi, hoàn toàn không có ai thấy chi phiếu. Cậu còn muốn nói dối hả? Trương Văn Thống hét lớn. Chẳng qua người hầu lão Trương nghe thấy thì không khỏi hoảng hốt. Cậu đừng nói dối nữa. Cậu đã cầm tức là nhận lấy rồi. Ngô Thị Lan cả giận. Bà ta biết rõ thực tế nhưng không hề thấy xấu hổ. Đúng lúc này, Trịnh Văn Viễn đột nhiên lên tiếng. Con muốn chứng minh cho anh rể. Anh ấy thực sự đã vứt chỉ phiếu vào thùng rác. Chẳng qua bị người hầu lão Trương nhặt mất nghe vậy. Mọi người nhất thời cứng đờ. Cái gì? Ánh mắt Lý Tử Nhiễm sáng ngời. Cô vẫn muốn chứng minh trong sạch cho Diệp Quân Lâm, quả nhiên là bị người khác nhặt mất. Đám Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng khó tin nhìn Trịnh Văn Viễn, không ngờ cậu ta lại nói thật. Trịnh Văn Viễn, cậu đang nói bậy gì vậy? Gì mà lão Trương cầm? Trương Văn Thống ra sức chớp mắt với Trịnh Văn Viễn. Còn có bằng chứng, lão Trương còn xài mấy chục triệu trong chỉ phiếu đó nữa cơ. Trịnh Văn Viễn không bận tâm tới ánh mắt của mọi người. Chúng tôi không tin. Người hầu nhà họ Trịnh không thể nào xấu tính như thế được. Trịnh Lê Thành lập tức nói. Không tin thì kêu lão Trương ra đây đối chất. Trịnh Văn Viễn nói. Đám Mai Tiêu Nhược không đồng ý, nhưng Ngô Thị Lan lại nói, được, kêu lão Trương ra đối chất. Không lâu sau, lão Trương đã run rẩy bước vào đại sảnh. Ông ta rất nhút nhát, ánh mắt hoảng hốt không dám nhìn Diệp Hạo Quân. Được rồi, lão Trương, tôi hỏi ông phải trả lời thật kỹ. Trịnh Văn Viễn nói. Vâng, cậu chủ Văn Viễn, cứ tùy tiện hỏi, lão Trương cúi đầu. Hôm đó có phải ông đã thấy anh rể tôi ném chỉ phiếu vào thùng rác không? Trịnh Văn Viễn hỏi. Người nhà đoàn Trịnh đều nhìn lão Trương, mong chờ ông ta trả lời. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng nhìn lại đây. Lão Trương run lẩy bẩy, vô cùng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Ngô Thị Lan rồi mới nói. Cậu chủ Văn Viễn, tôi không thấy cậu Quân Lâm ném chỉ phiếu vào thùng rác. Nghe vậy, đám Trịnh Văn Viễn, Lý Tử Nhiễm đều ngây ngẩn cả người, còn đám Ngô Thị Lan thì nở nụ cười hài lòng. Lão Trương, ông nói dối. Rõ ràng ông nhặt được chi phiếu mà không nói cho mọi người. Trịnh Văn Viễn giận dữ kêu to. Cậu chủ Văn Viễn đừng oan uổng người tốt, tôi hoàn toàn không nhặt được chỉ phiếu. Hôm đó tôi chỉ thấy cậu Quân Lâm cầm chỉ phiếu rời khỏi nhà họ Trịnh, rất nhiều người đều thấy. Lão Trương tỉnh bơ nói. Đúng. Chúng tôi đều thấy cậu ta cầm chi phiếu rời đi, hoàn toàn không ném vào thùng rác. Đám người hầu khác cũng nhao nhao làm chứng. Trịnh Văn Viễn thật sự tức chết. Sao lại có loại người như thế? Anh ta khó tin nhìn Ngô Thị Lan, tất cả đều là do bà ta sắp đặt, phải chứng thực chuyện Diệp Quân Lâm cầm 35 tỷ của họ. Trịnh Văn Viễn, cháu đừng nói nữa, đừng oan uổng người tốt. Ngô Thị Lan kêu. Cháu, Trịnh Văn Viễn ngập ngừng. Một mình anh ta thì sao có thể nói lại cả nhà họ Trịnh? Ngô Thị Lan nhìn Diệp Quân Lâm, giờ thì cậu còn gì để nói? Diệp Quân Lâm nở nụ cười, không có gì để nói, chỉ thấy bà với Đoàn Văn Chấn đúng là cá mè một lứa. Diệp Quân Lâm đã sớm điều tra rõ ghi chép của chỉ phiếu, chỉ cảm thán cho hành động kinh người của nhà họ Trịnh. Thằng nhóc, mày nói ai đấy hả? Mọi người nổi giận mắng. Câu nói của Diệp Quân Lâm chẳng khác nào mắng cả đám người. Đống thuốc lá rượu kia, các người không xứng được dùng. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Xí, thuốc lá rượu đó là do Trịnh Văn Viễn mua, liên quan gì tới cậu? Trịnh Quốc Thắng nổi giận măng. Người khác còn muốn chửi Diệp Quân Lâm, Ngô Thị Lan lại ngăn cản. Bà ta nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, 6 năm trước tôi bị hãm hại, lễ cưới đó không được hoàn hảo. Để lại rất nhiều tiếc nuối cho tôi và Lê Nguyên, cho nên tôi muốn bắt đầu lại với Lê Nguyên, cầu hôn lại lần nữa, tổ chức lễ cưới lại lần nữa để bù đắp tiếc nuối năm đó. Lý Tử Nhiễm nức nở nói, em đồng ý. Không được. Lê Nguyên phải gả cho nhà họ Quách. Ngô Thị Lan kiên quyết nói. Các quân đội chủ chốt tề tụ tại Đại viện quân khu lúc trước họ gả Lý Tử Nhiễm là để có tương lai và sự phát triển tốt đẹp hơn, bây giờ gả Lý Tử Nhiễm là để đẹp yên lửa dân của nhà họ Quách. Nếu Quách Khôn từ cân Lý Tử Nhiễm sung hỉ thì càng tốt, ít nhất sẽ không gây khó xử cho hai nhà đoàn Trịnh. Cho nên đám Ngô Thị Lan thương lượng rồi quyết định gả Lý Tử Nhiễm để đẹp yên lửa giận của nhà họ Quách. Diệp Quân Lâm muốn cưới Lý Tử Nhiễm. Không có cửa đâu,
huống chỉ cậu ta đắc tội nhà họ Quách, đã thành kẻ sắp chết rồi. Các người không quyết định được, chỉ cần Lê Nguyên đồng ý, tôi sẽ cưới cô ấy. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Ha ha, cậu còn đòi cưới Lê Nguyên hả? Nghĩ cách giữ lại mạng sống của mình trước đất, quân đội nhà họ Quách sắp đánh tới nơi rồi. Kiệt Trương Văn Thống cười to. Nhà họ Quách dám đến, tôi dám tiêu diệt họ. Đôi mắt Diệp Quân Lâm trọt lạnh lùng. Gia tộc đám tự xưng là vương pháp này đã làm chuyện áp đảo cả chính phủ Việt Nam, sao anh có thể tha cho chúng? Cậu đúng là ngông cuồng. Mong rằng tân sau nhà họ Quách đến đây, cậu còn dám mạnh miệng như thế. Mọi người cười lạnh. Trình Văn Viễn, Võ Tiêu, các cậu bảo vệ Lê Nguyên, tôi đi xử lý nhà họ Quách. Diệp Quân Lâm nói. Đã, Trình Văn Viễn và Võ Tiêu muốn trả lời theo phản xạ, nhưng thấy ánh mắt quái dị của người chung quanh, hai người lập tức nhịn xuống. Diệp Quân Lâm rời đi. Anh rất yên tâm cho sự an nguy của Lý Tử Nhiễm. Nếu hai người này không được thì vẫn còn có chiến thân Diêm La trong bóng tối. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm bỏ chạy à? Trương Văn Thống bỗng cười lớn. Chắc chắn là bỏ chạy, không thì sao không dẫn Lê Nguyên đi cùng. Mọi người đều cười khẩy trước hành vi của Diệp Quân Lâm. Nhưng Lý Tử Nhiễm cho rằng Diệp Quân Lâm đi tìm viện binh, có lẽ là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, xem ra lại phải nợ người ta một ân tình. Ngôn tình sắc. Nhưng cô càng ngày càng khó hiểu, ông chủ tập đoàn Minh Cường đối xử với mình và Phùng Ngọc Hân tốt quá mức. Chẳng những mua tập đoàn Thiên Lạc cho mình mà còn cho mình xử lý nghiệp vụ thị trường điện tử, sau đó liên tục giúp đỡ mình và Diệp Quân Lâm. Anh ấy là ai nhỉ? Sau khi rời đi, Diệp Quân Lâm đến một đại viện. Đây là chỗ ở của nhóm Tây Phương. Đại viện này là đại viện quân khu, nhưng đã bỏ hoang thật lâu. Sau khi đến đây, nhóm Tây Phương đã ngụ lại ở đây. Hôm nay đến nơi, Diệp Quân Lâm phát hiện có không ít người đã đến. Mấy con quân khuyến được cột ngay trước cửa thấy Diệp Quân Lâm, người bên trong đều đi ra, khoảng chừng 60 người. Cảnh tượng này khiến Diệp Quân Lâm giật mình, đông người đến thế cơ à? Chào thủ trưởng, hơn 60 người đồng loạt kính chào Diệp Quân Lâm. Chào các đồng chí, Diệp Quân Lâm đáp lễ. Tướng quân, để tôi giới thiệu cho anh một chút, họ đều là các chính ủy đoàn trưởng của các quân đoàn nòng cốt của quân khu, chuyên môn đến đây để học tập. Tây Phương cười nói. Kể từ khi họ đến đại viện quân đội, mỗi ngày đều có người đến đây thăm hỏi, đa phần là vì muốn học tập thêm. Đa số đều mặc áo ba lỗ, người đầy mồ hôi, hiển nhiên là mới luận bàn với nhóm Nam Phương xong. Thủ trưởng quân, vừa rồi có đồng chí còn vọng tưởng luận bàn với thiếu tướng Trung Phương, bây giờ vẫn còn mặt mũi bầm dập. Có người báo cáo. Quả nhiên, Diệp Quân Lâm thấy mấy người mặt mũi bầm dập ở đằng sau. Diệp Quân Lâm bật cười, luận bàn với Trung Phương. Đúng là tìm chết, nể tình là đồng chí nên Trung Phương mới ra tay nhẹ hơn một chút. Tướng quân, anh có chuyện gì à? Tây Phương ngửi thấy một tia không tầm thường. Chắc sau đó không lâu, sẽ có người tới xử lý tôi. Diệp Quân Lâm cười nói. Nghe vậy, 60 mấy quân quan ở đây đều không hài lòng. Nực cười, có kẻ dám xử lý tướng quân Côn Luân ư? Có 100 cái mạng không mà dám làm thế. Chiến thần Côn Luân chính là quân hồn trong lòng mỗi một người lính Việt Nam. Ai dám cả gan có một chút hành vi làm nhục chiến thần Côn Luân thì mọi người đều sẽ không buông tha, mọi người sẽ liều mạng bảo vệ quân hồn. Kẻ nào dám xử lý thủ trưởng quân? Điên rồi à, Phương Chiến tôi không đồng ý đầu tiên. Vương Hổ tôi cũng không đồng ý. Trương Thiên Long tôi không bao giờ đồng ý. Các quân quan thuộc các quân đoàn tiên phong đều phẫn nộ kêu to. Được rồi, chúng ta không đi nữa, để tôi xem ai dám xúc phạm oai phong của thủ trưởng quân. Đúng, thủ trưởng quân đừng bận tâm, chuyện nhỏ đó cứ để chúng tôi xử lý. Mẹ nó, bố phải bắn chết lũ chó đó mới được. Mọi người đều phẫn nộ kêu lên. Diệp Quân Lâm cười nói, được, tôi sẽ không tranh giành với các anh giải quyết đi. Anh vốn định nghĩ cách khác để giải quyết vụ này. Không ngờ lại có nhiều người đến đại viện như thế, vừa lúc nhờ họ giải quyết giúp mình cũng bất việc. Được sự đồng ý của Diệp Quân Lâm. Mọi người đều bắt đầu mong chờ, chỉ hận đám người kia không đến sớm một chút, họ còn muốn biểu hiện trước mặt chiến thần Côn Luân. Nào, chúng ta luyện tập tiếp, lúc đó trực tiếp đánh gãy răng bọn kia, đám người đã hoàn toàn phấn khởi. Bên kia, nhà họ Quách ở Hoa Hải, trên quảng trường sơn trang rộng lớn đứng đầy người, hầu như mỗi người đều có vóc dáng cao lớn, lộ ra khí thế kinh người, màu da nào cũng có, nhưng đều có chung một đặc điểm,
đó là rất mạnh. 3. Con đã tập kết đủ 500 long hổ vệ rồi. Quách Long Đăng nói. Nhà họ Quách vô cùng giàu có, số lượng tài sản không ai có thể địch lại. Mấy năm nay, Quách Khôn Từ thậm chí còn bỏ ra một khoản tiền lớn để nuôi một nhóm hộ vệ, đặt tên là Long Hổ Vệ, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, hoặc là lính đánh thuê trong tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng quốc tế, hoặc là tổ chức sát thủ đứng đầu, hay là bộ đội đặc chủng xuất ngũ từ các nước lớn, thậm chí còn có mấy cao thủ khí công và cao thủ muay thái vân vân. Hàng năm, nhà họ Quách chỉ ra hơn 7.000 tỷ cho Long Hổ Vệ, các gia tộc khác không thể tưởng tượng nổi con số này. Mặc dù Long Hổ Vệ chỉ có 500 người, nhưng chất lượng còn hơn số lượng. Họ thật sự rất mạnh, khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, 800 bạch bào của nhà họ sợ còn lâu mới là đối thủ. Long Hổ Vệ là một đám người như rồng như hổ, đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó. Trong mắt họ, 3.000 người ở Hoa Lư của Diệp Quân Lâm chỉ là một đám ô hợp, trước mặt Long Hổ Vệ chưa chắc đã trụ nổi 10 phút. Cho nên không ai có thể giữ được Diệp Quân Lâm. Họ nhất định phải cướp được Lý Tử Nhiễm, gả cho Quách Long Đằng. Được rồi, xuất phát, Quách Phi Hồng ra lệnh. Không chỉ có thế, họ còn lấy danh nghĩa của Quách Khôn Từ triệu tập hơn 100 cao thủ đến trợ trận, cho nên cộng lại hơn 600 người trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía thành Hoa Lư, từng chiếc xe nối liền như một con rắn khổng lồ, trông cực kỳ đồ sộ. Đến trạng vạng, đoàn xe của nhà họ Quách đều đã tới thành phố Hoa Lư. Cả Hoa Lư đều run rẩy. Nhất là hai nhà Đoàn Trịnh đang cầu nguyện cho mình đừng gặp phải phiền toái. Ba ơi, đi đâu trước? Con đã tra được địa chỉ của Diệp Quân Lâm rồi. Quách Long Đăng hỏi. Tìm Diệp Quân Lâm trước, sau đó lại càn quét sạch sẽ thế giới ngầm của Hoa Lư, cuối cùng cướp Lý Tử Nhiễm đi kết hôn với con. Quách Phi Hồng lạnh lùng nói. Con đã biết, xuất phát cho tôi. Sau đó, quân đội của nhà họ Quách đồng loạt đi đến đại viện quân khu. Nửa tiếng sau, mấy chục chiếc xe đã trùng trùng điệp điệp chạy đến bên ngoài đại viện quân khu. Người trêu từng chiếc xe lần lượt nhảy xuống. Thoáng chốc, 500 long hổ vệ và 100 cao thủ đã tập kết xong. Bao vây cho tôi, không được thả một đứa nào hết. Quách Long Đằng hô. 600 người lập tức bao vây kín mít chung quanh đại viện quân khu, trong ngoài ba tầng, đừng nói là người, cho dù là chim cũng đừng hòng bay ra, nhất là đây chính là long hổ vệ, còn mạnh hơn cả 5.000 người. Quách Phi Hồng và Quách Khôn Từ mới chậm rãi xuống xe. Vào từ cửa chính, Quách Phi Hồng ra lệnh, một đám người đi tới cổng đại viện. Gâu gâu gâu, mấy con quân khuyển đã bắt đầu sủa en ếch ỏi. Quách Long Đằng dùng sức đẩy cửa sắt, hô, Diệp Quân Lâm, mau cút ra đây cho tao. Các quan quân của đội quân tiên phong chờ cả buổi, cuối cùng cũng thấy người đến. Mỗi người đều vô cùng phấn khởi, nhưng họ vẫn ở bên trong chứ không đi ra. Mãi tới khi Quách Long Đằng đập cửa mấy phút, ba người Phương Chiến, Vương Hổ, Trương Thiên Long mới bước ra. Ba người chỉ mặc áo ba lỗ màu xanh lục của quân đội, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Ôn chết, mày tìm ai? Phương Chiến lạnh giọng hỏi. Thấy ba người khí thế siêu phàm, Quách Long Đằng không khỏi ngẩn người, hoảng hốt thầm nghĩ những người này không phải là người bình thường. Có điều anh ta có 500 long hổ vệ nên không sợ ai. Diệp Quân Lâm ở bên trong phải không? Quách Long Đằng kiêu ngạo hỏi. Đúng thì sao, chúng mày là ai? Phương Chiến hỏi. Nghe cho rõ đây, bọn tao là nhà họ Quách ở Hoa Hải, đến tìm Diệp Quân Lâm báo thù. Hôm nay thằng đó phải chết. Sau lưng tao chính là 500 long hổ vệ của nhà họ Quách, tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù chúng mày có 3.000 người thì cũng không giữ được Diệp Quân Lâm đâu. Quách Long Đằng cười lạnh. Người nhà họ Quách cho rằng nhóm Phương Chiến là người của thế giới ngâm Hoa Lư đến đây bảo vệ Diệp Quân Lâm, nhưng không biết thân phận thật sự của họ lại là tay o trong quân đội. Nghe vậy, ba người Phương Chiến đều cau mày. Họ vừa nghe thấy cái gì? Đám người này muốn giết thủ trưởng quân ư? Thế thì phải to gan cỡ nào? Láo xược, nhà họ Quách các người thật to gan. Các người không coi pháp luật ra gì sao? Phương Chiến giận dữ hét. Ha ha, tao đã nói rồi. Nhà họ Quách chính là pháp luật. Ở vùng đất này đều là do nhà họ Quách định đoạt. Quách Phi Hồng kiêu ngạo nói. Phát ngôn của ông ta khiến đám Phương Chiến vô cùng kinh ngạc. Thời này mà vẫn còn loại người kiêu ngạo thế này sao? Chẳng những không coi pháp luật ra gì mà còn đòi giết chết chiến thần của một quốc gia. Chúng điên rồi à? Mau kêu Diệp Quân Lâm ra đây quỳ xuống chịu chết, đừng ép bọn tao tự đi vào. Quách Phi Hồng đe dọa. Anh quân không có khả năng đi ra,
chúng tôi sẽ liều mạng bảo vệ anh ấy. Ba người phương chiến rất kiên quyết. Ha ha ha, chỉ bằng ba người chúng mày sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, trong mắt nhà họ Quách, họ đã biến thành xác chết. Nếu thêm chúng tôi nữa thì sao? Vừa dứt lời, từng người cao to mặc áo ba lỗ màu xanh lục xuất hiện, tổng cộng là 60 người đồng loạt đứng cùng nhau, khí thế vô cùng. Đám Quách Phi Hồng không khỏi hoảng hốt, đám người này cho họ cảm giác rất kỳ lạ, hình như không phải là người của thế giới ngầm, nhưng lại nhất thời không nói rõ họ là người nào. Phương Chiến nhìn lướt qua đám người này, lạnh lùng nói, cánh cửa lớn này chính là cấm địa của các người. Kẻ nào dám xông vào thì chỉ còn con đường chết. Nghe vậy, đám người kia đều ngẩn ra. Đang khiêu khích họ đấy à? Khiêu khích họ không dám xông vào cánh cửa này. Thế thì ai mà nhịn được? Phá cánh cổng này cho tao. Quách Long Đằng không chịu nổi sự khinh miệt này. Răng rắc. Rầm, đam mỹ sắc. Ngay sau đó, mấy cao thủ tiến lên dỡ bỏ cổng sánh của đại viện quân khu. Các người thật to gan, dám phá cổng nơi này. Các người có biết nơi này là nơi nào không? Phương Chiến tức giận quát lên. Gâu gâu gâu, mấy con quân khuyển sủa ầm lên. Quách Phi Hồng lạnh mặt nói, người đâu, xông vào bắt Diệp Quân Lâm ra đây cho tao. Kẻ nào dám cản đường, giết chết. Đám Long Hổ vệ lập tức muốn xông vào. Đứng lại, để tao xem thằng nào dám. Phương Chiến quát lên. Đám quan quân khác cũng kêu to. Có gì mà không dám, xông vào cho tao. Quách Phi Hồng hoàn toàn khinh thường. Các người biết đây là chỗ nào không mà dám xông vào hả? Phương Chiến hét lớn, nơi này là đại viện quân khu, thuộc cấm địa quân sự. Các người xâm nhập bất hợp pháp đã phạm luật. Câu nói của Phương Chiến khiến Long Hổ vệ đều dừng bước, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn anh ta, đồng thời giống như một tia sét đánh trúng mấy người Quách Phi Hồng. Đám Quách Phi Hồng chợt hiểu ra, ban đầu họ đã cảm thấy khí chất của nhóm Phương Chiến rất khác biệt, nhưng không thể nói rõ đó là gì. Những người này còn mặc áo ba lỗ màu xanh lục, bây giờ họ mới nhận ra, hình như những người này đều là quân nhân, ngay cả mấy con chó kia nữa, rõ ràng là quân khuyển. Trong lúc nhất thời, đám Quách Phi Hồng, Quách Long Đằng đều hoảng hốt. Nếu nơi này thật sự là đại viện quân khu thì họ sẽ gặp phiền phức to. Nhất là khi nếu đám người này đều là quân nhân. Bây giờ nên làm sao đây? Xông vào hay là rời đi? Không thể rời đi, không thể làm mất mặt nhà họ Quách. Quách Phi Hồng cười lạnh, mày nói nơi này là đại viện quân khu thì nó là đại viện quân khu hả? Muốn làm tao sợ à? Tao nói cho mày biết, lập tức kêu Diệp Quân Lâm quỷ bò ra gặp tao, nếu không tao sẽ hủy diệt nơi này, giết chết chúng mày. Long Hổ vệ đã vào trạng thái sẵn sàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, họ sẽ đập tan nơi này. Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng. Phương Chiến nói, người đây, xông vào bắt Diệp Quân Lâm cho tao. Nhưng Quách Phi Hồng không hề cảm kích, câu nói của ông ta đã chọc giận Phương Chiến, chọc giận mọi người. Một lũ ngu xuẩn, dám gây sự trên địa bàn của ông. Phương Chiến lấy điện thoại ra gọi, alo, tôi là Phương Chiến. Truyền lệnh của tôi, tập kết tất cả binh lính của chiến đoàn huyết, vũ trang hạng nặng đến đại viện quân khu phía tây ngoại ô, bảo vệ Côn Luân. Vương Hổ cũng gọi điện thoại, alo, tôi là Vương Hổ, nghe lệnh của tôi, tập kết 1.000 binh lính thuộc đoàn Hổ. Vũ trang hạng nặng đến đại viện quân khu phía tây ngoại ô, bảo vệ Vân Lạng. Trương Thiên Long, alo, tôi là Trương Thiên Long, tập kết thành viên của đoàn Long cấp tốc đến đại viện quân khu phía tây ngoại ô, có nhiệm vụ tác chiến quan trọng. Nghe lệnh của tôi, đoàn Liệp Ưng vũ trang hạng nặng, cấp tốc đến đây. Nghe lệnh của tôi, đoàn Dạ Lang vũ trang hạng nặng, cấp tốc đến đây. Nghe lệnh của tôi, đoàn Liệp Báo vũ trang hạng nặng, cấp tốc đến đây. Nghe lệnh của tôi, đoàn Thiết Ngưu vũ trang hạng nặng, cấp tốc đến đây. Đoàn trưởng của các quân đoàn tiên phong đều lần lượt tuyên bố mệnh lệnh, khoảng 30 quân đoàn được huy động, cảnh tượng cực kỳ rúng động. Hơn 600 người của nhà họ Quách đầu kinh hãi, không khỏi hít hà liên tục. Quách Long Đẳng và Quách Phi Hồng trọn tròn mắt, Quách Khôn Từ liên tục ho khan. Không nói chuyện này là thật hay giả, nhưng khí thế của nhóm Phương Chiến quá mạnh. Hơn 60 người đều là quan quân cấp đoàn trưởng ư. Chẳng lẽ nơi này thật sự là đại viện quân khu? Vậy thì người bên trong là ai? Có thể để hơn 60 quan quân cùng nhau bảo vệ thì người đó có thân phận gì? Người nhà họ Quách không thể tưởng tượng nổi. Long Hổ vệ không khỏi run lên. Một khi chuyện này là thật thì họ biết điều đó có nghĩa là gì. Đừng nói là một nhà họ Quách,
cho dù là 10 nhà họ Quách cũng không đủ. Giờ thì nhà họ Quách đâm lao phải theo lao. Tấn công ư, không dám, không tấn công, thể diện của nhà họ Quách sẽ hoàn toàn mất hết. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm và nhóm Tây Phương cùng ở ra. Thấy Diệp Quân Lâm, ánh mắt người nhà họ Quách đều phun lửa. Người này khiến nhà họ Quách bị sỉ nhục lớn nhất, Quách Long Đằng chỉ hận không thể xông lên làm thịt Diệp Quân Lâm. Trước mặt Hoa Lư, Diệp Quân Lâm dẫn vị hôn thê của anh ta rời đi, mối thù này không đội trời chung. Quách Phi Hồng và Quách Khôn Từ càng tức giận hơn, thấy Diệp Quân Lâm thì đều mất hết lý trí. Quách Phi Hồng muốn ra lệnh cho mọi người, nhưng khi thấy đám phương chiến, ông ta lại do dự. Nếu cuộc điện thoại của họ là thật thì nhà họ Quách sẽ thật sự xong đời. Diệp Quân Lâm nhìn người nhà họ Quách, cười hỏi, nghe bảo mấy người đang tìm tôi. Diệp Quân Lâm, mày, Quách Long Đăng nổi điên. Tôi đang ở đây này, tới đi. Diệp Quân Lâm cười nói. Thấy vẻ mặt trào phúng của Diệp Quân Lâm, cha con Quách Phi Hồng thật sự tức điên người. Tới đi chứ, sao vậy, không dám hả? Nhà họ Quách các người không phải ác lắm sao? Nơi có các người chính là Vương Pháp Cơ mà. Sao ngay cả cánh cửa này cũng không dám bước vào? Nghe Diệp Quân Lâm khiêu khích, người nhà họ Quách lập tức nổi máu, tức giận thở hổn hển. Quách Phi Hồng vẫn còn rối rắm, xông lên hay không? Những người khác cũng thế, nếu nhóm phương chiến thật sự là quan quân thì phiền toái lớn. Thấy nhà họ Quách trần trờ, Diệp Quân Lâm cười nói, rốt cuộc các người đang sợ cái gì? Nhà họ Quách không phải là Vương Pháp sao? Vậy thì đáng lẽ vùng đất này cũng thuộc về các người mới đúng. Chẳng phải nhà họ Quách các người áp đảo cả chính phủ Việt Nam sao? Thế mà không dám đặt chân vào nơi này à? Tới đi chứ, đừng để tôi khinh thường các người, một đám hèn nhát. Quách Phi Hồng thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt nhẹp cả người. Ông ta run lẩy bẩy, con người đỏ ngầu, nhất là khi thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Diệp Quân Lâm, ông ta lại càng không thể chịu đựng được. Cuối cùng, Quách Phi Hồng bùng nổ, gào thét, người đâu? Xông lên cho tao, phải bắt sống Diệp Quân Lâm. Long Hổ Vệ đã sớm không nhịn được, nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức xung phong. Kẻ nào dám? Đám Lâm Chiến cũng bày ra tư thế chiến đấu, chuẩn bị nghênh chiến. Xong đúng lúc này, tiếng động cơ ầm ầm vang lên trên không trung, khiến mọi người rung động. Một chiếc máy bay trực thăng được võ trang đang xoay quanh không trung. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều dừng tay, kinh ngạc nhìn lên không trung. Bởi vì đang là buổi tối nên đèn cường quang của máy bay trực thăng đều chiếu vào khu vực của nhà họ Quách. Mọi người đều nhắm mắt, hoặc dùng tay che ánh đèn cường quang. Người nhà họ Quách đều hoảng hốt. Nơi này đại viện quân khu, các người là ai? Chúng tôi là đại đội phi hành của quân khu Hoa Lư, các người định làm gì ở đây? Tiếng nói từ loa gắn trên máy bay trực thăng vang lên. Khiến nhà họ Quách hoảng sợ. Đúng là sự thật, đám người kia thật sự là quan quân. Không dừng lại ở đó, sau lưng nhà họ Quách còn vang lên tiếng bước đi đều bước. Không chỉ là tiếng bước chân mà còn có tiếng ô tô cùng với những tiếng động khác pha trộn với nhau, nghe cứ như có thiên quân vạn mã ập đến. 1, 2, 3, 4. Tiếng khẩu hiệu vang đội, từng đoàn binh lính xuất hiện sau lưng Long Hổ Vệ của nhà họ Quách. Long Hổ Vệ đều bị hoảng sợ. Không ngờ lại là sự thật, họ thật sự huy động tận 30 quân đoàn, thế này thì còn chơi kiểu gì nữa. Nơi này đúng là cấm địa quân khu, họ sắp xong đời rồi, hoàn toàn xong đời. Đội ngũ Long Hổ Vệ được tạo ra bằng 7.000 tỷ đều quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu. Giữa sân chỉ còn lại mấy người Quách Phi Hồng, chẳng qua đám Quách Phi Hồng đều đầu óc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi lạnh ứa ra liên tục. Ba, con không đứng vững được. Chân Quách Long Đằng như nhũn ra, ngã khuỵ xuống đất. Quách Phi Hồng cũng toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Ông ta run rẩy, không nói được một câu. Thấy họ như thế, Diệp Quân Lâm cười nói, sao vậy? Sợ rồi à, sao bảo mình là Vương Pháp? Nhà họ Quách các người chẳng phải rất ghê gớm hay sao? Sao còn quỳ xuống? Mày, Quách Phi Hồng run rẩy lắp bắp, mãi mà không nói hết câu. Khụ khụ khụ, Quách Khôn Từ ho khan liên tục, miễn cưỡng nói một câu, rốt. Rốt của cậu là ai hai? Lúc trước, chiến thần Diêm La dẫn 3.000 người bảo vệ cậu ta. Nhà họ Quách sẽ không bận tâm thân phận của Diệp Quân Lâm. Nhưng bây giờ lại có tận 30 quân đoàn của quân khu Hoa Lư ra mặt bảo vệ cậu ta, thế thì thân phận của Diệp Quân Lâm chắc chắn là không tầm thường, có lẽ cao đến mức họ không thể tưởng tượng nổi.
nhà họ Quách còn chưa đủ tư cách biết thân phận của tôi. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lạnh lẽo, người đâu, bắt giữ hết đám người này cho tôi. Người khác không dám đụng vào nhà họ Quách, tôi sẽ đích thân ra tay. Để tôi xem gia tộc tự xưng là vương pháp này rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Đám Quách Khôn từ tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này nhà họ Quách đã hoàn toàn xong đời. Bên kia, trong trang viên nhà họ Trịnh. Ông bà nội, hỏng rồi, nhà họ Quách dẫn theo 500 long hổ vệ đến Hoa Lư. Trương Văn Thống thở hổn hển nói. Hả, nhanh thế sao, đám Ngô Thị Lan đều hoảng hốt, vẻ mặt đầy kiêng kỵ. Thế này thì phiền phức to. Biết họ đi đâu không? Ngô Thị Lan hỏi. Họ đang dẫn người đi tìm Diệp Quân Lâm, nghe bảo là muốn giết Diệp Quân Lâm, còn muốn dẹp yên thế giới ngầm của Hoa Lư. Trương Văn Thống nói. Ngô Thị Lan bắt đầu cầu nguyện, hy vọng sau khi giết chết Diệp Quân Lâm, cơn giận của nhà họ Quách sẽ biến mất. Bà nội nói gì vậy? Lý Tử Nhiệm bất mãn hỏi. Đám Ngô Thị Lan đều nhìn Lý Tử Nhiệm. Tử Nhiệm, chẳng lẽ cháu thật sự cho rằng Diệp Quân Lâm có thể giải quyết chuyện này? Lần này nhà họ Quách đã quyết tâm giết cậu ta, ngay cả 3.000 người bảo vệ cậu ta cũng sẽ chết thảm. Trương Văn Thống nói ra sự thật. Hả, lúc này Lý Tử Nhiệm mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế à, sao tôi còn chưa chết nhỉ? Lúc này, một giọng nói vang lên khiến Trương Văn Thống hoảng sợ ngã xuống đất. Mô, ma gì mà ma, ông còn sống khỏe lắm. Diệp Quân Lâm mắng. Cậu thật sự không sao ư? Đám Ngô Thị Lan đều đứng dậy nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi có thể bị sao chứ? Nhà họ Quách đâu? Chẳng phải nhà họ Quách đi tìm cậu sao? Ngô Thị Lan khó tin hỏi. À, tôi đuổi đi rồi, sau này sẽ không còn nhà họ Quách nữa. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì? Sao có thể chứ? Đám Ngô Thị Lan đều không tin. Trương Văn Thống nhanh chóng nhờ cậy quan hệ tìm hiểu tình huống, sau đó sắc mặt anh ta chợt thay đổi, kinh ngạc không nói nên lời, đúng là. Nhà họ Quách đã biến mất khỏi Hoa Lư, chẳng biết đâu. Chuyện này là thật ư, đám Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng đều lộ vẻ khó tin. Trịnh Văn Viễn cười nhẹ nhõm, nhà họ Quách khiêu khích vị này khác nào tìm chết đâu. Lý Tử Nhiệm kéo tay Diệp Quân Lâm, nhỏ giọng hỏi, lại là ông chủ bí ẩn của tập đoàn Minh Cường làm đúng không? Diệp Quân Lâm sửng sốt, sau đó gật đầu, anh chính là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, đúng là anh làm còn gì? Chúng ta lại nợ người ta một ân tình, không biết nên đáp trả như thế nào đây? Lý Tử Nhiệm cười nói. Diệp Quân Lâm mỉm cười, nếu không được thì nhường anh cho người ta đi. Không được, điều kiện khác còn được, nhưng chuyện này thì không được. Lý Tử Nhiệm lắc đầu, cô đã yêu Diệp Quân Lâm đến tận xương tủy. Ban đầu cô mong chờ chồng mình sẽ là người mặc tây trang biết bày mưu nghĩ kế, mặc quân trang có thể bảo vệ quốc gia. Nhưng bây giờ... Bất kể Diệp Quân Lâm là người như thế nào, cô đều thích. Bởi vì cô biết Diệp Quân Lâm sẽ yên lặng bảo vệ cô. Ông nội, bà ngoại, ông ngoại, hôm nay con xin thanh minh với mọi người, con sẽ tự quyết định hôn nhân của mình. Con sẽ vẫn gả cho Quân Lâm, chờ anh ấy cho con một lễ cưới hoàn hảo. Lý Tử Nhiệm bày tỏ thái độ của mình ngay trước mặt hai nhà đoàn Trịnh. Diệp Quân Lâm rất cảm động, chỉ cần Lý Tử Nhiệm tin tưởng mình là được rồi. Người nhà đoàn Trịnh đều thở dài, sao mãi mà không thể thoát khỏi Diệp Quân Lâm. Đúng là nghiệp chướng, Ngô Thị Lan chỉ còn cách từ bỏ ý nghĩ này, bà ta đã chịu đủ bài học từ lần này. Hoa Hải là thủ đô kinh tế của Việt Nam, được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Hoa Hải còn cao cấp hơn cả những thành phố hạng A như Hoa Lư hay Thiên Danh, bởi vì ở đây có mấy vương tộc tọa trấn, thực lực kinh tế vô cùng kinh người. Song hôm nay, giới thượng lưu Hoa Hải lại bị chấn động. Bởi vì Tổng hội trưởng Quách Khôn Từ của Công hội Hoa Hải đã mất, ngay cả nhà họ Quách cũng bị hủy diệt. Mặc dù thực lực của nhà họ Quách không bằng vương tộc, nhưng dù gì cũng nắm giữ mạch máu kinh tế của Hoa Hải, thế mà lại gục ngã không biết lý do. Điều này khiến rất nhiều người e ngại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Quách chẳng phải đến Hoa Lư cưới vợ sung hỉ sao? Sao tự dưng lại biến mất? Nhất thời cả Hoa Hải đều lâm vào hoảng hốt. Trong núi sâu rừng già ngoài ngoại ô Hoa Hải, có một sơn trang tráng lệ. Bên ngoài sơn trang là hơn 100 người đồng loạt quỳ xuống. Xin thầy hãy ra mặt trả thù cho sư đệ Lã Chiến. Hơn 100 người đồng thanh hô to, mỗi người đều dập đầu thật mạnh đến nỗi trán chảy máu. Đáng sợ hơn nữa là những người này đã quỳ ở đây suốt 3 ngày.